chương 1621, đánh lánh, Kỳ Lân toàn thân ô quang chớp động, bên ngoài thân hơi lộ vẻ mơ hồ nhưng cũng chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Bất quá đối mặt với hư ảnh này, Tiêm Tiêm vẫn ngưng trọng dị thường, giơ tay nhằm hư không điểm một cái, vô số ký hiệu màu đen quỷ dị bay ra rồi tiến vào trong hư ảnh mặc Kỳ Lân không thấy bóng dáng. Nhất thời mặc Kỳ Lân nguyên bổn nhìn như hung thần ác sát, trong nháy mắt hung quang dịu đi cuối cùng thân hình hạ xuống hóa thành một bàn hắc quang bay đến. Chuyện phốc phốc một tiếng, tiêm tiêm cùng thanh sắc kỳ lân tất cả đều bị hắc quang bao phủ trong đó che kín hắc hắc may mắn năm đó ta còn nhớ rõ đầu chỗ chỗ an táng kỳ lân này nên mới có thể dùng tàn chi khí của nó mà luyện hóa ra bảo vật này bởi vì ngươi cùng ta có quan hệ công sinh cùng có kỳ lân khí tức nếu không lấy tu vi của ngươi bây giờ không những không khu động được bảo vật này mà ngược lại còn bị phản về thanh sắc kỳ lân cười hai tiếng nói chính là vì quý trọng như thế nên ta mới không nỡ sử dụng bảo vật này bây giờ nếu không lấy uy năng của nó thì ít nhất tại thời khắc mấu chốt có thể cứu ta một mạng tinh tộc nữ tử cười khổ một tiếng nói bất quá nói thế nhưng nữ tử này cũng không trần chờ gì nữa thân hình vừa động trong đám hắc quang chớp động mà nhập vào trong ma khí hai người cũng không biết ngay khi họ tiến vào trong ma khí không lâu đột nhiên từ sườn núi phủ cận có một vật to bằng quyền đầu màu xám trắng bay lên vật này mặc dù không lớn mặt ngoài chật như hóa lỏng mặt ngoài tức tức nứt ra rồi hóa thành một con kim giáp trùng nó chợt lóe lên rồi liền vô thanh vô tức bay vào trong thông đạo ma khí đồng thời lúc đó hàn lập cũng lặng lẽ xuất hiện tại một gian đại sảnh hai mắt nhìn vào trong đó đánh giá đại sảnh này hình tròn rộng lớn vô cùng đường kính chừng hơn nam trượng tại trung tâm đại sảnh ngoài trừ một cái kim sắc pháp trận rộng hai mươi mấy trượng thì bốn phía còn có 12 cây cột đá đen nhánh cao mấy trượng đứng đó phía trên có điêu khắc một số yêu ma mặt mũi hung tợn dị thường từ đồ án này phun ra một luồng ma khí đen nhánh nhằm hướng trung tâm pháp trận thổi đi mà trung tâm pháp trận này có một cái giường lớn đỏ như máu phía trên có một cự viên màu đen dài mấy trượng đang nằm con vượn này răng nanh lòi ra tư chi dài đầu chọc ba cái sừng hòa quang loài loài trong ngực nó có một vết thương màu tím miệng vết thương rộng bằng cỡ đầu lâu người thường thậm chí có thể nhìn rõ ràng từng cái xương sừng cùng một trái tim màu đen đang nhảy lên không ngừng Tái quỷ dị chính là hai mắt cự viên nhám nghiền bên ngoài thân ô quang chấp động đem ma khí bốn phía hút vào trong cơ thể mà cái giường màu đỏ như máu phía dưới thì có một tầng huyết phù quay cuồng cũng không ngừng hướng về phía cự viên cuốn đến Hàn lập đứng ở cửa lại lùng nhìn chăm chú vào đại sảnh nhưng cũng không có ý tứ muốn động thủ chút nào giờ phút này thân hình hắn hoàn toàn bị hư hóa coi như là người gần trong gang tức cũng khó có thể phát hiện ra hắn bất quá đối mặt với một gã hợp thể kỳ trung giai hàn lập vẫn không dám dễ dàng vọng động cho nên hắn đến bây giờ vẫn bảo trì khoảng cách tiên lặng quan sát kẻ trước mắt tuy nhiên sau khi kim giáp trùng từ sườn núi bay ra tại bên ngoài động phủ thì thần sắc hàn lập có chút động trong mắt hàn quan chật lóe liền khôi phục như thường lúc đầu trước khi tiến vào nơi đây vì ngừa vạn nhất hắn đã thần không biết quỳ không hay để lại một con phệ kim trùng ở bên ngoài đương nhiên con trùng này bị một tia thần niệm của hắn phụ thân mà cũng chính là sau khi cắn mốt thạch động mà sinh ra biến dị lại nói tiếp phệ kim trùng này từ sau khi biến dị thì thân thể càng thêm cứng rắn trọng lượng cũng nặng hơn nhất là sau mấy trăm năm sử dụng nguyên cứu hàn lập đã phát hiện ra nhiều loại thiên phú dị bẩm mới của nó một trong số đó chính là khả năng liễm khí hóa thạch loại thiên phú biến dị này do hàn lập tại một lần tu luyện kỹ xảo cho túng thân niệm mà vô ý phát hiện ra Loại phệ kim trùng này sau khi chui vào trong thổ thạch thì lại có thể phun ra một cỗ thổ linh lực quỳ dị có thể xảo rượu mà cùng thổ thạch phụ cận hóa thành một thể theo đó trừ phi chính là hữu tâm nhận biết rõ về bí mật của kim trùng này hoặc là chuyên môn tu luyện linh mục có thể trực tiếp khám phá ra thì người khác cho dù thân niệm cường đại đến mấy thì cũng chỉ cần nó ẩn núp trong thổ thạch không ra thì cũng không cách nào phát hiện ra điều dị thường chuyện cũng bởi vì vậy nên hàn lập mới có thể dễ dàng độc thân xâm nhập vào dãy núi lớn như thế mặc dù bởi vì ma khí cách trở nên hắn không có cách nào thông qua phệ kim trùng mà biết được chuẩn xác hành động của tinh tộc nữ từ nhưng thông qua thần niệm hắn mơ hồ cảm ứng được đối phương bây giờ cũng không có thành thật lưu ở bên ngoài mà là có một ít hành động nho nhỏ đối với việc này hàn lập cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc nữ tử này ngay từ đầu đã đưa ra điều kiện dùng tài liệu của thánh giai ma thú để chữa trị thiên ngoại ma giáp thì hắn đã đoán được đối phương có thể ẩn tàng chút gì rồi nữ tử này rõ ràng không phải là tinh tộc nữ tử bình thường tài liệu thánh giai ma thú cực kỳ hy hi hữu nhưng nếu chỉ vì một khối ma hạch thì hắn không đáng để đối phương phải hậu tạ như thế thậm chí là không tiếc đem bảo vật như thiên ngoại ma giáp tương tặng nhất là sau khi tiến vào ma kim sơn mạch bọn họ mấy lần gặp tao ngộ cực kỳ nguy hiểm mà nữ tử này vẫn không lộ ra vẻ buông tha chút nào vì vậy trong lòng hàn lập lại càng tám chín phân khẳng định rồi nhưng đối với chuyện này hắn cũng không có gì tức giận đối với hàn lập mà nói chỉ cần nữ tử này không làm tổn hại đến lợi ích của hắn thì đồng thời thật sự có thể dựa theo quy ước định trước đó về dùng thanh giai ma hạch để chữa trị thiên hoại ma giác thì cho dù nàng có một chút tiểu động tác thì hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua nữ tử này ngay cả có chút thần thông nhưng tu vi thấp như thế thì hàn lập tự hỏi có thể tùy thời nắm giữ được toàn cục hàn lập đứng ở cửa đại sảnh quan sát chừng một chén trà nhỏ công phu rốt cục xác định gian đại sảnh này ngoại trừ cái phát trận cùng 12 cây cột thì không có bất cứ cấm chế gì khác mà cự viên trước mắt cũng quả thật thân chịu trọng thương, hơn nữa đang ngủ say. Cứ như vậy mà nói. Trước khi chuyện của tinh tộc nữ tử có mưu đồ gì được xác minh thì hắn cũng không ngại trước tiên đem đầu thánh giai ma thú này diệt, sát thù lấy tinh hạch, chỉ cần không phải cùng đối phương đối cứng mà nói. Nếu đánh lén thì hắn tự hỏi có thể nhất kích diệt xác ma thú này, hắn lập trong lòng tự định giá như thế, trong mắt hàn quang chợt lóe rốt cục quyết định động thủ, chuyện hắn hít một hơi sâu, hai tay láo bảo run lên, từ một tay thanh quang chợt lóe, Người mấy viên trong màu xanh hiện lên trong tay, còn tay kia đột nhiên lấy ra một tệp phù lạp rồi đồng thời hướng trước người ném đi, hai cái này đồng thời hiện lên ở trước người Hàn Lập. Tiếp theo trên người Hàn Lập kim quang chớp động rồi có hai con kim sắc giáp trùng bay ra. Sau khi làm xong hết thảy việc này, Hàn Lập mới đan thủ kết quyết, Cân hình một chút từ trong hư hóa lặng yên trở lại như cũ. Trong quá trình này, mắt hắn nhỉ không chớp chút nào vào hắc sắc cự viên trong đại sảnh. Con vợn này vẫn nằm yên trên giường huyết sắc, căn bản không có chút phản ứng dị thường gì. Hàn Lập thần sắc hơi nương trọng ngón tay nhắm địa phù trước ngươi điểm một cái nhất thời đám phù lạp này đồng thời hướng bốn phía đại sảnh lặng yên trôi đi sau đó ngân mang chợt lóe lên mà lặng yên biến mất mười mấy viên châu cũng chậm rãi bay về phía cây cột màu đen nhưng khi bay đến đỉnh cây cột đó đám thanh sắc viên châu này đều dừng lại cứ như vậy mà trôi nổi tại đây không hề dị động hai con phải kiên trùng dưới sự điều động của thần niệm như quỷ mị ẩn núp cách pháp trận không quá mười mấy trượng sau khi làm xong hết thảy hàn lập nhìn hắc sắc cự viên một cái thấy vẫn không có động tĩnh gì thì do dự một chút rồi đột nhiên một tay nhắm một góc đại sảnh hư không điểm ra linh quang chật lóe một con hỏa điểu màu bạc quỷ dị hiện lên hai cánh vỗ một cái rồi biến mất không thấy sau một khắc trên đỉnh đầu phát trận hỏa điểu màu bạc không một tiếng động hiện ra trôi nổi giữa không trung không nhúc nhích hàn lập sắc mặt nương trọng dị thường nhưng trong lòng quyết đoán dùng thần niệm thúc dục hỏa điểu màu bạc trên bầu trời nghiêm miệng phun ra một cây kim ngân tế ti đúng là linh tuyền tà quang kim ngân tế ti độ tốc cực kỳ kinh người cơ hồ vừa ra khỏi miệng thì đã xuất hiện ngay trên pháp trận. pháp trận này quả nhiên không phải tự nhiên được bố trí ở đây. trong đại sảnh chợt vang lên tiếng vù vù rồi đột nhiên một tầng huyết quang từ hư không hiện lên đem cự viên phía dưới che chắn nghiêm mật. nhưng kim ngân tế ti vừa tiếp xúc với màn hào quang này thì coi như không thấy mà trực tiếp xuyên thủng mà qua. sau khi chợt lóe lên thì quỷ dị xuất hiện trên đầu cự viên, chỉ thấy linh tuyền tà quang sẽ trực tiếp xuyên thủng đầu lâu mà qua. mắt thấy loại tình hình một kích đắc thủ này, từ xa xa hàn lập cũng ngừng hô hấp một chút nhưng đương một tiếng thân hình cự viên nguyên bổn nhìn như không có vật gì che chắn đột nhiên được bao trùm bởi một tầng tử sắc chiến giáp như mật mà kim ngân tế ti sau khi kích lên mặt giáp che đầu cự viên thì run lên mà bắn ngược lại đồng thời phát ra thanh âm kim loại va chạm quỷ dị xa xa hàn lập thấy vậy thì sắc mặt đại biến lúc này không chút do dự đồng thời cũng không hề che giấu cái gì nữa trên người kim quang chật lóe đỉnh đầu nhất thời hiện ra một cái kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay trong lòng hắn yên lặng nói lẩm bổng ba đầu hai tay hai mắt vừa mở lộ ra thân quang lành lại sau cánh đồng thời hướng lên không trung vung ra rồi hợp lại trong bàn tay to ánh vàng rực rỡ chật ghé lên rồi có thêm ba thanh cự kiếm ba thanh đại kiếm này mặc dù tạo hình cổ phác mặt ngoài đều có ký hiệu chấp động lưu truyền nhưng hình thức và màu sắc lại bất đồng một cái mỏng như từ giấy kim quang loè loè một cái thân hẹp dài thanh quang chói mắt cái cuối cùng dày đen nhánh như mực chẳng hà lập cơ hồ dùng thanh âm trầm thấp không thể nghe thấy lành lạnh nói đồng thời hai tay kết quyết hướng xa xa điểm một cái ba tiếng phốc 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 truyền đến ba đạo kiếm quang màu sắc bất đồng tràn ra rồi trong nháy mắt hợp nhất hóa thành một đạo tam sắc lưu quang nhằng phía hắc sắc cự viên chạm đến mà cơ trong lúc đó mấy chục viên châu phía trên cây cột màu đen đồng thời rơi xuống thanh quang chợt lóe rồi phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa tiếng nổ như tiếng sống trong khoảnh khắc chẳng những 12 cây cột đen bị lôi điện đánh sụp vỡ mà cả tòa phát trận cũng bị điện hồ bao phủ trong đó màn màn hào quang và điện quang vừa tiếp xúc thì hình thành thế tử quang cùng thanh hồ rằng co lẫn nhau ma mà man hào quang màu tím cơ hồ lập tức phát ra tiếng gào vỡ chói tai cùng vô số thanh sắc điện hồ nhằm phía dưới hung hăng bổ ới đồng thời hai con phệ kim trùng đã đợi từ lâu cũng cùng tam đạo kiếm quang đồng thời kích tới trận lóe lên thừa dịp mà vào trương một nghìn sáu trăm hai mươi hai tam nguyên trảm và ta nhận mai phệ kim trùng ra tăng sắc kiếm quang chính là một loại thần thông mà hàn lập mộ ra từ phạm thánh chân ma công thần thông này đen chân nguyên bất đồng dung hợp làm một thể lo có thể đồng thời thúc dục phạm thánh chân ma công thanh nguyên kiếm quyết cùng kim cương quyết ba loại công pháp sau đó đó mượn chân ma pháp tướng một kích phóng ra Phạm thanh chân ma công cùng thanh nguyên kiếm quyết cũng không nói nhưng kim cương quyết kia nguyên bản là công pháp luyện thể nên việc có thể đem chân nguyên phóng thích thông qua nó có thể xem như cực kỳ quý hiếm loại thần thông này được hàn lập gọi là tam nguyên chảm bởi vì ba loại chân nguyên bất đồng có tác dụng tương hỗ bù trừ nên có uy lực hơn xa bất kỳ loại phóng thích công kích chân nguyên đơn lẻ nào có thể nói là hơn một số lần mà một chảm vừa rồi cũng đã rút ra khỏi cơ thể hàn lập một nửa chân nguyên cho nên tam sắc kiếm quang này tuy nhìn bình thường nhưng nhất chảm này cơ hồ có thể khai sơn phách hải hơn nữa lúc này lại có vài loại công kích đồng thời giáp công chỉ cần áo giáp của cự viên kia kém cứng rắn một chút là hàn lập có bảy thành nắm chắc có thể một kiếm chém chết lúc này mắt thấy điện hồ màu xanh đi trước một bước đánh lên từ sắc chiến giáp bên ngoài thân cự viên thì trong phát trận lại có dị biến nổi lên cái giường lớn chợt nổi lên ký hiệu sáng người rồi lại thả ra huyết mang thói mắt đem mặt trên của tử giáp che chắn lại hồ quang hùng hắn đánh lên huyết quang này cũng không biết cái giường này là bảo vật gì mà đối mặt với công kích kinh người như thế chỉ cần thả ra huyết quang là lại có thể chống đỡ được. Bất quá ngay sau đó, tam sắc kiếm quang cùng hai con vệ kim trùng trước sau đụng vào huyết mang, ông ầm một tiếng, cả tòa đại sảnh run rẩy kịch liệt trong nháy mắt bị đủ mọi hào quang bao phủ, một đàn màu sắc rực rỡ kiêu dương từ trung tâm phát trận dâng lên, hết sức lóa mắt. Hàn Lập đứng ở xa xa trong mắt lam quang chớp động như hai tay không đình chỉ chút nào. Một bàn tay đột nhiên hướng hư không trên trời cao, tay kia bấm quyết thúc dục phạn thán pháp tướng trên đỉnh đầu sau một tiếng kêu không chờ âm thanh bạo liệt phía dưới đại sảnh gián đoạn phệ linh hỏa điều hai cánh thu lại rồi lao xuống một đồng chui vào trong quang đoàn nhất thời trong vầng sáng chói mắt lại có thêm một đóa ngân diễm sau khi chợt lóe lên thì liền tiêu thất trên đỉnh đầu hàn lập pháp tường được thúc dục thì cự kiếm trong sáu tay đồng thời tán loạn biến mất sau đó một đoàn kim sắc quang cầu từ trong lòng bàn tay kích ra trong tiếng gầm rú một cơn lốc màu kim sắc phóng lên cao một chút đã đem cả đại sảnh quấn vào trong nó một cỗ áp phong thật lớn từ trung tâm tỏa ra bốn phía cho dù là hàn lập đứng xa đại môn thì vẫn bị cỗ áp lực khổng lồ này bước lui về phía sau hai bước đột nhiên thần sắc hắn vừa động pháp tướng trên đỉnh đầu đột nhiên dừng công kích lại cùng lúc đó hai tay áo hàn lập run lên một tầng quan hà màu xám cùng một mảnh ngũ sắc quang diễm hiện ra bên người đem thân thể hắn bảo hộ nghiêm mật đồng thời một cái thủy tinh tiểu thuẫn trong cổ tay áo phi ra nhẹ nhàng chấn trước người hàn lập lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ nhìn ra hướng xa xa không nói gì mặc dù có linh mục thần thông nhưng trong tình huống hào quang bạo liệt chói mắt như thế thì hắn cũng không thể thực sự thấy rõ ràng được cái gì nhưng trong lòng mơ hồ có cảm giác không đúng mặt kệ con cự viên thánh giai này bị trọng thương như thế nào nhưng đến bây giờ vẫn không kêu riêng lên một tiếng nào ngay cả nằm trong trung tâm bạo liệt mà cũng không có phản ứng gì thì điều này thật sự là có chút khác thường một gã hợp thể kỳ có thực sự bị hắn một kiếm chém chết thì cũng tuyệt đối không thể yên tĩnh như vậy hàn lập trong lòng cân nhắc sau đó thân nghiệm tản ra hướng phụ cận đảo một vòng nhưng vào lúc này một trận cười quỷ dị rát rắt từ trong đại sảnh truyền ra, Hàn Lập trong lòng lẩm bẩm, thần niệm trong nháy mắt thu lại hướng về cơn lốc kim sắc nhìn lại, quay một tiếng như tiếng sét đánh truyền đến, cơn lốc màu kim sắc mặc dù quay kín bao vây lấy quang cầu bên trong nhưng vẫn có vài giọt tử ngân hết sức nhỏ chợt lóe lên rồi, từ bên trong lọt ra. Tiếp theo có vài tiếng vang ầm ầm rồi cả hai cái đều biến mất vào trung tâm pháp trận lại hiện ra, Hàn Lập ngưng thần nhìn lại, khóe mặt không khỏi kinh hoàng giật giật vài cái, cả tòa tử sắc pháp trận đã bị hủy, thù tích đầy mình chẳng những bên cạnh pháp trận gồ ghề mà còn có vô số hố sâu và một bộ phận bốc hơi mất ở giữa pháp trận cũng có thêm một cái khe đen tiền rộng hơn một trượng đem cả tòa đại sảnh chia thành hai phần nhưng làm cho hàn lập giật mình chính là cái giường màu máu kia nằm trên lộ tuyến của cái khe kia nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì mà trên giường có một đạo nhân ảnh rõ ràng đã ngồi dậy đúng là ma viên mặc tử sắc chiến giáp ma thú này ngoại trừ ba cái sườn màu vàng trên đỉnh đầu thì trên người mỗi một nơi đều được chiến giáp bao trùm che kín một tiếp cũng không hở ra ngoài thậm chí vị trí hai mắt cũng được hai khối thủy tinh màu trắng gắn vào đó, làm cho người ngoài không thể nhìn thấy biểu tình của nó mảy may. Từ xa nhìn lại, con thú này giống như một con kim trúc khôi lỗi thật lớn, từ sắc chiến giáp cũng không phải là hoàn hảo không bị tổn hao gì. Nhiều chỗ bị vỡ vụn ra, cũng có nhiều chỗ bị hỏa tan trái đen, bất quá hai cái giáp phiến che hai bàn tay có màu đen chớp động lại đang gắt gao tóm lấy một con trùng màu vàng chói mắt. Đúng là phệ kim trùng, hai con cự trùng này cũng không chút khách khí, một ngụm phân biệt cắn lấy ngón giữa đồng dạng không có ý nhả ra nhưng không biết chiến giáp này rốt cục dùng tài liệu gì luyện chế mà thành nên chẳng những có sức chống đỡ công kích kinh người vừa rồi mà ngay cả phệ kim trùng cũng vô phát phá được trong thời gian ngắn hiển nhiên đầu ma viên này đối với phệ kim trùng rất là kiên kỵ nên nó tình nguyện hy sinh cái ngón tay chứ cũng không muốn thả nhị trùng ra nếu không để phệ kim trùng tìm được chỗ yếu nhược của tử sát chiến giáp thì nó cũng cảm thấy đau đầu nhưng hết thảy đều chưa phải là tai tối hấp dẫn chúng nhân trong mắt hắn trong khoảnh khắc nhìn thấy một vật loài loài sáng trong nổi trước người đối phương Đó là một cái ta nhận ra chừng ngửa thức tử quang loài loài nhưng nửa trên của nó không thấy đâu mà toàn thân có chút nửa trong suốt Bên trong mơ hồ có cái gì du động không thôi Đó là Hàn lập hai mắt nhíu lại đem vật bên trong tử sắc ta nhận xem rõ ràng Cái này dĩ nhiên là một cái gì đó giống như dao mà không phải là dao Giống như phượng mà không phải là phương Sở dĩ nói như thế vì thứ này có chút nhìn giống như vũ dao của giác di tộc nhưng nhìn kỹ một chút thì lại hoàn toàn bất đồng tuy rằng đồng dạng có cái cánh thật lớn thân hình cực giống giao long nhưng trên đôi cánh lại không có một sợi lông chim nào mặt ngoài bị lớp vảy màu tím bao trùm hơn nửa cánh trên lưng không phải một đôi mà là hai đôi cánh hơn nữa là một lớn một nhỏ càng đáng chú ý là trên mũi nó còn có một cái sừng lớn màu kim sắc làm cho hình dáng thoạt nhìn có chút buồn cười bất quá trên mặt hàn lập lại không có chút ý cười nào mà ánh mắt co rụt lại vật này không biết tên là gì mà mỗi lần nó cử động là lại khiến cho ta nhận cũng cử động theo một chút đồng thời phát ra linh áp thật lớn làm cho Hàn Lập cũng phải hít vào một hơi sâu. Thứ này bị tàn phái như vậy mà vẫn còn có thể phát ra linh áp kinh người như thế. Nếu mà còn hoàn hảo thì sự lợi hại chẳng phải là cực kỳ kinh người sao? Xem ra thánh giai ma thú này tuy thân chịu trọng thương như bảo vật trên người thật sự không giống như bình thường, muốn bắt được đối phương cũng không thoải mái như dự đoán. Hàn Lập trong lòng cân nhắc, tiếp theo. Từ trong tử sắc chiến giáp truyền ra tiếng cưới quái dị đồng thời trên giáp hắc khí chợt lóe lên, thân hình cự viên từ trên cái giường đứng lên, lắc lư tiêu sái đi xuống dưới khóe miệng hàn lập run rẩy một chút rồi đột nhiên đưa tay hướng về phía xa xa hư không một trào phóc suy một tiếng vô số ngân sắc hỏa diễm to cỡ hạt đậu quỷ dị hiện lên phụ cận ma viên sau đó chợt lóe lên và như vũ bão hướng cự viên kích tới cùng lúc đó trên vách tường bốn phía đại sành linh quang chợt lóe mấy trăm cái phù triện quỷ dị hiện lên nhưng lai lập tức biến mất khoảng không phía trên đầu cự viên một cái quang trận màu bạc trôi nổi trống rỗng hiện ra ở trong quang trận có một cái hư ảnh cung điện như ẩn như hiện có vẻ không phải như trốn nhân gian Cung điện tỏa ra ánh sáng chói mắt, vô số ký hiệu hiện ở trên mặt xoay quanh bay múa. Tâm thanh thiên nhiên cùng tiếng nhạc từ trong mơ hồ truyền ra nhưng nếu có ai lưu ý thì tiếng thiên nhạc này lại đột nhiên biến mất. Đây chính là Cư cung Thiên Kiền Phù, quang trận vừa quay tròn vừa truyền rồi một cỗ ánh sáng màu bạc phun ra. Trong nháy mắt công phu, hai loại công kích đồng thời bắn tới ma viên nhưng ma viên này một chút ý trốn tránh lại đều không có. Sau khi âm trầm cười quái dị thì mơ hồ một cánh tay vung lên, phanh một tiếng thật lớn thì một cỗ khí lãng màu đen từ trong thân thể nó bạo phát ra khi lãng này vừa mới tiếp cận với ngân diễm thì ngân diễm trong nháy mắt bị cuốn bay đi bộ dáng như bị tiêu diệt mà cô sáng màu bạc trên đỉnh đầu lại bị làn sóng này xô đầy cũng thoáng một cái bị chặn giữa không trung không thể hạ xuống được hắn lập thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống không nói gì nhưng trong lòng đột nhiên thôi dục pháp quyết tiếng thiên nhạc trong quang trận bỗng nhiên vang lớn hư ảnh cung điện cùng trướng mấy lần rồi theo quang trận rơi thẳng về phía ma viên đè xuống hư ảnh cung điện này trông rất sống động từ trên cao nhìn xuống khí thế thật kinh người ma viên không khỏi nở mặt ngửa đầu nhìn một cái ngay sau đó ta nhận trước người tựa hồ nước nhích rồi một đạo tử ngân hoa dài nhỏ phá trường không bay vọt lên từ quang sau khi vọt lên hư ảnh cung điện cùng quang trận trên trời cao đang hạ xuống đều bị chất làm hai nửa chật lóe lên rồi tán loạn tiêu thất hàn lập thấy cảnh này thì trên mặt tự nhiên đại biến nhưng còn chưa kịp thi triển thủ đoạn khác thì tàn nhận này đã dựng thẳng lên tiếp treo quay mặt về hướng hàn lập hơi động rồi một đạo tử ngân khác hiện lên trước mặt hàn lập mà cùng lúc đó ma viên nhìn như thong thả dị thường hai vai ngáng lên một cái thân hình đã mơ hồ tiêu thất ngay sau đó, từ quang trật lóe, từ sắc sơn giáp đã hiện ra bao vây lấy thân hình Hàn Lập. Một cái nắm tay thật lớn trực tiếp nhắm đầu Hàn Lập đập xuống. Rõ ràng trước người Hàn Lập có hai tầng bảo hộ nhưng nắm tay chưa kịp tới mà Hàn Lập đã cảm thấy bên tay ông một tiếng. Vô số âm lãng vô hình quỷ dị xuyên thùng qua quần sáng. Trực tiếp xuất hiện ở bên tai Giang rắc on hai tiếng vang hoàn toàn khác nhau cơ hồ đồng thời vang lên trong đại sảnh. Từ ngân chật lóe lên thì khí lãng nhằm chỗ Hàn Lập đứng phủ tới. Chương 1623, huyệt trong lúc hàn lập và cự viên thánh giai đang đối kháng trực tiếp thì tại trong thông đạo nào đó tinh tộc nữ tử tiêm tiêm cùng hư ảnh kỳ lân kia dưới sự bảo vệ của quang mạc màu đen đang ngừng cước bộ tách bọn họ hơn người trượng làm một thạch bích màu đen đây đã là cuối thông đạo bộ dáng không có đường đi nào khác nên là nơi này rồi hư ảnh kỳ lân ánh mắt chật lóe lên rồi bằng lòng nói kỳ ảnh có lầm không trận kỳ mở ra linh huyệt vốn chỉ có một bộ duy nhất hơn nữa ta cũng chỉ miễn cưỡng luyện chế ra được một bộ tiêm tiêm lại cẩn thận dị thường nói cẩn thận một chút cũng có thể ngươi chờ một chút kỳ lân nghiêng đầu rồi đồng ý nói sau đó nó đột nhiên mở miệng phun ra một viên trâu màu xanh viên trâu này sau khi quay tròn thì bỗng nhiên hóa thành một cỗ thanh hà hướng thạch bích đối diện cuốn đi một màn quỷ dị xuất hiện thanh hà sau khi lóe tiên tiến nhập vào thạch bích thì chỉ một lát công phu sau đột nhiên có tiếng rít trầm thấp từ sâu trong thạch bích truyền ra tiếp theo mặt ngoài thạch bích có âu mang chớp động rồi thanh hà đã bị một luồng cự lực từ thạch bích hất ngược ra linh quang chớp động thanh hạt tụ lại rồi trở lại thành một viên châu như cũ không có vấn đề gì nơi này đúng là không sai rồi kỳ lân mở miệng nuốt hạt châu vào trong cơ thể trong mắt chớp động hưng phấn nói hào ta sẽ bày pháp trận mở ra linh huyệt Tiên tiêm nghe kỳ lân nói cam đoan như vậy thì mặt đồng dạng lộ vẻ vui mừng nói tiếp theo nàng đưa tay ra lấy một nắm trận kỳ màu xanh vốn đã chuẩn bị sẵn mấy cai trận kỳ này thoạt nhìn như bình thường nhưng nhìn kỹ lại thì thấy tả hữu trận kỳ phía mặt ngoài có vô số tế ti màu vàng bạc vây quanh phảng phất như có tầng tầng mạng nhện quay lấy cổ tay tiêm tiêm run lên mấy mươi đạo thành quang bắn ra nhưng tại trên đường đi thì dừng lại rồi bỗng nhiên hướng tới trung gian tụ lại trong nháy mắt công phu một cái pháp trận màu xanh to cỡ vài trượng từ hư không hiện lên sau khi chợt lóe lên thì tiến vào thạch bích đối diện nhưng thạch bích vẫn im lìm vô thanh vô tức một chút dị thường cũng không có nhưng tiêm tiêm lại tựa hồ sớm đoán trước nên thân bản không thèm để ý hai tay nhắm hư không đánh ra một trả. chỉ thấy một tay đột nhiên có thêm một cái chuông nhào màu xanh trong tay kia thì hiện ra một cây ngọc như ý màu trắng cái chuông nhỏ thì toàn thân trong suốt bên trong ẩn hiện có một đoàn dịch thể màu lam chớp động thoạt nhìn diễm lệ dị thường mà cây ngọc như ý thì hình dáng cổ xưa mặt ngoài ảm đạm thậm chí có chút tàn phá tinh tộc nữ tử có chút đau xót nhìn thoáng qua hai kiện bảo vật thông tay thì sau đó mới mạnh mẽ nhằm hướng trước người ném đi nhất thời một đoàn lam quang cùng một đoàn bạch quang đồng thời bay ra sau khi xoay quanh trên không trung thì thay đổi phương hướng đụng vào nhau oanh một tiếng hai kiện bảo vật phảo phất như đồ sứ vỡ vụn ra đồng thời có vô số mảnh nhỏ bắn túa ra mọi nơi trong hư không lúc này lại xuất hiện hai loại dịch đoàn một lam một đỏ lẳng lặng phiêu phù ở nơi này khi ảnh phụ cận nhìn thấy hai vật này thì trong mắt không khỏi toát ra một tia tham lam nhưng lập tức lại biến mất đồng thời trong miệng không khỏi thì thào nho nhỏ một tiếng bắt túc nguyên thú và bất tử điều linh huyết này cơ hồ là toàn bộ gia sảnh mấy trăm năm mới tích cóp được mà cũng mất mấy trăm năm mới dựng dục được hai kiện dị bảo này nếu để ngươi ăn vào mà nói thì đủ có thể khiến thân thể ngươi được tẩy tủy dịch kinh mà ngay cả ta là tinh hồn thì cũng có lợi ích tinh tộc chúng ta và các tộc loại bình thường khác không giống nhau chân linh huyết đối với ta hiệu dụng không có lớn như ngươi tưởng tượng hơn nữa ngay cả chân linh huyết có chân quý thì cũng vô pháp so với chỗ tốt trong chân linh chi huyệt tiêm tiêm lại có vẻ tỉnh táo dị thường nói hắc hắc lời này vốn không sai tinh tộc các ngươi thể chất đích xác có chút kỳ lạ mấy thứ trong chân linh chi huyệt có thể có đại hữu dụng với ngươi dùng chúng để mở ra chân linh chi huyệt cũng là do không có biện pháp nào khác. Dù sao ngươi cùng ta chỉ là quan hệ cộng sinh. Không có chân linh huyết mà nói thì căn bản không thể để cho chân linh huyệt kia hiện thân. Tồn tại ngoài chân linh muốn đánh thức chân linh chi huyệt vốn vẫn là chuyện ngàn vạn khó khăn. Kỳ ảnh cười nhẹ một tiếng nói. Tinh tộc nữ tử cười không hề tiếp lời nói rồi mười ngón tay liên tiếp búng ra từng đạo pháp quyết. Sau khi chật lóe lên thì tiến nhập vào trong diệt đoàn mà hai đoàn chất lỏng này sau khi hấp thu pháp quyết này thì quay tròn vừa chuyển bỗng nhiên hướng tới nhau tiếp cận và dung hợp thành một thể hey. sau đó biến thành một viên cầu màu lam hồng dưới sự thôi thúc của tiêm tiêm viên cầu từ từ bay về phía thạch bích ở chỗ sâu trong thạch bích có tiếng rít trầm thấp truyền ra theo đó mặt ngoài thạch bích thanh quang chật lóe cái pháp trận màu xanh lúc trước tiến nhập vào trong đó chật lóe lên rồi hiện ra từ pháp trận này có một ký hiệu vụt bay ra theo một cỗ thanh hà đen viên cầu màu lam hồng cuốn vào trong đó tiếp theo cả pháp trận ngáng lên lại tiến nhập vào trong thạch bích không thấy bóng dáng tinh tộc nữ tử thấy vậy thì thần sắc ngưng trọng trong miệng lẩm bẩm đồng thời hai tay không ngừng bắt quyết thạch bích cũng không có giống như lần trước kia nặng như mới mảy vô thanh vô tức rồi mắt ngoài đột nhiên ô quang lưu chuyển không ngừng tùy theo sống lại bản bóp néo đứng lên tiếp theo thạch bích đột nhiên tầng tầng nứt tóc ra một bộ mặt bỗng nhiên từ trong thạch bích hiện ra đông là một khuôn mặt to đến cả thước Mọi trừ hai mắt cái mũi cùng miệng rộng ra thì không có gì đặc thù căn bản không nhìn ra tuổi tác lớn nhỏ mà cái mặt lớn này vừa hiện ra thì hai mắt lại nhắm nghiền không có động tĩnh gì mau đúng là bây giờ khi ảnh vừa thấy mặt này thì vội vàng nói một tiếng tiêm tiêm khẩn trương quát một tiếng hai tay bắt quyết thúc dục cái thanh xác quang trận vừa biến mất kia tại hiện lên nhưng chỉ lóe một cái rồi lại biến mất trên không chỗ cũ chỉ để lại một đoàn dịch thể màu lam hồng vẫn không nhúc nhích phảng phất như bị cử động của thanh xác quang trận làm bừng tỉnh thân xác khuôn mặt lớn vừa động hai mắt đóng chặt từ từ để lộ ra hai con mắt như thể hai ngôi sao sáng trong bầu trời đêm nó nhìn chân linh chi huyết màu lam đỏ trước mặt đột nhiên má mùng ra nốt lấy dịch đoàn sau đó cả khuôn mặt lớn có màu lam hồng chật lóe lên mà lộ ra vẻ vừa lòng thoải mái đứng cách đó không xa tiêm tiêm sau khi nhìn lướt qua thì mở miệng miệng nàng nhanh chóng bành trứng một chút trở nên cơ hồ bằng với khuôn mặt nọ sau khi quang mang chật lóe cái mặt lớn ngưng động lại trên mặt đất mà bất động thanh sắc hóa thành đá trắng cái miệng mở rộng cũng theo đó mà huyễn hóa thành một cái thông đạo sâu Niên nhiên thông xuống dưới mặt đất thành công rồi huyện linh đã ngủ say rồi chúng ta nhanh đi vào kỳ ảnh mừng rỡ kêu lên tiêm tiêm trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn không thể che đậy lúc sau gật đầu không nói gì tay láo bảng run lên nhất thời đem kỳ ảnh cuốn lấy tiếp theo thân hình vừa động rồi hóa thành một đạo kinh hồng vọt tớt đội quang ngáng lên tại chỗ động khẩu thì liền biến mất ngay lúc tinh tộc nữ tử cùng kỳ ảnh mừng rỡ nhảy vào trong thông đạo thì cũng không có chú ý tới một góc thạch bích đột nhiên có một tia huyết quang lóe lên một lát sau một đạo kim hoa từ phía sau ma khí bay ra tại phủ cận xoay tròn một vòng thì một đầu nhìn vào trong thông đạo trong lúc nhất thời tại ngọn núi lớn bên ngoài một đạo huyết quang từ chân trời kích bắn đến chỉ chật lóe lên rồi một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại lối vào thông đạo người này thân mặc chiến giáp màu bạc thân sắc âm trầm dị thường bất ngờ đúng là tên nam tử họ khuy kia trước kia có lưu lại cấm chế cảnh bảo nay đã bị xúc động rồi hai người kia thật là sự xông vào chân linh chi huyệt tốt lắm đỡ cho bản tôn phí lực mở ra nam tử họ khuê mặt đầy sát khí nói nhỏ một tiếng theo sau quang mang đại phóng rồi trực tiếp hóa thành một đạo huyết hồng bắn vào cũng không biết hắn tu luyện loại thần thông nào nhưng ma khí vừa tiếp xúc với hắn thì đều vòng sang hai bên lảng tránh trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng mà nam tử họ khuê tiến vào trong ma khí không lâu thì trong hư không phụ cận ngân quang chật lóe lên một thân ảnh thon gầy từ trong hư không hiện ra đúng là cửu dạ nàng nhìn thông đạo đầy ma khí mãnh liệt trên mặt lộ ra vẻ giật mình nơi này ma khí đậm đặc như thế tựa hồ chỉ có vài vị đại nhân kia mới có loại thần thông này. Chẳng lẽ động phủ bí mật của thiết ma hoặc là huyết thủ? Nữ nhân này thất thanh kêu lên nhưng sắc mặt lại âm trầm bất định trong chốc lát rồi cuối cùng cũng dậm chân hóa thành một đạo ngân quang, tiến vào trong đó. Thân là cao giai ma thú, trong ma khí tựa như hổ thêm cánh nên tự nhiên là không sợ hãi mảy may, Hàn lập đứng ở một góc đại sảnh, tại đầu vai và hai sườn mọc thêm một cái đầu lâu màu vàng đồng thời phía dưới thân bỗng nhiên mọc thêm bốn cánh tay màu vàng. Bốn cánh tay này đều tự cầm trượng sử luân thước, bốn kiện ánh vàng rực rỡ nhưng tại không trung khẽ run lên không ngừng đồng thời phát ra âm thanh gào thét phảng phất cực kỳ cố sức mang mặt ngoài hai nắm tay có hắc khí quay cuồng kia thỉnh thoảng có trận trận khí lãng trực tiếp từ trên nắm tay xông xuống như khi kích Liên tầng quang mạc trong suốt trước người hàn lập thì lập tức từ hai bên sườn sượt qua tan bản không thể đả thương mảy may tại chỗ xa hơn trên không trung hai con phệ kim trùng đang vây quanh một đoàn từ điệp tà nhận thay nhau truy đuổi không ngừng Ta nhận chỉ cần vừa động thì nhất thời có một đạo từ ngân bổ ra trực tiếp đem một con phệ kim trùng chém bay xa xa hơn người. Trượng. Nhưng một con phệ kim trùng khác lập tức xô tới mà cắn cho tàn nhân này không thể không tạm thời thoái nhượng một chút. Nó ngay cả lợi hại nhưng tựa hồ không thể liên tiếp chém ra hai tích. Hơn nữa tựa hồ có chút yếu nhược. Căn bản không chịu được vài vết cắn của phệ kim trùng. Trong khi đó hai con phệ kim trùng chỉ cần chớp chớp hai cánh là lại không thèm để ý bay vào tới. Có lẽ nói về trình độ linh hoạt thì tàn nhận này còn hơn xa hai con phệ kim trùng này tử sắc quang nhân mau lẹ vô cùng căn bản không thể tránh nhưng trước khi phát động trong nháy mắt sẽ phải thoáng dừng lại treo đó ta nhận này cho dù muốn thay đổi mục tiêu xông vào phía hàn lập thì lại bị hai con phệ kim trùng này trực tiếp áp sát dùng thân thể liên tục ngăn cản nên căn bản là không thể rút ra được chương 1624 hồ thể phân nguyên đại pháp trước khi bị ma viên kia đánh trúng hàn lập đã sử dụng nguyên tử thần quang cùng ngũ sắc hàn diễm nhưng trước sau chỉ hơi ngăn cản được một chút là bị kích mà tán đi cuối cùng mới miễn cưỡng dùng tiểu thuẫn để ngăn cản công kích này ma viêm một thân thật lớn thì không nói nhưng cây tà nhận màu tím kia thì uy lực vô cùng lớn từ xa xa mà chém đến thì khó lòng phòng bị lấy kinh nghiệm tranh đấu phong phú của hàn lập thì tự nhiên lập tức dùng phệ kim trùng để ngăn cản nhưng hắn cũng không có thả ra thêm phệ kim trùng mà đem phạm thánh chân ma pháp tướng cùng với tự thân hóa thành một thể rồi dùng bốn cánh tay huyễn hóa ra bốn kiện bảo vật mà đối chọi với hai nắm tay của đối phương cùng lúc đó hai con phệ kim trùng bị bắt lấy thả lòng miệng hai cánh điên cuồng rãi sau khi biến dị thân hình phệ kim trùng có lực lượng rất mạnh hai con đồng thời phát lực phệ kim trùng từ tay đối phương dãy ra rồi lập tức nhắm tan nhận phía xa liên tục dây dưa không rút ma viên thấy vậy thì vung đôi nắm tay nhắm hàn lập điên cuồng đập xuống nhưng hàn lập cậy thân thể mạnh mẽ không úi kỵ gì lúc này mới hình thành cục diện ràng co trên giáp trên người ma viên cùng khẩu từ nhân kia lợi hại dị thường nhưng chỗ đáng sợ chân chính là một thân lực lượng của nó mặc dù hàn lập huyễn hóa ra sáu cánh tay đồng thời vận dụng phạm thánh chân ma công đến mức cực hạn nhưng có vẻ vẫn kém hơn so đối phương một bậc bất quá ma viên này không biết là do thân chịu trọng thương hay là tự nghĩ thủ đoạn trước mắt đã đủ đối phó với hàn lập nên ngoại chưa vận dụng một đôi nắm tay ra thì vẫn chưa thi triển thần thông nào khác hàn lập sau khi thích ứng với tốc độ như quỷ mị thì bắt đầu có thể thông dong chống đỡ bất quá bảo vật đồng dạng bình thường kích lên chiến giáp màu tím thì cũng không có mấy tác dụng nhiều lắm là để lại mặt ngoài áo giáp một số dấu vết mà thôi có chiến giáp quỷ dị này cử viên phẳng phất như rồi rụt đầu trong mai khiến cho hàn lập cảm thấy khó giải quyết Xen ra chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Hàn lập mặt không chút biểu thay đổi, trong lòng thầm nhủ, hắn hít một hơi, một tay vẫn giấu ở trong ống tay áo đột nhiên vừa động, một bàn tay trắng ngoãn nhưng mọc thò ra, Trước đó năm cái bạch cốt hiện lên há miệng phun ra một lùng ngũ sắc hàn diễm cuồn cuồn nhằm hướng ma viên cuốn đến. Sau đó Hàn lập lại mở miệng phun ra một cái tiểu đỉnh màu xanh, cái đỉnh này vừa quay tròn thì nhất thời vô số sợi thanh ti đã phá không bay ra. Nhằm thẳng phía đối thủ quấn tới rồi ngáng lên một cái đã biến mất mà tự thân Hàn lập, sau lưng có tiếng sấm nổi lên, một đôi cánh hiện lên hai cánh khẽ run lên thân hình lập tức hóa thành một đạo thanh bạt điện hồ như cầu vòng nhằm hướng đại sảnh bắn đi hắn định mượn hai loại thần thông này ngăn cản ma viên một chút để bản thân có cơ hội độ ra kéo giãn khoảng cách với ma viên sau đó dẫn dụ nó đến chỗ dân lệ kiếm trận bên kia thông đạo chỉ có nhờ vào uy lực của kiếm trận thì hắn mới có khả năng vây khốn được đối phương sau đó lại thi triển thần thông đánh chết nó bất quá hàn lập tuyệt đối không ngờ thanh bạch điện hồ vừa lóe lên hàn lập mới dừng ở đại môn thì trong nháy mắt dị biến nổi lên đại môn hơi nghiêng trong hư không huyết mang chật lóe một vật thể dài mấy trượng màu đỏ quỷ dị thoáng hiện ra rồi nghiêng đầu đập xuống lại là cái giường màu máu mà ma viên nằm ban đầu vật này sao ở chỗ này hàn lập tự nhiên cả kinh không tự chủ được thầm nghĩ nhưng cái giường này xuất hiện quá nhanh lúc nện xuống thì toàn thân huyết quang đại phóng vô số ký hiệu tuôn ra toàn nhìn yêu dị dị thường hàn lập không dám chậm trễ mảy may cơ hồ theo tiềm thức quát khẽ một tiếng chẳng những huy động bốn cánh tay màu vàng dưới thân mà hai bàn tay thực một đen một trắng ngáng lên hóa thành quyền ảnh đầy trời đánh tới mặc dù cái giường xuất hiện đột ngột khiến cho hắn không kịp thi triển thần thông khác mà chỉ có thể dựa vào thân thể trực tiếp ngăn cản nhưng hắn tự tin sáu cánh tay này xuất hiện đủ để đem vật này đánh bay ra ngoài kim quang chợt lóe bốn kiện binh khí kích lên cái giường tầng một tiếng kim quang và huyết quang đan vào nhau khiến cho cái giường màu máu kia dừng lại nhưng vẫn từ từ đè xuống hắn lập sắc mặt trầm xuống quyền ảnh đầy trời bỗng nhiên ngưng lại rồi huyễn hóa thành hai cái hắc bạch cự quyền tùy theo cũng muốn kích lên nhưng vào lúc này Hàn lập chợt thấy một cỗ hàn ý giận tóc vé từ lưng sông thẳng lên da thịt không có chút dấu hiệu mà tự nhiên nổi một tầng da gà bất hảo mặc dù không biết nguy hiểm gì xuất hiện nhưng luôn luôn tín nhiệm đối với linh giác của mình nên hắn không chút do dự đem hai bàn tay như thiểm điện thu lại tiểu thuẫn pha lê vốn thu nhỏ trước người nay lại được thúc giục đồng thời một tay khác cử đông tựa hồ muốn thúc giục pháp quyết nhưng tựa hồ đã muộn cơ hồ trong lúc nhất thời bục một tiếng hư không phía sau hàn lập xuất hiện một đạo bạch tuyến rồi một cái cánh tay màu đỏ từ trong bạch tuyến nhỏ thò ra năm ngón tay như móc câu trục tới hồ thể linh quang ánh vàng rực rỡ có thể so sánh với đỉnh dai bảo vật nhưng lúc này lại phảng phất như tờ giấy bình thường yếu ớt chỉ thoáng một cái cánh tay màu đỏ đã trực tiếp trên thùng thân thể hàn lập cánh tay thò ra trước ngực hàn lập hàn lập nhìn cánh tay thò ra trước ngực mình thì nét mặt run rẩy một trận trong mắt mờ mịt tựa hồ còn chưa tin sự tình trước mắt cạp cạp tiếng cười quỷ dị vang lên quanh quần trong cả tòa đại sảnh bất qua Thanh âm này không phải là từ ma viên mặc chiến giáp màu tím mà mà là từ trong không gian liệt phùng từ trong đạo bạch tuyến phía sau, truyền ra, rõ ràng là hình dáng của huyết tí, "Tiểu tử, ngươi lại dám tấn công ta, thực sự là tự đi tìm tử lộ." Bất quá nhìn ngươi một thân pháp lực tinh thuần, vừa lúc cấp cho bổn đại nhân một phen đại bổ rồi, trong tiếng cười quái dị, một cái bóng màu đỏ từ trong cái khe thoát ra cũng cuồng tiếu mà nói. Tiếp theo cánh tay xuyên thủng thân thể Hàn Lập co rụt lại, cái miệng nó mở lộ ra đầy răng nanh muốn một ngụm cắn nát đầu Hàn Lập nhưng vào lúc này một màn bất khả tư nghị xuất hiện, thân thể Hàn Lập đột nhiên bị một đoàn linh quang xanh biếc bao lấy, tiếp theo chật lóe lên rồi hóa thành vô số điểm lục quang tiêu thất giữa không trung, trên tay huyết tí chỉ lưu lại một tờ phù lục màu xanh biếc bị xuyên thủng mà thôi. Huyết ảnh sau khi há miệng cắn cả khoảng không thì tự nhiên mới cả kinh nhưng lập tức xoay đầu hướng ra ngoài cửa lớn nhìn lại, chỉ thấy ngoài đại môn, lục quang chật lóe, Hàn Lập sắc mặt thoáng trắng bệch hiện ra, huyết ảnh ngương thần nhìn tới trước ngực Hàn Lập đảo qua thì không khỏi giật mình trước người hàn lập chẳng những không có một vết thương nào mà thậm chí một giọt máu cũng không có nếu không phải thanh bào trước ngực bị rách một lỗ lớn thì có lẽ ngay cả huyết ảnh cũng nghĩ một kích của mình lúc nãy chỉ là kích chung ảo thuật mà thôi huyết ảnh say chuyển ánh mắt lại rơi xuống cái huyết tí kia thì chỉ thấy trên mặt không phải hoàn toàn trống rỗng mà có một cái phù lục màu xanh biết thế thân cho hàn lập bị xuyên thủng mà qua hắn thần giác vừa động một cái cánh tay khác vừa động lập tức nhằm tám phù lục này chụp tới nhưng vào lúc này hàn lập ngoài cửa lớn trong miệng hừ lạnh một tiếng đồng thời quát một câu ngu phu lục màu xanh bước ngáng lên một cái rồi lập tức hóa thành một đạo thúy hồng bắn ra chỉ chớp động một cái rồi tiến nhập vào trong cơ thể hàn lập không thấy bóng dáng phu lục này tự nhiên đúng là hóa linh phù mà hàn lập từ khi đến tinh giới vẫn cần mẫn ngày đêm bồi dục lấy tu vi cảnh giới của hàn lập bây giờ lại được mấy trăm năm ngày đêm bồi dục thần thông của hóa linh phù ngày nay hơn xa khi còn ở nhân giới cho nên vừa rồi hắn mặc dù chưa kịp thúc dục bảo vật hộ thân nhưng tại một khắc trào thủ của đối phương mạnh mẽ tàn phá thân thể Hàn Lập thì tâm niệm của hắn đã kịp kích pháp hóa linh phù để cho nó thay mặt thừa nhận một kích xuyên tâm này. Nếu không như thế, một kích vừa rồi của đối phương có thể bằng vào thân thể mạnh mẽ mà thoát mạng nhưng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Bất quá tấm hóa linh phù này bởi vậy mà tạm thời không thể sử dụng lại rồi, phải một lần nữa bồi dục ngoài trăm năm mới có thể sử dụng lại. Bất quá nơi đây rõ ràng vốn là nơi đồng ma viên kia ngủ say. Huyết ảnh này là tồn tại gì mà sao lại và phải lúc này? Bất quá. Nghe vọng của nó thì có vẻ nó mới chính là chủ nhân ở nơi này chẳng lẽ đối phương là ma viên hóa thân hàn lập trên mặt âm tình bất định trong mắt lam mang chợt hiện dò xét huyết ảnh mặc dù toàn thân huyết ảnh có một tầng huyết quang bao phủ thân hình thoạt nhìn mông lung nhưng dưới linh mục thần thông của hàn lập thì lại hiện rõ ràng kết quả đồng tử hắn chợt co lại huyết ảnh này ngoại trừ nhìn như không phải thật ra thì vô luận là thân hình hay hình dáng đều giống hệt ma viên trong chiến giáp màu tím thia đồng dạng đầu sinh ba sừng mông rộng song trường rất dài huyết ảnh thấy hàn lập đứng tại chỗ im lặng thân sắc tỏ vẻ trần chờ do xét hắn không ngừng thì lúc này nhai rằng cười rồi đột nhiên đưa tay chỉ vào ma viên trong chiến giáp màu tím vẫy một cái lúc này ma viên vừa động tiến nhanh về phía trước mà thân hình huyết ảnh ngáng lên một chút hóa thành một đạo huyết hồng bay đến chỉ chật lóe lên rồi tiến nhập vào chiến giáp màu tím không thấy bóng dáng hô xít một tiếng một cỗ ma khí màu hắc hồng từ trong chiến giáp màu tím phóng ra đồng thời một cỗ linh áp sâu không lương được phóng lên cao bộ dáng không bị thương chút nào Hàn Lập ở xa như thế bị linh áp kinh người này đánh tới mà biến sắc lùi lại mấy bước đồng thời trong đầu linh quang chợt lóe bỗng, như nghĩ tới một đoạn bí thuật di lại trong Thác Thiên Ma Công, không khỏi thất thanh kêu to. Hỗn thể phần nguyên đại pháp, gì? Ngươi như thế nào lại biết công pháp này? Không sai, ta đích thật dùng công pháp này để chữa thương. Hồn thể chia liều mặc dù nguy hiểm không ít như đủ có thể khiến cho tốc độ hồi phục của ta nhanh hơn gấp đôi. Lại nói tiếp, ngươi cũng có vài phần cổ quái, rõ ràng là ngươi linh giới nhưng lại tu luyện đỉnh giai ma công của ma giới chúng ta mặc dù đã được cải biến không ít nhưng uy lực chỉ được cái bề ngoài từ trong chiến giáp màu tím truyền ra thanh âm ngạc nhiên của ma viên tức theo nó lạnh lùng nói nói như vậy thương thế của ngươi đã khỏi rồi ư hà lập sắc mặt một chút trở nên cực kỳ khó coi ha ha mặc dù thân thể khôi phục chậm một ít nhưng nguyên thần cũng đã khôi phục được bảy tám phần rồi ngươi nếu là thức thời mà nói đi tới để cho ta hút một thân máu huyết khiến ta vừa lòng thì bổn ma tôn nói không chừng sẽ bỏ qua cho linh hồn của ngươi chuyển khẽ đầu thai. Ma viên cuồng tiểu nói. Chương 1625, yêu viên linh mục, khôi phục được 7, 8 phần. Ngươi cho ta thật sự tin tưởng lời đấy ư? Lấy tu vi thánh giai trung kỳ của ngươi nếu thật sự đã khôi phục được phân nửa thì cần gì phải sử dụng thân thể để đối địch? Thần thần bí bí đem nguyên thần giấu diễm một bên đánh lánh ta. Ngươi nguyên thần ngay cả có khôi phục nhanh hơn thể chất thì ít nhiều cũng chỉ khôi phục được 3, 4 thành, hiện tại nguyên thần đã trở về, một mình ta tuy rằng không phải đối thủ của ngươi nhưng nếu gọi tới hai người giúp đỡ thì chuyện diệt sát ngươi tuyệt đối không có vấn đề chuyện hàn lập chỉ thoáng trầm ngâm một chút liền cười lạnh nói vừa nghe thấy hàn lập nói ma viêm bỗng như rừng cuồng tiếu lại trên mặt hai lồng huyết quang chợt lóe lên rồi đột nhiên một tay phản thủ nhắm hư không đánh ra một chảo cái tàn nhận đang cùng hai con phệ kim trùng rằng co lắng lên một cái rồi biến mất ngay sau đó ta nhận này bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của ma viên sau khi lóe lên cái nữa thì cuồng trướng lên tới hơn một trượng và biến ảo thành một thanh cự sắc cự kiếm Cửa kiếm này nhằm ngay người hàn lập bá bá vài cái bảy tám đạo ngân quang màu tím thô to chợt chém ra trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người hàn lập hàn lập đã sớm có phòng bị đen sao lại để cho đối phương đắc thủ thì tinh tiểu thuẫn trước người linh quang đại phóng bành trướng lên hóa thành một tầng sáng trong suốt đen thân mình che chắn phía sau ầm ầm mấy tiếng nổ từ ngân đụng vào quần sáng trong suốt mà nứt tắt ra tuy hơn phần nửa công kích đều bị quần sáng đẩy ra nhưng công kích lần này uy lực vĩ siêu lúc trước mấy lần nên uy lực còn sót lại cũng làm cho quần sáng chấn động một cỗ cự lực truyền đến trực tiếp tác động lên thân thể hàn lập sư một tiếng thân hình hàn lập giống như không có chút lực ngăn cản bắn tung ra xa sau khi chật lóe lên thì tiến vào trong hắc khí chung không thấy bóng dáng đâu nữa chuyện khẩu khí thật không nhỏ nhưng bằng vào trường ấy thần tông mà cũng dám uy hiếm bổn đại nhân không đúng tiểu tử ngươi muốn trốn sao ma viên đang châm chọc cười nhưng lại thấy hàn lập cũng không có từ trong má khí đi ra thì trên mặt huyết quang chật lóe rồi bỗng nhiên hét lớn một tiếng hắc hồng ma khí chợt quay ngược lại Ma phong nổi lên rồi biến thành đạo kinh hồng nhằm vào ma khí mà cuốn tới nhưng độn quang của ma viên vừa tiến vào trong đó thì bỗng. Như một cỗ quái phong do một tòa tiểu sơn cao hơn một trượng sức kỳ bất ý đè xuống. Ma viên dừng động quang một chút nhưng căn bản không thèm để ý tiểu sơn này. Nó nâng một tay hư không đánh ra một quyền. Nhất thời một cỗ cự lực vô hình tuôn ra rồi nó không thèm để ý kết quả mà ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía trước. Tuy rằng đối với người thường mà nói, tông đạo này tối đen dị thường căn bản là không thể nhìn thấy vật gì nhưng đối với con thánh giai ma thú này mà nói lại căn bản không có chút trở ngại nào. Cho nên ma viên này liếc mắt một cái đã thấy cách đó hơn người trượng Hàn Lập vẫn đang đứng đó không nhúc nhích như hai tay lại bấm, quyết. Bốn phía thân thể ma khí sôi trào quay cuồng giống như đang thi triển một đại thần thông cực kỳ lợi hại, nào đó. Cho nên ma viên mở miệng quát to một tiếng, muốn chết, thấy Hàn Lập ngông minh như vậy. Ma viên tự quát một tiếng nhưng cũng không có lập tức vọt đến mà đưa mắt đảo qua phụ cận Hàn Lập, bộ dáng cẩn thận dị thường nhưng ngay sau đó trên đỉnh đầu nó lại xảy ra chuyện mà vượt quá dự đoán của ma viên Cư lực mà nó đánh ra lúc trước chỉ làm cho tiểu sơn thoáng dừng lại một chút nhưng sau đó tốc độ rơi xuống không những không chậm lại mà còn nhanh hơn hướng đỉnh đầu của ma viên áp xuống đồng thời hình thể cũng chật cuồng trướng lên mấy lần như bầu trời sụp xuống ma viên ngẩn ra như lập tức hừ lạnh một tiếng từ sắc cự kiếm trong tay run lên nhất thời mấy đạo tử ngân chật lóe lên sau đó hội tụ thành một đạo tử nhận thô to hướng lên trời cao chảm ra Ma Viên tính toán một kiếm này sẽ đem Tiểu Sơn chém nát nhưng hắn đã muộn một bước. Tiểu Sơn nhìn như đang hùng hổ rơi xuống lại đột nhiên lóe lên qua hàm màu xám rồi phảng phất như bọt biển biến mất. Từ ngân tự nhiên đánh vào hư không, Ma Viên lại ngẩn ra, tâm niệm chuyển động vài cái có chút không rõ dụng ý của Hàn Lập nhưng ngay sau đó. Nó bỗng nhiên cảm ứng được điều gì mà đột nhiên cúi đầu đem ánh mắt một lần nữa quét về phía trước, chỉ thấy đối diện với Hàn Lập, không biết khi nào đã có vô số tia hồ điện hết sức nhỏ bắn ra mà quay chung quanh thân thể hắn không ngừng tiếp theo hồ quang dần dần to lên hướng ra bốn phía mà cổ chướng bay đi trong lôi quang kinh người dần dần hình thành một hàng rào điện hình vòng tròn mà cùng lúc đó một đám ký hiệu màu vàng theo hai tay hàn lập tuôn ra nhanh chóng nhập vào trong hồ quang bốn phía không thấy bóng dáng chuyện hồ quang thô to sau khi có phủ văn ra cường thì trong nháy mắt vô thanh vô tức vỡ vụn ra rồi hóa thành một vầng sáng đường kinh mấy chữ ánh vàng rực rỡ ở trong vầng sáng thân hình hàn lập trở nên mơ hồ không rõ nhưng trong miệng tiếng trung ngữ tối nghĩa liên tiếp phát ra mà vầng sáng màu vàng không ngừng chuyển các ký hiệu quay cuồng không chừng hơn nữa bên trong còn mơ hồ truyền ra tiếng động vù vù càng lúc càng sắc bén chói tai đột nhiên một tiếng sét kinh thiên đánh ra vầng sáng cùng đại lượng kim quang trong phút chốc biến mất không thấy đâu mà thân hình hàn lập hiện ra như một tay lúc này bấm quyết một tay xảy ra năm ngón hướng về phía trước nhẹ nhàng tách ra ở trong lòng bàn tay phía trên chừng một thước có một cái viên cầu giống như làm bằng vàng dòng được tạo ra phiêu phù không nhúc nhích trôi nổi ở nơi này mặt ngoài viên cầu có rất nhiều hoa văn hào quang ảm đạm dị thường một chút linh áp cũng không có giống như là cái đồ vật bình thường mà thôi nhưng ma viên sau khi thấy rõ ràng kim sắc viên cầu này thì thân hình rung mạnh thất thanh mà kêu lên tích tà lôi châu tiếp theo nó không còn trần chờ gì nữa mà hai vai vừa động liền hóa thành một cỗ hắc hồng ma phong phi thẳng đến chỗ hà lập tự hồ không muốn cho hắn cơ hội phát động kim sắc viên cầu nhưng ma viên mới bắn ra được vài chục trượng thì phía đối diện hàn lập cũng không có động tác gì đột nhiên kim quang chật lóe lên rồi lưỡng đạo kiếm quang một đạo đao mang quỷ dị từ dưới đất hiện lên hai kiện binh khí run lên kiếm quang cùng đao quang trực tiếp chém về phía ma viên ở trong ma phong ba cái còn chưa chạm đến mà ma viên đã cảm thấy có ba cỗ hàn khí bức người cuốn tới dường như sắc bé dị thường ma viên đối với chiến giáp trên người tuy tự tin dị thường nhưng tự nhiên cũng không cứ vô duyên vô cớ để kẻ khác đánh lên người nên lúc này không chút do so dự thân hình thoáng một cái ba tiếng sư sư xe gió chuyển ra ba đạo tử ngân chật lóe lên dễ dàng đem kiếm quang cùng đao quang kích toái nhưng ma phong chỉ một chúng ngừng lại thì hàn lập đứng đối hiện trong tay cầm kim sắc viên cầu bỗng nhiên nhìn ma viên khẽ nở nụ cười ngay sau đó ma viên còn chưa kịp thúc giục huy phong thì bỗng nhiên cảm giác cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ vô số đá thanh liên từ bốn vách tường thông đạo vọt ra tiếp theo thanh quang liên kết cùng nhau mà hình thành một quần sáng màu xanh đem hàn lập bao vây lấy đầu thanh dài ma viên này đã rơi vào trong vòng uy lực của kiếm trận nên hàn lập không chút khách khí phát động xuân lệ kiếm trận lúc này đao quang kiếm ảnh từ dưới đất hiện lên nắng một cái đã biến mất mà trong lúc này chỗ hàn lập đứng chật có kim quang chấp động rồi hai cái giáp sĩ ánh vàng rực rỡ từ trong đi ra một giáp sĩ cầm trong tay hai thanh kiếm nhỏ dài giáp sĩ kia thì cầm một thanh đao đúng là hai con khối lỗi do giáp nguyên phủ biến thành kiếm trận cái này thật có chút phiền phức ma viên bị vây trong kiếm trận tuy rằng cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không có thất kinh mà chỉ thì thào một câu còn bên ngoài thì hàn lập ánh mắt lạnh lẽo mà trong lòng thúc giục pháp quyết kiếm trận mở ra Ma Viên bỗng nhiên chỉ cảm thấy thanh quang bốn phía chớp động rồi vô số đoạn gỗ lớn màu xanh to bằng hình người từ hư không trên cao hiện lên sau đó như vũ bão ập xuống. Ma Viên hừ lạnh một tiếng, trên mặt huyết quang chợt lóe lên rồi lại tiêu thất trong hư không. Khuôn mặt lúc này giữ tận dị thường, hai mắt to như một đôi trông đồng lớn. Phía trong có hai luồng tử quang chớp động, nếu ngưng thần nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra trong tử mang ẩn hiện có ký hiệu ngũ sắc chớp động không thôi. Lo hướng đôi yêu mục quỷ dị nhằm lên không trung có vô số cự mộc xanh biết lướt mắt một cái, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, tiếp theo một bàn tay nó bỗng nhiên nhằm một đoạn gỗ trong hư không chộp lấy còn đối với những cự mộc khác đang nện xuống thì coi như là không thấy oanh một tiếng một màn không thể tưởng tượng được xuất hiện một cái đại thủ trong suốt lóe lên rồi hiện ra chút trên không trung đem các cự mộc khác phá vỡ mặt còn tay kia đã túm được một thanh cự mộc nhì không có gì bắt mắt tiếp theo trên năm ngón tay tử mang trận lóe thanh mộc kia liền biến thành một thanh phi kiếm dài hơn một thước thanh quang run lên tựa hồ sắc bén dị thường ngay tại lúc phi kiếm này bị phá đi ảo thuật thì đồng thời các cự mộc đầy trời khác linh quang chợt lóe rồi biến thành hư ảo mà khẩu phi kiếm màu xanh kia thì nằm trong bàn tay trong suốt nhảy lên không thôi bộ dáng liều mạo dễ dội nhưng trên mặt ma viên anh ác vừa hiện dùng từ xác cự kiếm của nó nhằng phi kiếm trong tay mà chém tới nó liếc mắt một cái đã nhận ra phi kiếm này nhất định là bản mệnh pháp bảo của đối thủ nếu có thể một chàm chém làm hai đạn mà nói thì tự nhiên là có thể trực tiếp đả thương tâm thần đối thủ ở ngoài kiếm trận Hàn Lập nhìn thấy ảo thuật bị phá thì có chút bất ngờ nhưng khi thấy Ma Viên muốn hủy phi kiếm của mình thì sắc mặt trầm xuống, sao lại để cho Ma Viên thực hiện được ý đồ chứ? Nếu là khi chưa tinh luyện lại thanh trúc phong vân kiếm mà pháp lực lại không bằng đối phương mà bị đối phương dùng huyền công trực tiếp bắt, đầu thì có lẽ thực sự không xong rồi nhưng sau khi phi kiếm đã linh hóa hư thần thông, bà thể phi kiếm có thể từ hư hóa thật hay ngược lại căn bản là một chuyện dễ dàng. Hàn Lập đưa tay nhằm phi kiếm trong trận điểm một cái, phanh một tiếng, thanh thanh trúc phong vân kiếm bị bắt kia nhất thời thanh quang chật lóe mà tán loạn biến đi ngay sau đó hơn 10 trượng phiếm ngoài linh quang lại hiện lên sau đó tụ lại nhất thời thanh phi kiếm màu xanh kia lại từ hư không biến ảo ra kiếm này chật lóe lên rồi lại biến mất ở trong kiếm trận ma viên thần sắc ngẩn ngơ nhưng lập tức hung quang chật lóe một tay nhất bấm quyết hai mắt tử mang một chút trở nên trói mắt mà ở chỗ sâu trong đồng tử lại mơ hồ có ngũ sắc ký hiệu quét qua mọi nơi không ngừ cuối cùng ánh mắt nó hạ xuống dừng lại trên thân hàn lập đang đứng ngoài kiếm trận linh mục Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì trong lòng trầm xuống, sự mơ hồ hoài nghi đã không còn, con thanh giai ma viên này cũng có linh mục so với Minh Thanh linh mục cũng không sai biệt lắm cho nên nó mới có thể nhìn thấu ảo, thuật của kiếm trận này cũng như trực tiếp nhìn xuyên qua kiếm trận mà tìm được vị trí này. Chương 1626, kiếm trận vây ma. Ngay tại lúc Hàn Lập đang dùng mình thì ma viên lại gầm nhẹ một tiếng rồi há mồm phun ra một đoàn tinh khí màu hắc hồng gắn lên, thanh tử sắc cự kiếm trước người, nhất thời từ thân kiếm tử quang đại phóng vật vô danh bên trong kia thân hình nhất trướng rồi lại hiện ra mặt ngoài cự kiếm có vẻ giữ tận dị thường cự kiếm quay tròn vừa chuyển động thì đột nhiên dựng đứng lên mũi kiếm nhắm ngay phương hướng hàn lập đứng mà chảm xuống một đạo tử sắc kiếm quang dài hơn 10 trượng vọt ra vô thanh vô tức hướng về quần sáng màu xanh chém tới kiếm quang nguyên bản chỉ chật lóe lên bắn ra lúc này lại ngưng trọng dị thường từ từ mà bay đi có vẻ rất chậm rãi hàn lập vừa thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến bốn cánh tay màu vàng đồng thời bắt quyết từ trong kiếm trận có bốn đạo cột sáng màu vàng phẳng phất như thực chất phun ra trực tiếp minh đón từ sắc kiếm quang âm mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên kim quang tuy rằng sau khi bạo liệt thanh thấy kinh người như bất quá chỉ làm cho tử quang ngừng lại một chút rồi liền dễ dàng bị gỡ ra yeah. Từ tử quang chỉ thoáng chớp động một cái rồi vẫn tiến thẳng đến chỗ hàn lập hàn lập khóe mắt giật giật hai con khối lỗi đứng ở phía sau lập tức vung binh khí lên kim sắc kiếm quang cùng đao ảnh giống như bạo vũ táp điên cuồng bắn ra đồng thời hàn lập cũng gia tăng thêm pháp lực thúc giục kiếm trận quần sáng màu xanh trước người biến đổi hiện ra vô số ký hiệu màu xanh sau khi hơi lưu truyền thì biến ảo thành đóa đóa thanh liên chắn trước quần sáng kiếm quang đao ảnh tuy rằng liên miên không dứt nhưng sau khi chém tên tử sắc kiếm quang thì chỉ làm cho nó chớp động vài cái rồi đều tán loạn tiêu thất bộ giang không thể ngăn cản được từ quang cuối cùng chợt lóe lên đã chém lên thanh liên đầy trời thanh hà tử quang chớp động kiếm quang do tử sắc tàn nhận kia biến ảo thành hung hăng chém xuống đoá đó thanh liên dễ dàng bị chia ra làm hai nửa quần sáng màu xanh thật lớn tựa hồ như thể không thể chống đỡ được bên ngoài hàn lập thấy vậy thì ánh mắt ngưng trọng pháp lực trong cơ thể giống như nước lũ vỡ bờ trong nháy mắt điên cuồng chút vào kiếm trận thanh liên nguyên bổn bị chém nát thành nhiều mảnh nhỏ lại cuồn cuồn ngưng lại rồi hóa thành đóa đóa thanh liên quỷ dị lại hiện lên sau khi lái lây thì liền hiện ra chắn trước đạo từ sắc kiếm qua. từ quang này tuy uy lực vô cùng lớn nhưng dân lệ kiếm trận biến ảo cũng thần diệu dị thường sau khi có thêm linh lực chống đỡ vô số thanh liên từ bốn phương tám hướng tôn ra từ sắc kiếm quang do hư ảnh linh vật biến thành cuối cùng còn cách cuồng sáng màu xanh hơn một triệu thì hào quang ảm đạm, uy năng tiêu hao hết mà biến thành hư ảo. ma viên trong kiếm trận thấy vậy thì hai mắt từ quang chật lóe, trên mặt hiện ra một tiêu ngoài ý muốn. lai lịch của cái tàn nhận này hắn cũng biết một phần, nó cũng là bởi vì bảo vật hiếm thấy nên cuối cùng bị linh giới nhân đuổi giết nên mới rơi xuống tình trạng hiện tại. chuyện tuy rằng tu vi của hắn hiện tại không thể đem bảo vật này phát huy toàn bộ nhưng mà một chạm vừa rồi cũng đã điều động toàn bộ pháp lực hiện giờ nên không thể thi triển tiếp được nữa đồng thời việc bị kiếm trận trước mắt ngăn cản được cũng làm cho nó dùng mình không thôi điều này chứng minh được kiếm trận này uy năng to lớn viễn siêu suy nghĩ của nó lấy tình huống hiện tại thì chỉ sợ thật là không thể thoải mái phá trận được sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút ma viên này cho dù từng lừng lẫy một thời thì trên mặt cũng lộ ra vài phần ủy khuất nó thông qua vết nứt không gian trong ma kim sơn mạch mà đến đây nhưng vì nhiều nguyên nhân khác mà trước sau liên tiếp cùng các thánh giai ma thú khác trong sơn mạch này đại chiến vài lần điều đó chẳng những làm cho tự thân tu vi tổn hao nhiều mà còn thiếu chút nữa hồn phi phách tán ngay cả bản mệnh pháp bảo ban đầu mang theo người vốn có uy lực vô cùng lớn cũng bị hủy hoại trong lúc tranh đấu nếu không ngay cả khi tu vi hắn giảm số đến bực này thì bằng vào vài kiện trí bảo cũng có thể mạnh mẽ phá trận mà ra sau một ma viên lưu truyền không ngừng thân sắc âm trầm bất định như hàn lập trong lòng lại buông lỏng tay áo bào run lên trong tay bỗng nhiên có thêm một cái phù triện màu xanh lòng lánh phù toàn này thoạt nhìn độc nhất vô nhị mỗi một tấm đều dài nửa thước nhưng tản ra mộc linh khí tinh thuần dị thường giờ phút này hàn lập rốt cục đã xác định được đầu ma viên này tu vi hiển nhiên đã tổn hao nhiều mai thần nghiệm cường đại cùng các loại thần thông bí thuật thì giờ phút này pháp lực nhiều lắm có thể so với một gã lượn hư hậu kỳ đỉnh phong tuy nhiên hộ thân chiến giáp cùng từ sắc tàn nhận trong tay đối phương thật sự là nghịch thiên tri vật muốn chém giết nó vẫn là một việc thiên nan vạn nan cũng may chỉ cần có thể hạn chế thân pháp của đối phương thì thần thông của nó cũng bị giảm hơn phân nửa bất quá đối phương có được một đôi linh mục có thể dễ dàng khám phá ảo thuận cũng đồng dạng khó giải quyết chỉ sợ ảo thuật của kiếm trận bình thường không thể làm khó được đối phương xem ra một số lĩnh ngộ của hắn gần đây về xuân lệ kiếm trận thật sự có khả năng phải thử nghiệm trên đầu thánh giai ma thú này trong lòng cân nhắc như thế hắn lập thừa dịp ma viên trong kiếm trận đang trần chờ thì hắn giơ tay lên nhất thời một tấm phù toàn màu xanh hóa thành thanh mang bắn ra bốn phía sau khi chật lóe thì tiến vào trong kiếm trận cùng lúc đó hắn lập trong miệng lẩm bẩm tay kia thì nhẹ nhàng nâng một khỏa kim sắc viên châu lên viên châu này đột nhiên hóa thành một đạo kim quang hướng về phía kiếm trận bắn nhanh đi tiếp theo hắn há mùng phun ra một cái thái cực đại kim sắc ký hiệu cũng đồng dạng bắn lên cao không thấy bóng dáng ma viên trong kiếm trận lập tức cảm ứng được điều gì sắc mặt bỗng nhiên nhanh khác mà nhất tay tông một tiếng trời cao phía trên kiếm trận chợt xuất hiện của phong nào thét mây đen dày đặc một đoàn ánh sáng màu vàng ẩn hiện trong mây đen đồng thời một cỗ khí tức kinh người giống như có thể hủy thiên diệt địa phóng ra mặt ngoài đạo sáng này có vô số điện quang chật hiện lên vô chừng tiếng sấm lại liên nghi không dứt tế lôi thuật trong mắt ma viêm phủ văn vừa hiện nó nói nhỏ một tiếng rồi hừ lạnh một tiếng không dám chậm trễ đưa tay nhắm từ xác cự kiếm bên cạnh hư không vẫy một cái cự kiếm này chợt lóe lên rồi nhất thời hóa thành một đạo tử quang bị nhiếp tới trong tay vung bảo vật trong tay lên cự viên muốn trực tiếp đem dị tự trên không trung chém cho tán loạn đối mặt với tế lôi thuật phát động ích tà thần lôi chuyên khắc chế ma vật này cho dù nó có tử sắc chiến giáp hộ thân thì cũng quyết không muốn đem thân thể nhận lấy một kích này nhưng cửa kiếm trong tay nó còn chưa kịp huy động thì đột nhiên bốn phía thanh quang đại phóng cảnh sắc phụ cận mỗng nhiên hóa thành một mảnh rừng rộng bốn phía đều là đại thụ cao chọc trời thân thô to hơn một người ôm cô một chút tài mọn này mà cũng dám lấy ra ma viên một trận cười quái dị tiếp theo cự kiếm trong tay run lên phát ra âm thanh vù vù đồng thời trong đồng từng ký hiệu màu tím trượt quay ngược trở lại nhưng không chờ nó dùng linh mục tìm kiếm chỗ sơ hở của ảo thuật Đột nhiên tất cả đại thụ thanh quang đại phóng rồi uốn eo biến ảo thành một đám giáp sĩ thân cao người trượng, cả người mặc thanh giáp thật lớn, tiếp theo đầy trời thanh mang chợt lóe. Mỗi giáp sĩ đều vung tay lên, thanh mang chớp động. Nhất thời trong tay có thêm vũ khí như đao kiếm búa rìu cùng đủ loại cự nhận kiểu dáng khác nhau, hơn người giáp sĩ gần ma viên nhất lập tức không khách khí vung cự nhận trong tay chém xuống, mười mấy bóng đen thật lớn mang theo hơn người cỗ cuồng phong ập xuống, ma viên hoảng sợ, bất chấp việc ít tà thần lôi, không kịp suy nghĩ nhiều, cử kiếm trong tay hư không chảm ra nhất thời một đạo tử ngân hóa thành một đạo viên hồ chợt chém ra giang giác tiếng động nổi lên hơn người đạo cự nhận và cả giáp sĩ khổng lồ bốn phía đều bị nhất chảm mà diệt không đúng mấy thứ này không đúng Toàn là hư ảnh thấy mình dễ dàng đắc thủ như vậy ma viên không có lộ ra vẻ vui mừng mà ngược lại có chút kinh nghi vừa rồi tử ngân chém qua binh khí nó có thể cảm ứng được nhưng không chờ cho ma viên hiểu rõ nguyên nhân thì bốn phía lại có vô số tiếng bước chân ầm ầm vang lên vô số giáp sĩ giống như thủy triều tràn lên hàn quang thiểm động vô số cự nhận vào thét mà tới ma viên hừ lạnh một tiếng cũng không tánh huy động tử sắc cự kiếm trong tay mà lại đột nhiên nhất chân hướng lên mặt đất dẫm một cái thật mạnh một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên mặt đất dung chuyển một trận rồi một vòng khí lã màu hắc hồng giống như sóng ba đào tràn đi nơi nào hắc hồng ma khí đi qua tất cả giáp sĩ giống như bọt biển mà ngã xuống đất trong chớp mắt ở ngoài kiếm trận hàn lập thấy vậy thì biến sắc trong tay pháp quyết bỗng nhiên thay đổi trong hư không hư ảnh chợt lóe vô số thanh mang hiện lên sau đó náng một cái lại hóa thành vô số mũi tên màu xanh dài chừng nửa thước suy 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 tiếng xé gió đại tác tên dài giống như mưa to nhằm hướng ma viên rào rào bắn đến ma viên này thật sự không hỏa hốt đưa một tay vỗ vào tử giáp trên người một tầng tử mạc từ chiến giáp hiện ra sau đó bất động thanh sắc hai mắt nhíu lại dùng linh mục hướng về đám mũi tên màu xanh đảo qua kết quả khiến nó lập tức nhướng mày trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc dưới linh mục số mũi tên này biểu hiện ra đều chứa linh lực hàng thật giá thật bộ dáng không giống như ảo ảnh khiến cho ma viên nhất thời ngưng trọng như không kịp tiếng phốc phốc vang lên liên tiếp không dứt thanh mang bắn lên thân ma viên nổ tung té như pháo hoa nổ vô số mũi tên đem quần sáng màu tím đánh tới tấp hào quang loạn thiểm nhưng quần sáng này vẫn yên ổn như thái sơn một chút tán loạn đều không có ma viên vừa thấy số mũi tên này tuy không phải là hư ảnh như uy năng cũng chỉ có thế thôi thì lúc này trong lòng lại buông lòng nhưng cũng có chút kỳ quái không khỏi tự đánh giá dụng ý của hàn lập đúng lúc này một tiếng nổ lớn truyền đến một bàn tay khổng lồ từ mặt đất phụ cận thò ra chụp một cái năm ngón tay liền như thái sơn áp đỉnh nhằm hướng ma viên đè xuống ma viên tự nhiên không sợ hãi cái đó lúc này cự kiếm trong tay khu một vòng tính đem bàn tay không lồ chém thành hai đạn nhưng bỗng nhiên nó cảm giác được cái gì không đúng ma ngẩng đầu lên kết quả lúc vừa nhìn lên thì nó chỉ thấy một đạo kim sắc quang tuyền do ích tà thần lôi biến thành từ trên không trung phun xuống vô thanh vô tức nhưng chỉ lóe lên một cái đã đen trên đỉnh đầu nó sắc mặt ma viên bỗng nhiên đại biến Chương 1627, Sơn Nhạt Chân Linh. Bên ngoài đầu thánh giai ma thú này từ quang đại phóng, quần sáng so với lúc trước dày đặc hơn mấy lần đồng thời nó không hề để ý tới bàn tay to màu xanh kia nữa mà vội vàng đem cự kiếm xoay ngang hướng lên trên tựa hồ như làm thành một tấm chắn. Ngay sau đó, cô sáng màu vàng lóe lên đánh vào cự kiếm, một tiếng nổ như tiếng sét vang lên, cự kiếm bỗng nhiên chấn động, vô số kim hồ như mạng nhện lan ra. Mục. Tiếng vang lớn truyền ra, Ma Viên Chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống giống như bị một quả núi lớn đè ở trên lấy một thân thần lực của nó mà cũng cảm thấy khó có thể ngăn cản được. uy năng của tế lôi thuật ích tả thần lôi hơn xa dự đoán, hơn nữa kim sắc lôi trụ từ trên không liên tục đánh xuống liên miên không dứt. lấy tu vi của nó hiện tại mà cũng cảm thấy ăn không tiêu. ma thú này trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều đột nhiên hít một hơi, một đoàn khí màu hắc hồng từ chỗ sâu trong đan điền thoát ra, sau khi tán ra thì hóa thành ma khí tinh thuần tràn tới các kinh mạch trong thân hình. nhất thời trong cơ thể ma viên này truyền ra tiếng nổ dày đặc dị thường thân hình trong hắc hồng ma khí vọt lên non nửa đồng thời trên song trường màu hắc hồng linh quang chợt lóe lên rồi cũng to thêm một vòng từ kiếm nguyên bản muốn rớt xuống lúc này hào quang đại phong có vẻ đã ổn định trở lại nhưng vẻ mặt của ma viên vẫn ngưng trọng xem ra vừa rồi nó bất quá chỉ là miễn cưỡng chống đỡ được mà thôi đang lúc này bàn tay khổng lồ màu xanh từ lòng đất chui ra kéo theo kim quang áp chế mà đem nửa người nó vắn vào nhưng ma viên lại có vẻ không hề để ý tới hắn tự cho là có tử giáp hộ thể nên cho dù là huyền công biến ảo gì đó căn bản là vô pháp đả động đến nó hơn nữa là do bị ích tà thần lôi uy hiếp nên nó cũng vực không rảnh mà phân thần quá nhiều hiện giờ ma viên há to cái miệng đầy giang nanh mà không ngừng thúc giục ma công trong cơ thể đồng thời thầm nghĩ cách thoát ra khỏi ít tà thần lôi đã rồi tính sao ma viên này rất rõ ràng tế lôi thuật cố nhiên có uy lực kinh người cho dù là hắn vào lúc toàn thịnh cũng phải sợ hãi một hai phần nhưng việc thi triển thần thông này có chút phiền toán chỉ cần qua được một phòng này thì đối thủ tuyệt không có cơ hội tái hiện thi triển lần thứ hai nhưng khi bàn tay to màu xanh mới vừa tiếp xúc với hộ thể tử quang thì mới thấy ma viên này cũng không phải không có phòng hộ gì tử quang chớp nháng lên một cái rồi đột nhiên huyễn hóa thành một mặt quang thuẫn vừa lúc chặn bàn tay to màu xanh lại đa một tiếng vỡ thanh thúy truyền đến thì đầu thánh giai ma thú này lại biết chính mình đã sai lầm vội vàng thi triển thần thông khác để ngăn chặn nhưng đã muộn một cỗ cự lực sau khi dễ dàng đánh nát quang thuẫn thì liền theo chiến giáp trực tiếp tác động vào thân hình ma viên bộ dáng như tử sắc chiến giáp không thể hóa giải được bao nhiêu toàn bộ lực lượng của ma viên đều dùng để cầm kiếm đối phó với kim sắc lôi trụ trên đỉnh đầu nên ngay cả thân thể có mạnh mẽ thì tại một kích này cũng không thể ổn định được. Bịch, một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Lúc này bàn tay to màu xanh mới chớp lóe lên hiện ra bộ dáng chân chính. Anh sang chớp động, rõ ràng là nguyên từ thần sơn bảo vật này sớm đã được hà lập luyện hóa, cộng thêm kiếm trận che đậy biến ảo nên dĩ nhiên thần không biết, quỷ không hay đưa đến phía dưới kiếm trận mà xuất kỳ bất ý đánh ra một kích. Quả nhiên cho dù ma viên có linh mục thần thông thì cũng không thể nhận ra được thực hư trong chiều này phải biết rằng nguyên tử thần sơn sau khi được tế luyện lần thứ hai thì sức nặng ngay cả hàn lập cũng tuyệt đối không dám đón đỡ cử viên này ngay cả một thân thần lực cơ hồ so với hàn lập còn xuất sắc hơn một bậc như không kịp đề phòng mà bị thần sơn va chạm nên tự nhiên là không thể ngăn cản được mà bắn ra ngoài ở ngoài kiếm trận hàn lập đối với điều này đã sớm dự liệu trước nên đã chuẩn bị tốt một tay nhanh chóng hướng ra xa xa hư không điểm một cái lôi quang nguyên bản bị tử sắc cự kiếm lạnh kháng ngăn trở đột nhiên quỷ dị uốn éo kim quang nhất thời trượt qua một bên tử sắc cự kiếm mà qua ngay sau đó đánh lên trên người của ma viên sau một tiếng sét đánh kim hồ tán loạn rồi hóa thành một tấm võng điện màu vàng thật lớn đem ma viên này quê lấy rồi sau đó tấc tấc vỡ vụng kim quang bao quanh nổ tung ra trong tiếng sấm kim sắc lôi quang hoàn toàn đem ma viên bao phủ ở trong đó mà hết thảy việc này diễn ra cũng không quá mấy cái hô hấp trong kiếm trận hiện lên mũi tên màu xanh lúc này không ngừng hóa thành vô số thanh mang nhập vào trong kim quang làm cho tiếng mạo liệt tăng lên vài phần sát chiêu chân chính của hàn lập chính là một đòn này hòa cùng vào đó có một đạo hào quang chợt lóe lên rồi đột nhiên hóa thành hơn 10 đạo tế ti với tốc độ còn nhanh hơn mũi tên màu xanh mấy lần run lên một cái đã xuyên thủng kim quang mà qua sau đó chợt lóe lên lại tiến nhập vào một phía khác của quần sáng không thấy phía trong công kích nguyên bản vẫn yên tĩnh không tiếng động đột nhiên truyền ra một tiếng giống to cực kỳ kinh sợ Tế Ti thoạt nhì không có vẻ như lại có uy lực cực kỳ ghê gớm. Hàn Lập ở bên ngoài thấy vậy thì vẻ mặt mừng rỡ, lúc này không hề chần chờ nữa, đưa tay vỗ vào thiên linh cái trên đỉnh đầu pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra rồi cùng tiến vào trong quần sáng màu xanh không thấy bóng. Dáng, cùng lúc đó, hai con khối lỗi phía sau Hàn Lập cũng không chút dấu hiệu cuốn éo rồi biến mất. Ngay sau đó, không gian phía trên kiếm trận dao động kịch liệt, sáu đàn kim quang quay tròn vừa chuyển rồi biến thành sáu cái nắm tay ánh vàng rực rỡ theo tiếng ầm vàng nện xuống, phía dưới mặt đất, hai đạo kim ảnh chật lóe lên rồi lưỡng đạo kim sắc trường kiếm cùng một thanh kim đao hiện lên cả hai vừa động liền hóa thành vô số hàn quang hướng về phía trước cuồn cuộn cuốn đi mắt thấy các công kích sau cũng muốn nhập vào đại quang đoàn thì một tiếng hét sắc nhọn truyền ra rồi quang đoàn lại một chút phân liệt ra tiếp theo huyết quang sáng ngời một đạo huyết hồng từ cho quang đoàn kích bắn ra như thiên mãi phi tiên sau đó dừng lại giữa không trung mà biến thành một quang ảnh lớn đúng là nguyên thần của ma viên mà hàn lập thấy lúc trước trong tay nó rõ ràng nắm cái tàn nhận kia ta nhận lúc này chẳng những đã khôi phục lại nguyên hình mà màu sắc cũng trở nên đỏ tươi như máu thoạt nhìn cực kỳ yêu dị tiếng răng răng đồng thời truyền đến sau cái nắm tay màu vàng cùng kim sắc đao kiếm đều nhất thời vỡ vụn thành hai phần mà thanh sắc bốn phía nguyên bản không ngừng hiện lên cũng một chút tán loạn tiêu thất bộ giang không thể tái hiện được mà những nơi quang đoàn vỡ vụn ra thì thân hình ma viên cũng một lần nữa hiện ra nhưng lúc này khuôn mặt tái nhợt dị thường trên người tử sắc chiến giáp đã bị vỡ vụn trái đen nhiều chỗ trong đó có hơn người lỗ thủng to cỡ ngón chân cái, toàn thân loang lổ máu, thân thể rõ ràng đã bị thương không nhẹn mới bức bách ma vi không thể thi triển ma công đem nguyên thần độ đến. Hắn lập bên ngoài kiếm trận thấy một màn này thì sắc mặt có chút khó coi. Loạt công kích vừa rồi hắn tự hỏi đã công kích liên tục tựa hồ có thể nói là sát cục thế mà vẫn không thể đem nó diệt xác. Đi. Hào, tốt lắm. Bản tôn tiêu phí mấy trăm năm tĩnh dưỡng thân thể này lại bị ngươi đánh trở về nguyên hình, thậm chí còn chưa bằng lúc ngủ say như thế mà nói ta cũng không tái cố kỵ cái gì nữa. Ta liều mạng bỏ lại cái thân thể này, cũng muốn đem ngươi bắt lấy mà tiêu mối hận trong lòng ta. Không. Ta sẽ dùng thân thể ngươi tạm thời để thần hóa thân. Nguyên thần ma viên cúi đầu nhìn xuống thì âm thanh trở nên cực kỳ thê lương. Hai luồng tử quang tại hai mắt rào rạt chớp động căn bản không thể che giấu được lửa giận trong lòng. Thanh âm một chút trở nên cực kỳ băng hàn. Vừa dứt lời, ma nhận cầm trong tay đột nhiên run lên nhất thời một đạo huyết quang từ trong tàn nhận chém ra quỷ dị nhất là mục tiêu của huyết quang không phải là kiếm trận bốn phía mà là thân thể đang ngơ ngác bất động phía dưới Foxy một tiếng thân thể ma viên có tử sắc chiến giáp nhưng đối với huyết quang lại không chút ngăn cản nào để cho nó dễ dàng tiến vào một màn quỷ dị xuất hiện thân thể ma viên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khô quát lại sau một khắc thì huyết quang chợt ghé lên rồi lần nữa bắn về phía sau trong tử sắc chiến giáp lúc này chỉ còn lại một cái thây khô màu tín mà huyết quang lúc này đã quay về chui vào trong tà nhận một cỗ huyết tinh nồng động cùng một đoàn ma khí tối đen từ phía dưới toát ra đồng thời có vô số ký hiệu màu đen đỏ vây quanh tà nhận này ma viên đột nhiên cầm tà nhận trong tay hướng liên không trung ném đi hai tay bấm quyết đồng thời trong miệng lẩm bẩm một chàng âm thanh tối nghĩa tràn lập khí tức man hoang truyền ra hà lập ti không biết đầu ma viên này muốn làm cái gì nhưng cũng biết nó đã bị chọc giận ngay cả thân thể lẫn tinh huyết còn sót lại đều không tiếc thì khẳng định sẽ thi triển ra đại thần thông cực kỳ lợi hại nên hắn đâu có thể để cho đối phương như ý, không kịp suy nghĩ Hàn Lập một tay bấm quyết rồi đột nhiên thúc dục kiếm trận, nhất thời bốn phía quần sáng run lên, mấy chấm đóa thanh liên tử trong quần sáng hiện ra, chúng quay tròn một vòng rồi từ chỗ trung tâm phun ra 10 cột sáng màu xanh, chợt lóe lên lướt qua đánh về phía Ma Viên, nhưng sau đó chuyện khó tin đã xảy ra làm cho sắc mặt Hàn Lập trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy đầu Ma Viên kia đối với quang trụ từ bốn phía phóng tới căn bản là không thèm liếc mắt một cái, chỉ nhẹ nhàng vươn một ngón tay nhắm ngay ta nhận nhẹ nhàng điểm ra, phanh một thanh âm trầm thấp truyền ra tà nhân tại không gian phủ cận vặn vẹo một trận rồi một trận sóng dao động vô hình bỗng nhiên hiện ra rồi lan ra bốn phía cô sáng màu xanh vừa tiếp xúc với sóng dao động này thì khô mục tán loạn tiêu thất đi mấy trăm đạo quang trụ hùng hổ xông đến nhưng lại không có cái nào có thể tiếp cận được với ma viên hàn lập trong lòng chấn động hoảng sợ sắc mặt có chút tái xanh nhưng không chờ hắn kịp suy nghĩ cẩn thận đối phương thi triển thần thông nào thì ma viên đã hừ lạnh một tiếng bên ngoài thân huyết quang vừa truyền lên không từ hào quang chật lóe lên rồi một cái tử sắc hư ảnh vô thanh vô tức hiện lên hư ảnh này có tám phần tương tự như tử sắc cự viên tuy trên đầu không có sừng nhưng một đôi yêu mục có mũ sắc quang mang chớp động đồng thời trước ngực rõ ràng có một cái đạm ngân sắc hoa văn rộng vài thước từ xa nhìn lại rõ ràng là một chữ sơn chương một nghìn sáu trăm hai mươi tám tái hiện huyền thiên hàn lập mặc dù chưa gặp qua chân linh trong truyền thuyết nhưng trong lòng cũng lập tức khẳng định thân phận của nó dù sao trước ngực có hoa văn kỳ quái tồn tại như vậy cũng chỉ có chân linh mà thôi đồng ma viên này thật đúng là có huyết mạch của sơn nhạc cự viên nếu không tuyệt không thể huyễn hóa ra pháp tướng này hà lập nhìn tử sắc hư ảnh trong kiếm trận mà trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nóng bỏng sơn nhạc cự viên này đúng là một loại biến hóa trong kinh chập thập nhị biến nếu hắn có thể lấy chân linh huyết của nó thì chẳng những có thể lập tức có thêm một loại thần thông biến hóa mà vài loại biến hóa khắc uy năng cũng tăng thêm không ít hàn lập trong lòng thầm nghĩ như thế nên càng muốn đánh chết đầu thánh giai ma viên này nhưng nếu vận dụng thần thông bình thường thì hiển nhiên không làm được gì nó Hàn Lập trên mặt sau khi hơi do dự thì hít sâu một hơi. Đột nhiên ống tay áo run lên, một cái vòng tròn nhì không chớp mắt rơi xuống. Đây chính là phệ kim trùng linh vòng. Hàn tính toán vận dụng đại sát khí này để đối phó với nguyên thần ma viên này. Mỗi lần phóng thích nhiều phệ kim trùng thì cố nhiên có thể làm thần niệm hao tổn nhiều nhưng nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Xong chiến cuộc thì tự nhiên là có thể trở thành sát thủ giản của Hàn Lập. Lấy thần niệm của Hàn Lập sau khi tiến ra lên luyện hư kỳ thì một lần sử dụng trên 100 phệ kim trùng mà nói thì vẫn có thể chống đỡ được một thời gian chừng một nén nhang nhưng số lượng nhiều hơn thì chỉ còn một phần tư mà thôi. Nếu không có dân lệ kiếm trận này làm phụ trợ thì Hàn Lập có lẽ còn không dám tùy tiện làm việc này như do hiện tại ma viên này bị nhốt trong kiếm trận, không khỏi bị chịu đại trận hạn chế thì đây là chiến trường tốt nhất của phệ kim trùng. Cho Hàn Lập chi tính, lấy sự hung mãnh của phệ kim trùng thành thục thì nếu thả ra 100 con thì sau so thời gian chừng một nén nhang là đủ để giải quyết. Được đối phương, điều khiến hắn trần chờ duy nhất là sau khi thần niệm đại hao tổn thì thần thông cũng giảm xuống hơn phần nửa vạn nhất trên đường phản hồi gặp phải cường địch thì có chút nguy hiểm nhưng ý niệm này cũng chỉ lóe qua mà thôi vì đối với hắn mà nói việc giải quyết đại địch trước mắt mới là tối quan trọng mọi việc khác cứ để sau hãng tính nhưng không chờ hàn lập tế gia linh vòng trong tay áo huyết sắc ma viên trong kiếm trận lại đột nhiên quát khẽ một tiếng tiếng trung ngữ trong miệng dừng lại rồi há mùng phun ra một đoàn huyết hà lên phía trên huyết sắc tàn nhận tàn nhận này quay tròn vừa chuyển động ma khí tối đen như mực đột nhiên quay cuồng kịch liệt rồi thanh âm vù vù nổi lên vô số điểm hắc quang hiện ra chung quanh tàn nhận rồi lan tràn cả kiếm trận hàn lập ngẩn ra vì bỗng nhiên cảm thấy thiên địa nguyên khí phủ cận có chút không đúng hắn say đầu nhìn mọi nơi kết quả khiến hắn thần sắc cả kinh trong thông đạo ma khí vốn trầm lặng giờ phút này toàn bộ quay cuộc từ chính giữa bay ra một mảnh hắc sắc quang hà hướng về kiếm trận cuồn cuộn kéo đến sân lệ kiếm trận giống như biến thành một cơn lốc xoáy thật lớn đem hắc hà đó hút lấy bất quá hắc hà này sau khi tới phủ cận kiếm trận thì lại bị sáng màu xanh chắn ở bên ngoài mà hình thành một đoàn hắc sắc quang cầu rậm rạp nhưng cũng không có thể tiến vào trong kiếm trận thực ma khí hàn lập khẽ liếc mắt một cái thì liền lập tức nhìn ra tướng mạo hắc hà này hoe mắt chật kinh hoàng co giật vài cái nhưng vào lúc này một tiếng nổ kinh thiên động đại từ trong kiếm trận truyền ra khiến cả tông đạo chấn động kịch liệt theo đó một cỗ linh áp đáng sợ bỗng nhiên từ trong kiếm trận phóng lên cao ngay cả quần sáng phụ cận cũng loạn hoảng một trận hàn lập cả kinh không cần suy nghĩ nhiều sai chuyển ánh mắt nhìn tới trung tâm kiếm trận một màn quỷ dị hiện lên trước mắt hàn lập cả kiếm trận rõ ràng bị vô số ký hiệu lớn nhỏ nổi chật mà mỗi một cái ký hiệu đều chớp động hào quang màu đe nhạt lúc ám lúc minh tại trung tâm ký hiệu là một thanh huyết sắc tàn nhận đang lẳng lặng bất động huyền phù tàn nhân này nguyên bản khuyết mất một nửa thanh nhưng không biết khi nào đã chữa trị đầy đủ hơn nữa trên thân nguyên bản chỉ có màu huyết hồng thì lúc này đột nhiên có thêm nhiều cổ văn màu vàng sáng loài loài hàn lập hai mắt nhíu lại hoặc sợ phát hiện ra trong kiếm trận hắc sắc ký hiệu trượt sáng loé như lại cùng tàn nhận chớp động chỉnh tề như một toàn bộ bị khống chế một trận cười quỷ dị trong miệng ma viên vang lên nó bỗng nhiên bấm quyết chính mình chưa động như hư ảnh tử sắc cự viên trên đỉnh đầu lại có rỗi bàn tay to ra hút thanh huyết sắc tàn nhẫn kia tới trong tay sau đó run lên chuyện bất khả tư nghị xuất hiện kim sắc cổ văn mặt ngoài tàn nhẫn như sống lại lưu truyền một trận kế tiếp hào quang đại phóng cùng phát ra một tiếng thanh minh hàn lập bỗng nhiên cảm thấy thiên địa nguyên khí trong kiếm trận hỗn loạn một trận hắc sắc ký hiệu điên cuồng hướng tàn nhẫn mà vật đến cùng lúc đó mặt ngoài tàn nhẫn thả ra một vòng sáng màu đen tất cả ký hiệu vừa tiếp xúc với vầng sáng này thì như châu đất xuống biển mà biến mất vô ảnh vô tung mà ta nhận thì đem tất cả ký hiệu hấp thu hầu như không còn thì vầng sáng không tiếng động mà tiêu thất đi chỉ còn lại tiếng thanh binh quàng quạc mà thôi ta nhận đang màu huyết hồng liền biến thành tối đen như mực cử viên khẽ cử động cộng thêm cổ văn mặt ngoài nhất thời tỏa ra kim quang chói mắt khiến nó nhìn càng có vẻ huyền bí vạn phần hai mắt hàn lập đột nhiên có rút lại đột nhiên một bàn tay đè lên bàn tay kia hai mắt vất lao nhìn chằm chằm vào tàn nhận trong tay đối phương mặt cắt không ra máu huyền thiên trí bảo không có khả năng ngươi có mịt thiên trí bảo mà sao lại chịu trọng thương hắn lập cơ hồ như nhà ra từng hơi nói ngươi sao lại biết nó là huyền thiên trí bảo vừa nghe hàn lập nói như vậy ma viên đồng dạ thần sắc đại biến thanh âm có chút trở nên hung tợn hai mắt tử mang chớp động giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn nhưng lúc này hàn lập căn bản không có tâm tư mà trả lời ma viên bởi vì giờ phút này chỗ dấu ấn trên cánh tay hắn như bị lửa đốt nóng rực mà chỗ này đúng là chỗ phong ấn huyền thiên kiếm mà dị tự trên cánh tay này xuất hiện ngay lúc sơn nhạc cự viên kia bắt đầu thúc giục ma nhận kia hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyền thiên kiếm nguyên bản bị phong ấn bên trong tựa hồ bị ma nhận trong tay đối phương tích động mà dục dịch muốn động hắn lập lúc này trong đầu linh quang chợt lóe lên rồi mới thất thanh nói ra lai lịch của ta nhận này hiện tại thấy ma viên thực sự không phủ nhận thì trong lòng hàn lập trầm xuống giờ phút này hơn nửa pháp lực của hắn đều dùng để liều mạng áp chế huyền thiên kiếm trên cánh tay hơn nữa cho dù có vận dụng phệ kim trùng thì đối phương lại có huyền thiên trí bảo trong tay thì đâu có tác dụng gì mà hậu quả một lần vận dụng huyền thiên trí bảo trong ký ức của hắn vẫn còn như mới hắn thực sự không muốn dẫm lên vết xe đổ này nữa dù sao nơi đây chính là nơi đầy dãy ma thú một khi pháp lực mất đi mà nói thì cơ hồ là tự sát bất quá uy năng kinh thiên lần trước chính mình vận dụng huyền thiên kiếm thì hắn đồng dạng không có quên ta nhận của đối phương có uy năng không sai biệt lắm chỉ cần phát huy ra non nửa uy năng so với huyền thiên trí bảo trong cánh tay hàn lập thì hắn tuyệt đối không thể ngăn cản được sơn lệ kiếm trận ngay cả thần diệu vạn phần nhưng sao có thể đối kháng được với huyền thiên chi lực ma viên trong kiếm trận thấy hàn lập căn bản không có ý trả lời thì trong lòng giận dữ không trần chờ mà đột nhiên thúc dục pháp tướng trên đỉnh đầu hư ảnh sơn nhạc cự viên nhất thời cầm ma nhận trong tay nhẹ nhàng dựng thẳng lên rồi nhằm đúng vị trí hàn lập chĩa tới khoái mắt hàn lập khẽ co giật sau lưng mồ hôi lạnh toát ra lấy uy năng phá tái hư không của huyền thiên chi bảo hắn có muốn chạy trốn cũng căn bản là si tâm vọng tưởng trước mắt hắn tựa hồ là khoanh tay chịu chết hoặc là dùng huyền thiên kiếm trong tay đối kháng lại nhưng hậu quả thì không nghĩ cũng biết nhưng mắt thấy đối phương sử dụng pháp tướng đã dơ tà nhận lên hắn cũng căn bản không có thời gian thi triển thủ đoạn khác nữa không đúng đối phương đã mất đi thân thể hơn nữa tu vi cũng bất quá tương đương với mình thì sao có thể sử dụng được huyền thiên chi bảo đối phương hiện tại sử dụng tàn nhận cũng không phải là thân thể chẳng lẽ Hàn lập dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên cái khó ló cái khôn trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe một chút cảm giác được chính mình nắm bắt được điều gì đó lúc này ma viên đối diện sắc mặt tranh nhanh từ sắc phát tướng dư cao tàn nhiên rồi bắt đầu đè khuôn đầy Hàn lập thấy vậy thì kinh hãi lúc này hắn cắn răng một cái năm ngón tay đang đè lên cánh tay đột nhiên thả lỏng bi lạc một thanh âm muộn hưởng vang lên rồi một cái mộc côn màu vàng nhạt hiện ra trong tay đúng là huyền thiên quả thực Hàn lập một chút dừng lại đều không có cổ tay rung lên dĩ nhiên đem huyền thiên quả thực ném lên không trung kim quang chợt lóe phạm thành pháp tướng lại hiện lên một cái trong đó vừa động liền túm lấy huyền thiên quả thực vào trong tay sau đó mấy cánh tay còn lại tự bấm quyết pháp tướng ba đầu sáu tay kim quang đại phóng tiếp theo tất cả kim quang như nước chảy hướng về phía huyền thiên quả thực tôn ra làm cho quả thực này tỏa ra hào quang lóa mắt mặc lục sắc hoa văn mặt ngoài có chút trở nên danh biếc dị thường hắn lập thấy vậy thì trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nhưng lúc này kiếm trận chợt có tiếng phốc muộn hưởng truyền đến một đạo khí lãng màu đen từ mặc nhận tràn ra ngay từ đầu không nhìn có gì bắt mắt nhưng sau khi bay ra ngoài hơn 10 trượng liền cuồn cuộn nổi lên như sóng cao mấy trượng hùng hổ nhắm hàn lập cuốn đến chỉ chật lóe lên song khí màu đen liền đụng vào cuồng sáng màu xanh cuồng sáng này nhất thời nổi lên thanh âm vù vù vô dấu thanh liên hiện lên giống như vô cùng vô tận nhưng ngay sau đó chuyện khó có thể tin xuất hiện hắc lãng này chạm vào tất cả thanh liên vô lượng lớn hay nhỏ đều lập tức phi hôi yên diệt lại lóe lên cái nữa cuồng sáng màu xanh liền như giấy bị xuyên thủng mà qua hàn lập khóe mắt giật giật căn bản bất chấp là cái gì đột nhiên thúc giục pháp quyết nhất thời bốn phía đột nhiên hiện ra vô số mũ sắc quan điểm rồi như lao vào chỗ chết nhắm hướng huyền thiên quả thực chui vào phóc suy một tiếng trên huyền thiên quả thực thúy mang chật lóe rồi đột nhiên bắn ra một đạo kiếm mang dài một thước kiếm mang này danh dị thường sáng bóng như gương nhưng tại chỗ trung tâm lại có một loạt thúy sắc ký hiệu hàn mang lưu chuyển không ngừng chương 1629, diệt phiên mắt thấy hắc lãng chuẩn bị bổ nhào về phía mình kim sắc pháp tướng trên đỉnh đầu hàn lập sáu mắt kim mang ngái lên trường kiếm màu xanh biết cầm trong tay vung lên hàn lập cảm thấy đại lượng pháp lực trong cơ thể như thủy chiều vọt ra đồng thời bên ngoài thân pháp tướng kim mang lưu chuyển nhanh hơn rồi hóa thành một cỗ lưu quang hướng vào vật trong tay điên cuồng rót vào phạm thanh chân ma pháp tướng nguyên bản cao trường mấy trượng chẳng những thân hình thoáng cái rút nhỏ gần nửa mà thân hình vốn trông như thực chất trong nháy mắt cũng biến thành mơ hồ dị thường thiên địa nguyên khí phụ cận bỗng nhiên quay cuồng kịch liệt một hồi vô số ngũ sắc ký hiệu nổi lên đồng thời có tiếng sấm nổ mạnh ma khí từ trong thông đạo đánh tới phảng phất như lập lực lượng bài xích cường đại đầu tiên là ngưng tụ lại rồi tùy theo hướng bốn phía quay đầu rút lui mà nơi nào huyền thiên kiếm rơi xuống thì phẳng phất như một kích đem thiên địa nguyên khí phụ cận hút vào trong đó phong thích chấn ra lập tức một đạo kiếm quang xanh biếc lóe lên phẳng phất như một đạo cửu thiên lôi điện trói mát trong nháy mắt chiếu xá trong phương viêm vài dặm ma khí đen kịt kia cũng vô pháp che lấp kiếm quang này nguyên bản hắc lãng đang hùng hổ mà đến dưới anh kiếm quang chiếu rọi mà hơi dừng lại sau một khắc cả không gian bỗng chốc bị một đạo vô hình chi lực nào đó chia làm hai thế giới bất đồng một nửa thanh quang mờ mịt ngũ sắc ký hiệu quay cuồng một nửa thì hắc lãng cuồn cuộn thâm thùy u quang điểm điểm loài loài tôn ra chỗ hai cái giao giới thoáng chốc lại bộc phát ra thanh âm cọ sát trói tai tùy theo cỗ ba động vô hình bộc phát ra phảng phất như cơn lốc thoáng cái đã mang tất cả cuốn vào ngoại trừ chỗ hàn lập cùng ma viên đứng những chỗ khác mà ba động đi qua thì tất cả đều bị cuốn vào trong đó mà dễ dàng bị nghiền nát thành hư vô xuân lệ kiếm trận nằm giữa hai cỗ lực lượng cũng chỉ cuồng trào lên vài cái rồi cũng tán loạn đầu tiên là thoáng trở lại 72 thanh phi kiếm như cũ, tiếp theo ba động một cái thì liền biến thành điểm điểm thanh quang tán đi. Rất rõ ràng, lực lượng do kiếm quang xanh biết biến thành mạnh hơn xa hắc lãng nên nó chỉ miễn cưỡng đối kháng được một chút rồi lập tức bị thanh quang. Táp đảo triệt để dần dần tan dã đi. Cư viên pháp tướng trên đỉnh đầu ma viên sau khi chén ra một kích thì thân thể đồng dạng thu nhỏ lại hơn phân nửa, hiện tại bị kiếm quang xanh biết ảnh hưởng, ma kiếm thoám cái vỡ vụn ra. Pháp tướng sơn nhà cự viên lập tức bị vô hình chi lực đột nhiên ảnh hưởng mà cuối cùng cũng lóe lên rồi biến mất. Huyền thiên chi bảo. Huyền thiên chi bảo đầy đủ, điều đó không có khả năng. Nguyên thần ma viên toàn thân huyết quang loạn thiểm, thoáng cái nhẹ ngào kêu thất thanh. Phảng phất như gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi, bất qua, nó thấy thanh quang mịt mờ chuẩn bị đè xuống thì thoáng cái hồn phi phách tán, bên ngoài thân đột nhiên linh quang lóe lên, toang cái hóa thành một đạo cầu vòng nhằm hướng đại muôn mà chạy đi nhưng huyết quang mới phi độn được hơn 10 trượng thì kiếm quang xanh biếc đã đuổi đến, thiên địa chi lực thoáng một cái đã đem nguyên thần ma viên cuốn vào, một màn quỷ dị xuất hiện trong thanh quang câu vòng máu dừng lại rồi một lần nữa hiện ra thân hình ma viên huyết sắc hơn nữa do không gian bốn phía bị đâm cứng lại nơi không lúc nhít được một hồi sau ba động của thiên địa chi lực lan đến nơi này một khác sao không gian trong vòng mười trượng bao vây lấy ma viên không ngừng kêu lên răng rắc cả không gian như kính vỡ ra hiện ra từng vết rách màu trắng bên trong nguyên thần ma viên hét chảm một tiếng rồi như gỗ mục vỡ vụn ra từng khúc thanh giai ma viên này cứ như thế mà chết đi khoảng không gian sau khi bị vỡ vụn hiện ra một cái hắc động đen gì mảnh vụn của nguyên thần ma viên và cả không gian phụ cận sau khi khoai tích một vòng thì vô thanh vô tức bị hắc động thô phệ vào trong đó mà biến mất vô ảnh vô tung mà cái hắc động đó cũng chợt lóe lên một cái rồi biến mất chỉ còn lại thanh tàn nhận đã khôi phục nguyên hình màu tím lẳng lặng huyền phù ở phía xa hắn lập thấy tình hình này thì thở dài một hơi hai tay nhanh chóng bấm quyết nhằm pháp tướng trên không trung điểm một cái phàm thành chân ma pháp tướng trên đỉnh đầu cầm huyền thiên kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên lập tức mũi kiếm xanh biết hóa thành mũ sắc hào quang thoáng cái tán loạn đi rồi một lần nữa trở lại thành huyền thiên quả thực như cũ từ trên không từ từ rơi xuống hàn lập tay láo run lên một cỗ hào quang màu xanh mang tất cả cuốn đi rồi đem bảo vật thu lại nhưng chỉ thấy huyền thiên quả thực có thúy mang lóe lên rồi hóa thành một đoàn lục quang bắn ra sau đó chui vào trên cánh tay hàn lập chỉ cảm thấy trên cánh tay có một luồng dị hỏa hơi nóng chui vào thì cả kinh vội vàng nhất cánh tay sắn tay láo lên cao chỉ thấy trên cánh tay trần thình lình có thêm một cái ấn ký màu vàng đúng là huyền thiên quả thực hơn nữa dấu vết này bằng mắt thường có thể thấy được trở nên nhạt đi rất nhanh rồi cuối cùng biến thành một cái ngấn mờ khóe miệng hàn lập run rẩy rồi lộ ra một nụ cười khổ huyền thiên chi bảo này tựa hồ nhận thức rất chuẩn cánh tay này của hắn nên tự động chui vào mà phong ấn bất quá lúc huyền thiên quả thực biến mất thì thiên địa dị tượng trong thông đạo cũng như bọt biển tán loạn biến mất không gian chi lực tràn ngập phụ cận cũng trong nháy mắt biến mất cả thông đạo lần nữa phục hồi bộ dáng ma khí quay cuồng như trước kia hàn lập hướng ra xa xa nhìn một cái trong đồng tử lam mang lóe lên rồi giơ tay năm ngón tay nhằm hư không chụp ra một chảo xa xa trong ma khí thanh quang điểm điểm quỷ dị hiện lên sau đó tụ lại cứ mười đoàn đại thanh quang to cỡ nắm tay ngưng tụ thành một quan đoàn sau khi quay tích một vòng thì trở lại như cũ thành 72 thanh tiểu kiếm màu xanh đúng là ương cập trì ngư chính là thanh trúc phong vân kiếm đã bị ba động làm nát bấy bất quá dựa vào bản lĩnh phi kiếm hóa hư thần thông hôm nay một lần nữa trở lại như cũ tựa hồ cũng không chịu bao nhiêu thương tổn sư sư mấy tiếng xé gió vang lên những thanh phi kiếm này thoáng cái đã hóa thành hơn người đạo thanh mang bắn quay về nhưng khi đến trước người hàn lập thì dừng lại hiện hình ra hàn lập dùng thần niệm nhanh chóng kiếm tra vài lần sau khi xác định chúng chỉ bị tổn thương ít nguyên khí thật sự không có việc gì thì mới thở dài một hơi hai tay bấm quyết đen chúng thu lại vào trong tay láo sau đó hàn lập nhìn hướng xa xa liếc mắt một cái trên mặt hiện ra vẻ nóng bỏng ngón tay nhìn xa liên tiếp điểm vài cái một vật lớn một vật nhỏ hai cái gì đó đen xì ngắng một cái theo ma khí bay tới chỉ vài cái chớp động đã hiện ra trước mặt hàn lập đó là một cái chiến giáp đang bao bọc lấy thân thể ma viên cái còn lại là một thanh tà nhận hàn lập trước tiên nhìn về phía ma viên lúc này nó đã hóa thành một cái thây khô mà bộ răng chiến giáp màu tím bên ngoài tựa hồ cũng theo ma viên chết đi mà thoáng cái mất đi phân nửa uy năng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều hắn đầu tiên là nhướng mày rồi đột nhiên năm ngón tay ngáng lên một cái rồi không tiếng động đặt trên chiến giáp màu tím này nắm đầu ngón tay hào quang màu xám lóe lên Tử sắc chiến giáp nguyên bản nghiêm mật dị thường đột nhiên phát ra một tiếng gào thét sau đó trong quần sáng bờ mờ chấp động bỗng nhiên hóa thành mấy kiện thay khô tách ra sau khi xoay quanh một cái thì lại hóa thành mấy đạo tử mang nhằm mọi người kích bắn đi bộ dáng như không mất đi linh tính nhưng hàn lập lúc trước đã thấy qua uy năng kinh người của chiến giáp màu tím này nên sao lại không phòng bị lúc này hắn hừ lanh một tiếng cơ hồ tử quang vừa mới bắn ra thì tay láo run lên phanh một tiếng một chùm tế tung màu đen từ trong áo bào bay ra chỉ thấy thanh màng lóe lên những tử quang kia lập tức bị những tế ti này bao lấy toàn bộ, sau đó từ trong ống tay áo Hàn Lập có một tiếng thanh minh rồi một vật bay ra, vật này dài hơn một xích. Đúng là hư thiên đỉnh, nắp đỉnh này mở ra đem tế ti cuốn trở về và đem tất cả tử quang cưỡng chế thu vào trong đỉnh, sau đó nắp đỉnh một lần nữa rơi xuống, tiểu đinh quay tích một vòng rồi huyền phù trước người Hàn Lập, Hàn Lập nhướng mày, tay áng nhìn như tùy ý vung lên rồi tiểu đỉnh quỷ dị biến mất, Hàn Lập lúc này mới xoay chuyển ánh mắt nhìn xuống cái thây khô bên ngoài thây khô này lông da đều đầy đủ nhưng làn da đã tím đen phảng phất như tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng trong mắt Hàn lập Hàn Quang lóe lên rồi đột nhiên há miệng phun ra một đạo kiếm khí màu xanh chém tên thây khô này hắn bộ dáng muốn trẻ đôi thân thể ma viên nhưng ngoài dự đoán lúc này đang một tiếng thanh âm phảng phất như tiếng kim trúc va vào nhau kiếm quang khi chém đến cái thây khô này thì lại bắn ngược ra không thể thương tổn mày may Hàn lập hơi ngẩn người nhưng lại lập tức chừng hai mắt một tay trọng dã từ trong tay háo thỏ ra trong lòng bàn tay linh quang lóe lên một thanh tiểu kiếm màu xanh từ từ thò ra sau đó ngáng một cái biến thành dài hơn một xích thanh quang mờ mịt hàn khí bức người cổ tay run lên trường kiếm màu xanh này không chút khách khí hóa thành một đạo thanh mang đâm thẳng vào vùng đan điền của thay khô diên dít thanh âm trầm muộn phảng phất như tiếng cưa gỗ truyền ra mũi kiếm khi đâm lên tàn chi thì lại chỉ có thể xâm nhập vào được hơn một tấc thì lại bị cản lại hàn lập sắc mặt bỗng nhiên đại biến thân thể đầu thánh giai ma viên này lại cứng cỏi như vậy tựa hồ không kém hắn chút nào nếu không phải hắn đã sử dụng kiếm chân kia vây khốn đối phương trước để ma viên này tự do hành động thì chỉ bằng vào bộ tử giáp kia cùng thân thể cường hoành thì cũng không thể đơn giản đối phó được không hổ là tồn tại hợp thể trung kỳ đáng sợ so với tên hợp thể sơ kỳ giác si tộc mà hắn đã giao thủ qua thì căn bản là không cách nào so sánh được nếu không sử dụng đến huyền thiên chi bảo nhất là lúc đối phương toàn thịnh thì hắn tuyệt đối chỉ có bỏ mạng mà chạy tuy nhiên hít sâu vào một hơi hắn lập lại không có ý từ bỏ lại chút nào trên cánh tay ánh kim chợt trói lên đồng thời pháp lực trong cơ thể tuôn ra, thoáng một cái đã rót vào trong thanh trường kiếm màu xanh trong tay. Trường kiếm lập tức ngông lên các loại thanh minh, thanh quang đại phóng rồi thân kiếm hàn quang lóe lên, tức tức xâm nhập vào trong thay khô. Thân kiếm sau khi tiến vào ước trường vài tức thì cổ tay Hàn Lập bỗng nhiên run lên, mũi kiếm thoáng cái đã phát ra thanh âm vù vù rồi khoét một cái lỗ lớn cỡ cái chén ăn cơm. Tùy theo trường kiếm màu xanh lóe lên rồi biến mất mà tay kia Hàn Lập thì hư không nhằm vùng đan điền thay khô đánh ra một chảo. Sư một tiếng, một Phật từ đan điền cái thay khô rơi ra, Chương 1630, Huyền Thiên luyện khí thuật. Viên châu này to bằng quả trứng chim, mặt ngoài tảng ra chân ma khí cực kỳ tinh thuần. Đây đúng là mục tiêu của Hàn Lập, ma hạch của thánh giai ma thú. Có vật ấy là hắn có thể đem kiện thiên ngoại ma giáp kia tu bổ lại. Tuy chưa thể phỏng đoán chính xác uy năng của ma giáp nhưng nghĩ đến sẽ không hơn kiện tử sắc chiến giáp vừa thu hồi kia. Đáng tiếc là kiện chiến giáp này rõ ràng đã bị luyện hóa hoàn toàn, cho dù hắn có tế luyện lại thì phòng trừng uy năng cũng giảm đi. Đối với hắn mà nói thì nó có chút vô dụng, hắn lập có chút tiếc nuối bàn tay hắn vừa lật thì bỗng nhiên trong tay có thêm một cái hộp ngọc màu đen hàn lập mở nắp hộp ra bỏ ma hạch vào nhất thời trong hộp ngọc xuất hiện một cuồng sáng sau khi chớp động một cái thì đem ma hạch hút vào trong đó sau khi đóng nắp hộp lại trong tay kia hàn lập lại ngáng lên một cái mà rút ra thêm hai cái phù lục màu bạc đem dán lên trên mặt hộp ngọc ánh sáng màu bạc phóng ra ma khí của ma hạch nguyên bản vẫn xuyên thấu qua vào hộp ngọc lúc này đã hoàn toàn bị phong bế bên trong hàn lập đem hộp ngọc kia thu hồi lại rồi lúc này mới bắt đầu đánh giá một đồ vật khác đó là kiện tử sắc ta nhận kia. Hàn lập nhìn vật này trên mặt có chút quái dị, vừa có chút hương phấn lại có chút nghi hoặc. Huyền Thiên Chi bảo như uy năng so với cái của chính mình thì tựa hồ kém hơn rất nhiều, bộ dáng lại có chút không giống. chẳng lẽ bởi vì vật này không còn trọn vẹn? Hàn lập hai mắt nhíu lại, thì thào tự nói hai câu. hắn vẫn chưa khởi động ta nhận mà chỉ nhắm mắt dùng thần niệm đem nó tra xét tỉ mỉ, cuối cùng thậm chí hai tay bấm quyết trên người kim quang đại phóng rồi đem cả pháp tướng ba đầu sáu tay thả ra mà dùng thần niệm đảo qua kết quả sắc mặt hàn lập có chút khó coi hiện giờ trong cơ thể pháp lực đã còn lại không đến no nửa phòng trưng không có mấy chục năm công phu tu luyện thì không thể phục hồi lại có thể nói là tổn thất thật lớn điều may mắn duy nhất lúc này chính là việc vận dụng bảo kiếm do huyền thiên quả thực biến thành vẫn chưa làm theo máu huyết cũng như chân nguyên trong cơ thể mất đi bất quá hàn lập rất rõ ràng nguyên nhân uy năng một chẩm lần này của huyền thiên chi kiếm kém xa lần trước phòng trưng là do hắn không trực tiếp dùng thân thể thúc giục huyền thiên chi bảo mà là dùng lực lượng của pháp tướng thay thế để khu động bảo vật một nguyên nhân khác là việc huyền thiên chi kiếm tự động hiện thân là do bị pháp tắc chi lực của thanh tàn nhận kia kích động theo đó uy năng lúc vận dụng huyền thiên chi kiếm giảm đi nhưng may mắn là vẫn chém chết được ma viên mà không làm cho pháp lực của mình mất hết trước mắt tàn nhận này tuy cũng có thể khống chế một phần thiên địa pháp tắc chi lực nhưng rõ ràng là không thể so sánh với bảo vật do huyền thiên quả thực biến thành điều này làm cho hàn lập hoài nghi liệu nó có phải thật sự là huyền thiên chi bảo hay không Tuy nhiên một chảm có thể phá tan Xuân Lệ Kiếm trận thì cho dù nó không phải là Huyền Thiên Chi Bảo hay không thì tuyệt đối không phải là Thông Thiên Linh Bảo bình thường. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn cho rằng thanh tàn nhận này bởi vì không được đầy đủ nên uy năng bị giảm đi mà nhờ vào đó Ma Viên mới sử dụng được. đương nhiên cũng có thể là do bên trong tàn nhận này có ẩn chứa pháp tắc chi lực như về thứ bậc nó là tồn tại thấp nhất trong số các Huyền Thiên Chi Bảo hoặc là vừa rồi bị pháp tắc chi lực trong Huyền Thiên Chi Kiếm khắc chế nên lúc lứng trùng pháp tắc chi lực va và chạm vào nhau thì không chịu nổi một kích. Hàn Lập tâm niệm nhanh chóng chuyển động, chỉ khoảng nửa khắc sau đã đem hết thảy việc này phân tích thấu triệt nhưng càng như thế, ánh mắt Hàn Lập nhìn về phía Tử Sắc Tàn nhận lại càng nóng bỏng, Huyền Thiên Chi kiếm phong ấn trong cánh tay hắn vẫn không thể tùy tâm thao tác nhưng lại có tàn phiến của Huyền Thiên Chi bảo, mặc dù uy năng có giảm đi nhưng lại có hy vọng có thể dễ dàng khống chế được. Nếu không đầu ma viên kia tu vi rớt xuống đến bực này đồng thời cũng mất đi thân thể mà lại có thể sử dụng được Tàn nhận này. Sau khi hít dài một hơi kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, Hàn Lập khoát tay từ đầu năm ngón tay thoáng bắn ra ngũ sắc quang hà trực tiếp tiến vào trong tử sắc tàn nhận, phốc một tiếng trầm muộn, hồi sắc quang hà vừa tiếp cận tàn nhận thì lập tức bị một mảnh từ quang từ bên trong thân phát ra chặn lại. Sau đó tàn nhận quay tròn chuyển động, quang hà lập tức tán loạn biến mất nên không thể tiếp cận được tàn nhận này. Hàn Lập nhướng mày, một bàn tay trắng nõn như ngọc thò ra rồi ngũ sắc hàn diễm cuồn cuộn phun đến nhưng sau khi va chạm với nhau thì ngũ sắc hàn diễm đồng dạng không thể làm gì được tàn nhân này, rốt cục trên mặt Hàn Lập hiện ra vẻ kinh ngạc sau khi giờ sờ cầm thì trầm ngâm một chút thì bỗng nhiên giật mình nhất một tay lòng bàn tay chợt có kim quang trói mắt phát ra đồng thời một cỗ kim hạt tử trong lòng bàn tay phun ra nhắm thẳng ta nhận bay đến lúc này đây thanh ta nhận này lại thành thành thật thật đứng im mặc cho kim quang cuốn vào rồi trong nháy mắt bị kéo đến trước mặt hàn lập hàn lập lộ ra vẻ vui mừng ngương thần nhìn vào trong bảo vật trước mặt chỉ thấy vật này gần như trong suốt bên trong có một vật gì đó trông rất sống động đang di chuyển mà thanh tàn nhận này vốn có màu tím thì lúc này lại dần dần lộ ra một tia kim mang dường như là đang bị phạm thánh chân ma công của hàn lập đồng hóa cái vậy hàn lập giật mình đánh thoát một cái như rồi trong lòng lại mừng rỡ cái này chứng tỏ đến tám chín phần người rằng thanh huyền thiên tàn nhận này đã mất đi sự không chế hắn có thể rõ ràng cảm ứng được chỉ cần đem một ít ma khí có chứa phạm thánh chân ma công rót vào trong đó là tựa hồ có thể lập tức sử dụng được hiện tại hắn cơ hồ có người thành khẳng định được thanh tàn nhận nay tuyệt đối là huyền thiên chi bảo xuất sư tử ma giới nếu không tuyệt đối không mẫn cảm đối với ma khí tinh thuần như vậy trong lòng sau khi hơi do dự thì hàn lập đã có quyết định lúc này trên người kim quang đại phóng đồng thời một mảnh lân phiến ánh vàng rực rỡ hiện ra trên da thịt hắn đã đen phạm thánh chân ma công vận hành tới cực điểm tường đạo kim quang giống như thủy triều nhằm hướng tàn nhận điên cuồng kéo đến mà thanh tàn nhận này cũng không chút khách khí cắn nuốt kim quang cơ hồ chỉ trong mấy cái hô hấp tử sắc đã biến thành màu vàng dòng nhưng tốc độ cắn nuốt của nó vẫn không chậm lại chút nào ngược lại linh vật vô danh bên trong kia trở nên vui vẻ dị thường thân hình cũng đồng dạng biến thành màu ánh vàng rực rỡ đến lúc này hàn lập lại cảm thấy có chút ăn không tiêu trong chốc lát công phu đó pháp lực của hắn đã bị thanh tàn nhận này hút đi một phần ba thấy vậy hắn quyết đoán tán đi kim quang trên người tùy theo kim sắc tàn nhận trong tay chật lóe lên rồi chui vào trong tay áo không còn thấy bóng dáng hàn lập tuy rằng chưa hoàn toàn đồng hóa nhưng vẫn có thể miễn cưỡng không chế được nó như vậy tạm thời là đủ rồi trong lúc này hắn sẽ không ngu ngốc mà đem toàn thân pháp lực tiêu hao vào đó Hàn Lập vừa nghĩ vừa tháo tay vào trong chữ vật chặt lấy ra mấy cái bình nhỏ màu sắc khác nhau rồi liên tục lấy ra mấy quả đan, hoàn mà ăn vào. Số đan dược này nếu có tác dụng gia tăng tốc độ khôi phục pháp lực, tuy rằng không thể lập tức làm cho pháp lực khôi phục đến trạng thái tốt nhất nhưng có còn hơn không. Sau khi ăn xong đan hoàng, trong tay Hàn Lập chợt có thúy mang lóe lên, một khối đỉnh gia linh thạch xanh biếc hiện lên, thì quang chớp động rồi Hàn Lập bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực tinh thuần trong linh thạch. Ở trong mọi địa phương nguy cơ tứ bề này hắn tuyệt đối không tiếc rẻ linh thạch, bất quá ánh mắt hàn lập sau khi rơi xuống chỗ đa niền ma viên vừa mới bị phanh ra thì thần xác vừa động tựa hồ nhớ tới cái gì đó hắn đưa mắt nhìn cái thây khô cẩn thận đánh giá vài lần thế nhưng vẫn không phát hiện ra chữ vật chạc hai đầu linh tinh gì khác hắn lập nhướng mày một tay giường lên rồi một viên hoàn màu đen bay ra sau khi bay quanh thây khô một vòng thì bỗng nhiên thả đại phiến bạch quang trực tiếp đen thây khô hút vào trong đó rồi bay vụt trở về theo sau thân hình hàn lập ngáng lên một cái rồi biến thành một đạo động quang màu đỏ bắn ra sau khi chớp động mấy cái thì bỗng nhiên hiện ra giữa đại sảnh cả gian đại sảnh, mãi trừ cái pháp trận bị hư tổng bảy tám phần ra thì cơ hồ không còn vật gì nữa. Sở dĩ nói là cơ hồ là bởi vì Hàn Lập liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái huyết sắc ngọc sàng kia đang lẳng lặng nằm ở một góc, huyết quang thì thoảng lai lóe lên. Hàn Lập dùng thần niệm quét qua, sau khi xác định ngoại trừ vật này ra thì nơi này xác định là không còn vật gì khả nghi nữa thì lúc này không khách khí nâng tay, điểm tới một cái. Nhất thời cái giường nhìn như trầm trọng đột nhiên bay lên trời, sau khi quay tròn vừa chuyển thì liền bay đến như khi đến trước người hàn lập thì bị hắn vung tay hư không chụp xuống cái giường này lập tức huyền phủ bất động ở xa xa hàn lập đưa mắt nhìn kỹ nhưng không phát hiện ra cái gì dị thường Thần niệm tùy tha liền đảo qua nhưng vừa tiếp xúc với vật ấy thì lập tức bị bắn ngược trở lại cái giường này không cho thần niệm tiến nhập vào trong đó hàn lập không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trong mắt la mang chật lóe lên mà thi triển ra linh mục thần thông sau khi nhìn kỹ hắn bỗng nhiên kêu khẽ một tiếng trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng nhấc cánh tay lên rồi nhằm vào cái giường đánh ra một đạo pháp quyết một màn kỳ dị xuất hiện cái giường đột nhiên huyết quang đại phóng một đám cổ văn to cỡ nắm tay hiện lên sau đó hơi chuyển động một chút thì dừng lại ở phía trước mặt hà lập đồng thời tập hợp xếp thành một thiên kinh văn thần bí dị thường ngân khoa văn hà lập liếc mắt một cái liền nhìn ra hai lịch của ngân sắc văn tự này chợt thất thanh kêu lên lúc này mới kinh hỉ nhảy dựng lên cái văn tự này sao lại hiện ra từ cái giường đồng thời sao lại rơi vào tay đầu thánh giai ma viên này trong lòng Hàn Lập lúc này tự nhiên tràn ngập nghi vấn nhưng cũng không có nghĩ, nhiều đến việc này mà ánh mắt nhìn chuyên chú vào thiên kinh, Và này, kết quả làm biểu tình của hắn trở nên cổ quái dị thường huyền thiên luyện khí thuật, một hồi lâu sau, hắn mới thì thào một câu, trên mặt tràn đầy vẻ không tin được, chương 1631, núi lở. Tuy rằng Hàn Lập vẫn chưa đọc kỹ lắm nhưng vẫn đại khái hiểu được nội dung của thiên ngân khoa văn này, đúng là một loại luyện khí thuật thần bí chưa bao giờ gặp qua chỉ một số nội dung trong đó đã làm cho hắn có một loại cảm giác hoang đường dị thường bởi vì vô luận là tài liệu hay là phương pháp luyện chế hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới đoạn cuối của kinh văn còn tự xưng là nếu dùng bí thuật này để luyện chế bảo vật kỳ uy năng thậm chí có thể so sánh với huyền thiên tri bảo vì thế thuật này mới dám xưng là huyền thiên luyện khí thuật thủ đoạn luyện nhật song hải nhiệt thiên trong kinh văn này lại được thể hiện là phương pháp luyện khí đơn giản nhất nhưng phương pháp này đại khái chỉ có chân tiên tại tiên giới mới có năng lực thi triển ra còn đối với Hàn Lập mà nói thì căn bản chỉ là việc mơ mộng hão huyền. Tuy rằng vẫn chưa đọc kỹ nhưng trong lòng Hàn Lập đã thoáng thất vọng. Nếu không phải thiên kinh văn này viết bằng ngân khoa văn thì hắn cơ hồ cho rằng thiên kinh văn này là do đầu ma viên kia cố ý. Bịa đặt ra, Hàn Lập có chút không cam lòng. Sau khi hơi trầm ngâm thì bỗng nhiên hai mắt lam mang lại lóe lên nhìn về phía cái giường. Một lát sau, thân sắc hắn vừa động có vẻ như đã phát hiện ra được cái gì đó. Bỗng nhiên thân hình Hàn Lập ngáng lên một cái rồi trở nên mơ hồ, sau đó lại hiện ra bên cạnh cái giường năm ngón tay duỗi ra vỗ vào cái giường tầm một tiếng lớn vô số đạo kim hồ từ đồng ngón tay bắn ra rồi hóa thành một cái lưới điện lớn màu vàng đem cái giường gắn vào trong ngân sắc phù văn nhất thời giống như vạc phải khắc tinh co lại quay về cho phút chốc đã biến mất ở trong lôi quang mà sau bị kim hồ cùng kích thì cái giường tức tức vỡ vụn ra đồng thời lan ra một cỗ huyết khí nồng động làm cho người ta có cảm giác buồn nôn Hàn lập khẽ nhíu mày kim hồ theo năm đầu ngón tay hợp lại lôi võng lập tức thu lại hồ quang chớp động rồi huyết khí đã bị lôi quang rung động đánh cho tán loạn theo sau trong kim sắc điện võng đã hiện ra một cái ngọc bài màu trắng ngà to cỡ bàn tay trên mặt ẩn hiện có ngân sắc cổ văn quay cuồng không chừng quả nhiên là bên trong còn có vật khác xem ra đồ vật này thật ra không giả bất quá kim khuyết ngọc thư có xuất xứ từ nhân yêu hai tộc sau lại lưu lạc ra ngoại giới mà còn rơi vào thong tay đầu ma viên này hàn lập cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn mà ngược lại nhíu mày rồi tự nói một câu lại nói tiếp cái kim khuyết ngọc thư này là cái thứ ba mà hàn lập có được nhưng đáng tiếc là những thứ gì trên đó đối với hắn mà nói lúc nay thật sự có chút vô dụng. nếu hắn có thể tiến giai lên đại thừa kỳ thì nói không chừng là mới có thể dùng được một hai điểm gì đó. bất quá cái huyền thiên luyện khí thuật này dù sao cũng có thể để hắn tham khảo một phần, và nhất có thể từ đó mà cảm ngộ ra được cái gì thì vẫn là vô cùng hữu ích. trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập biết trước mắt không phải là lúc nghiên cứu kỹ cái này nên phất tay áo, một mảnh thanh hà bay cuộn xuống, con chốc nhìn như quang hà sẽ đem ngọc bài cuốn vào trong đó thì vật ấy, tay quay tròn vừa chuyển động rồi bỗng nhiên ngáy sang một bên, bay đi nhưng Hàn Lập sớm đã có ý phòng bị một bàn tay khác như tia chớp hư không chộp một trào nhất thời có một cỗ vô hình chi lực bắn ra đem không gian trong phạm vi hơn 10 trượng bao lại trong đó sư một tiếng ngọc bài đã bị mãnh mẽ hút tới trong tay hà lập lúc này mới lấy từ trong chữ vật chạc ra một cái hộp ngọc đem ngọc bài cẩn thận đặt vào trong đó và liên tiếp dán lên đó mấy tấm phù lê rồi mới thu lại làm xong hết thảy thì trong đại sảnh không còn vật gì đáng lưu ý nữa thân hình hắn vừa động rồi hóa thành một đạo thanh hồng hướng ra cửa đại sảnh mà bay đi sau mấy cái chớp động thì đã tiến vào trong thông đạo ma khí trong độn quang hàn lập mỗi tay cầm một khối đỉnh dai mộc thuộc tính tinh thạch khí ma chớp động không ngừng cùng lúc đó đa dược ăn vào lúc trước cũng bắt đầu có hiệu lực từng đợt từng đợt linh khí tinh thuần xuất hiện rồi từ từ bị hút vào trong kinh mạch hiện giờ hắn đang cảm ứng vị trí phệ kim trùng theo dõi tiêm tiêm tuy không biết đối phương ngư đổ cái gì nhưng nghĩ đến cũng không phải là vật đơn giản hàn lập hiện tại đã xử lý xong việc của mình nên tự nhiên cảm thấy đai hứng thú mà tính toán muốn tham gia một chân vừa rồi cùng ma viên trước sau một phen tranh đấu cực kỳ hung hiểm như thời gian trên thực tế cũng không quá dài trước sau bất quá chỉ là công phu một bữa ăn mà thôi phệ kim trùng kia vẫn đang đứng yên không nhúc nhích hiển nhiên tinh tộc nữ từ kia vẫn chưa hoàn toàn đắc thủ hiện tại vẫn là thời cơ tham gia tuy rằng hắn hiện giờ pháp lực hao tổn không ít pháp tướng cũng rút nhỏ đi và nổi trường tinh tộc nữ tử tu vi quá thấp nên tự nhiên trong lòng hắn không có gì cố kỵ nếu không phải đối mặt với một gã có tu vi sấp xỉ với hắn mà tu vi hàn lập lại hao tổn nhiều thì nói không chừng liền ra Vậy không biết mà trực tiếp chạy ra khỏi nơi đây, không muốn rước phiền toái vào thân, Hàn Lập đội quang phi thường nhanh chóng nhưng mới phi hành được một lúc thì đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa từ dưới đất truyền ra, tiếp theo dị biến nổi lên. Trong thông đạo ma khí đột nhiên mất khống chế mà kịch liệt quay cuồng đồng thời bên trong có tiếng gầm rú nổi lên, Cùng phong Cuồng phong cuồn cuộn, vô số phong nhận lóe lên rồi bắn ra khắp thông đạo. Hàn Lập cả kinh, tay láo phất một cái phun ra một tầng hôi sắc quang hà, phong nhận này nhìn như cuồng bạo nhưng sau khi bị nguyên tử thần quang quét qua thì tán loạn biến mất không thấy. Hàn lập nhướng mày suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra thì một thanh âm quái dị giống như tiếng tấn mã tê minh vang lên bên tai. Vừa nghe thấy thanh âm này, hắn bỗng nhiên cảm thấy pháp lực trong cơ thể như ngưng lại, không thể điều động được chút nào. Tiếp theo toàn thân hôi quang tán đi, thân hình Hàn lập từ trên không trung rất thẳng xuống, mà trong quá trình này phong nhận bốn phía thông đạo bắn đến giống như bão tố bắn lên trên người Hàn lập. Nếu là một gã tu sĩ bình thường khác thì tự nhiên trong nháy mắt sẽ bị bồng thay vạn đoạn như Hàn lập thân thể mạnh mẽ không thao. Dì ma thú hợp thể kỳ nên chỉ nghe một trận thanh âm bang bang trầm đục phát ra, thân hình hắn ở trong thanh quang vẫn bình yên vô sự. Bất quá như vậy, trong lòng Hàn Lập vẫn cực kỳ kinh sợ, thân niệm vừa động đại diễn quyết nhất thời hóa thành một cỗ hàn khí lưu chuyển, sự khác thường trong cơ thể liền biến mất. Sau đó hắn lại đội quang hóa thành một đạo thanh hồng bay lên không. Mà đúng lúc này, nền thông đạo phía dưới đột nhiên tức tức vỡ vụn ra, tùy theo có thanh âm như tiếng sấm nổi lên, vô số hồ quang điên cuồng phun ra, vô luận là ma khí hay là vách tường thông đạo hễ tiếp xúc với hồ quang này là lập tức hóa thành cho bụi Hàn lập cả kinh linh thạch trong tay liền biến mất rồi một tay bấm quyết sau một tiếng sét đánh thì một cái lôi y màu bạc hiện ra ở bên ngoài thân nay cả hắc sắc hồ quang kia có bắn đến nhưng được hồ quang các màu đan vào nhau tạo ra một lớp chắn bên ngoài hàn lập nhưng lúc này sau vô số tiếng nổ kinh lôi liên miên không dứt thì nền đất dưới chân cùng tất cả ma khí trong thông đạo đều bị hắc sắc hồ quang cuốn xuống dưới vô số tảng đá lớn từ trên không trung chút xuống ngay cả hà lập với một thân thần thông không kém nhưng cũng không kịp đề phòng mà bị vô số cự thạch đánh trúng sau một tiếng nổ ầm vang thì bị chôn sâu dưới đống đá lớn ở bên ngoài nhìn vào thì thấy cả ngọn núi đang đổ ập xuống với tốc độ kinh người giống như có một bàn tay vô hình đem cả ngọn núi lớn lật lại sau đó dùng lực đè xuống mà theo những vách vỡ vụn ma khí từ trong vách núi thoát ra liều mạng hướng ra bốn phía tràn đi lúc này một tiếng tê minh từ trong ngọn núi sập truyền ra hơi mười đạo điện quang màu đen phá tan núi đá mà ra rồi hóa thành một đám lôi kim điện màu đen dài hơi trăm trượng ở trên không trung nhảy múa không ngừng từ xa nhìn lại trông giống như hơn người cái xúc tu thô to của một con bạch tuộc đang múa may trên không trung tiếp theo một tiếng nổ như trời sụp phát ra vô số đá vụn từ chỗ núi bắn ra cả toàn núi lớn giống như là vừa bị san bằng mà ở nơi đó có một con quái vật hình thể dài hơn nghìn trượng hiện ra quái vật này toàn thân đều do hắc quang tạo thành nhưng bên ngoài thân lại có vô số hắc sắc lôi điện lóe lên không thôi hơi 10 cái xúc tu thoát ra trước kia bất quá chỉ là người cái to nhất trong đó mà thôi mà ở trung tâm hắc quang không ngờ có một bộ mặt rộng đến một trượng bộ mặt này màu trắng hai mắt trợn to bên trong có hàn quang lành lạnh chớp động đột nhiên một tiếng rồng ngâm từ trong hắc quang phát ra ở một chỗ bên ngoài thân cự đại quái vật này đột nhiên huyết quang chật lóe một đầu dao long màu đỏ phá vỡ thân hình quái vật mà từ bên trong bắn ra sau khi chớp động một cái thì hắn đã ra ngoài hơn trăm triệu sau khi xoay quanh một cái thì bỗng nhiên hiện ra một gã nam tử cả người mặc ngân giáp đúng là tên nam tử họ khuê kia chỉ là lúc này trên mặt không còn vẻ âm ngoan lạnh lùng ban đầu mà sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường đồng thời trong mắt tràn đầy ngày cuồng nộ mà lúc này trong thân thể cự đại quái vật phía dưới lại có một thanh âm muộn hưởng phát ra tiếp theo thân hình lại nổ tung ra rồi từ bên trong quái vật có một cơn lốc màu xanh bay ra sau khi ngưng lại thì hóa thành một hư ảnh kỳ lân màu xanh quái vật gồng lên giận dữ một đạo hắc sắc hồ quang đột nhiên vọt ra chạm xuống hư ảnh kỳ lân như hư ảnh kỳ lân chỉ lóe lên thì liền giống như vô hình hóa thành một cơn gió nhẹ biến mất ngay sau đó ở một nơi khác cạnh đó hơn trăm trượng thanh phong thổi qua rồi hưu ảnh kỳ lân hiện ra nhưng bên ngoài thân linh quang đại phóng thân hình thu nhỏ vô số lần kích thước chỉ có mấy trượng nhưng hình ảnh trở nên ngưng thật dị thường giống như là có thực thể vậy lúc này mới thấy rõ tại vị trí mắt trên đầu thanh sắc kỳ lân có một viên tinh thạch sáng loài loài mà trong hai mắt lúc này cũng lộ ra vẻ kinh sợ chương một nghìn sáu trăm ba mươi hai chân lân bản nguyên người rốt cuộc là ai mà có thể khống chế phụ thân huyện linh từ trong miệng kỳ lân màu xanh truyền ra thanh âm một nữ tử mặc dù trong lời nói tràn ngập sự vẫn nộ nhưng vẫn dễ nghe dị thường rõ ràng là thanh âm của tiêm tiêu lúc trước sau khi nàng tiến vào trong chân linh chi huyệt chưa kịp tìm được vật cần thiết thì nam tử họ khuya bỗng nhiên xuất hiện tiếp theo huyệt linh nguyên bản đang ngủ sai đột nhiên sinh ra dị biến tỉnh dậy rồi há mùng một mụn đen nàng mốt vào trong cơ thể nếu lần này không phải nàng đã chuẩn bị đầy đủ lập tức ăn vào một loại bí dược đặc chế sau đó để ký lân thi triển đại thần thông phụ thân mà hóa thành hư ảnh kỳ lân trước mắt thì chỉ sợ thật sự đã bị huyệt linh cắn nút rồi ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì ta chỉ muốn hỏi chân lân bản nguyên trong chân linh chi huyệt đâu nam tử họ khuê lại lành lạnh hỏi hắc hắc ta có lai lịch gì chân linh chi huyệt này các ngươi nghĩ xem còn có ai có thể biết được từ trong miệng cự đại quái vật truyền đến tiếng cười lạnh có chút mơ hồ không rõ nhưng thanh âm âm trầm dị thường làm cho người ta cảm thấy mau cốt tùng nhiên mà thân hình nguyên bản đã bạo liệt non nửa trong một lát công phu liền có hắc quang chợt lóe rồi khôi phục lại như thường giống như chưa hề có thương tổn nào cả nam tử họ khuy vừa nghe lời này thì sắc mặt đại biến mà kỳ lân màu xanh cũng giật mình cái gì ngươi cũng là không sai Chưa bỏ chúng ta thì đích xác là không có ai biết được sự tồn tại của chân linh chi huyệt này hư ảnh kỳ lân nhìn nam tử họ khuy liếc mắt một cái sau khi hít một hơi sâu nói ồ ta và ngươi hoàn toàn không giống nhau ngươi ký sinh vào một gã tinh tộc nhỏ yếu mà còn thất bại còn ta thì đã ký sinh thành công vào một đầu ngân dao. nam tử họ Khuê hai mắt lóe lên không khách khí nói nghe nam tử họ khuy nói như thế trong mắt hư ảnh kỳ lân hiện lên một tia tức giận nhưng lại thản nhiên nói có thể ký sinh thành công cũng bất quá là do may mắn mà thôi năm đó bọn ta đều là một trong mười vạn phân thần nhiệm chi lực của bản tôn có cái gì khác nhau đâu ta lại cảm thấy loại cộng sinh này cũng không kém so với ký sinh là mấy chỉ cần tinh tộc nữ tử này có thể luyện tới cảnh giới độ kiếp kỳ phi thăng thì ta đồng dạng có thể khôi phục được thân chân lân cùng pháp lực vô biên phi thăng mơ mộng hão huyền chỉ là một gã tinh tộc nhân mà cũng dám nghĩ đến việc này nam tử họ khuy nhất miệng lên châm chọc nói có gì không thể chứ nếu có thể có được chân lân bổn nguyên trong chân linh chi huyệt cho dù là một mẩu nhỏ thì ta vẫn có một tia hy vọng phi thăng lên tiên giới kỳ lân màu xanh có vẻ bình tĩnh dị thường nói chân linh có thể sinh ra bản nguyên chi lực bậc này nếu cấp cho một vã tinh tộc thì đúng là lãng phí của trời nếu cấp cho ngân giao ta thì chỉ cần hơn một vạn năm có dư là ta có thể thoát khỏi giao thân mà biến thành thân thể chân long nam tử họ khuy không phủ nhận lời của hư ảnh kỳ lân nhưng vẫn khinh thường nói ngươi nói như vậy thì chẳng lẽ muốn ta đem chân lân bản nguyên cháp tay dâng cho ngươi sao ngay cả lúc trước ta và ngươi đều là nhất thể tồn tại như nhiều năm như vậy qua ly chúng ta sớm đã đều độc lập giống như hai người xa lạ vậy huống hồ cho dù là ta nguyện lui một bước thì vị phía dưới này cũng sẽ không có cái tâm khiêm nhiều như vậy vừa rồi ở trong chân linh chi huyệt chính nó đã muốn trực tiếp cắn nuốt ta và ngươi à kỳ lân màu xanh đầu tiên là nhằm cự đại quái vật phía dưới nhìn lướt qua rồi cười lạnh ta mặc kệ ngươi làm như thế nào mà phụ thân được huyệt linh cũng có tính toán gì hiện tại nhanh đem thực linh khí lấy ra cho ta. Ta liền lập tức xe người rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nam tử họ khuê ti rằng nghe ra lời đối phương có ý kích động châm ngòi nhưng khóe mắt sau khi hơi nhảy dựng lên thì vẫn hứa xuống, phía dưới lạnh lùng nói. Muốn có chân lân bản nguyên ư, đương nhiên là có thể. Chỉ cần hai người các ngươi lại tiến vào trong bụng ta, cùng ta hòa hợp thành một thể thì tự nhiên là có. Quái vật phát ra thanh âm cười cợt quái dị. Cái gì, đã muốn cắn nuốt rồi à? Không đúng, để có thể hấp thu chân lân bản nguyên thì phải có được thân thể thực sự lấy hư ảnh của huyện linh thì làm sao có thể làm được như vậy nam tử họ khuê căn bản không tin ai nói cho các ngươi ta là huyệt linh chi khu hai người các ngươi thật ra không phải là nhóm đầu tiên tìm đến đây lúc này cự đại quái vật trầm mặc một chút rồi âm âm trả lời lời này có ý tứ gì kỳ lân màu xanh bên ngoài thanh quang chật lóe cũng có chút kinh nghi hỏi nói đúng ra là những tên gia hỏa như các ngươi ta đã sớm cắn nuốt đến ba bốn tên rồi hiện tại chỉ cần nuốt thêm hai người các ngươi cộng thêm vài loại chân linh chi huyết nữa thì không lâu sau ta có thể có được chân linh thể về phần chân lân bản nguyên thì tự nhiên là ở trong cơ thể ta tốt lắm còn muốn biết cái gì nữa thì các ngươi cứ để cho ta cắn nuốt trở thành một bộ phận thân thể của ta thì tự nhiên cái gì cũng biết cự đại quái vật tựa hồ không muốn nhiều lời bên ngoài thân hắc quang chật lóe trong tiếng sấm lưỡng đạo hắc sắc hồ quang chật lóe bắn ra xa nhìn lại giống như hai thanh cự thương màu đen dường như trái phải trực tiếp xuyên thủng hư ảnh kỳ lân cùng nam tử họ khuê nghe quái vật nói như vậy nam tử họ khuê sắc mặt trở nên khó coi dị thường nay lại thấy quái vật thật sự công kích thì trong lòng nổi giận cũng không thấy nó nói cái gì thân hình ngáng lên một cái rồi đột nhiên hóa thành thân thể độc nhất vô nhị nó giơ một tay lên một đạo ngân sắc phi kiếm cho đó mà chém ra rồi biến thành một đạo ngân sắc kiếm quang dài hơn 10 trượng trợ lé lên đã đem đạo điện quang đang hạ xuống chảm một chảm mà diệt bên kia hư ảnh kỳ lân màu xanh há to miệng cái đầu đột nhiên cuồng trướng lên mấy lần sau đó một ngụm trực tiếp đem hắc sắc hồ quang đang kích tới nuốt vào cãi vây năm tử họ huy ánh mắt chợt lóe lên rồi nói đại thôn diệt thuật xem ra thần thông của ngươi dù sao cũng không yếu có tư cách cùng ta liên thủ một lần chúng ta cùng ra tay diệt xác quái vật này sau khi có được chân lân bổn nguyên thì chia đều quái vật kia tồn tại gì chứ cho dù có cắn nuốt được thì căn bản cũng không có khả năng hoàn toàn luyện hóa được hảo một lời đã định kỳ lân màu xanh sau khi hơi trầm ngâm thì liền quyết đoán đáp ứng hiện giờ ti nó và tiêm tiêm hóa thành một thể ni khát vọng đối với chân lân bổn nguyên tự nhiên rất lớn tuy đối với nam tử họ khuê kia nó cực kỳ kiên kỵ nhưng tên quái vật phụ thân huyệt linh kia cũng là đại địch không thể không diệt tùy theo bên ngoài thân kỳ lân màu xanh thanh quang chật lóe thân hình chật lóe lên rồi lại hóa to lên thành hơn trăm trượng đồng thời một cỗ khí thế kinh người phóng lên cao nam tử họ khuê thấy vậy lúc này ba cái hóa thân đồng thời nắng lên một cái trên đỉnh đầu một cái ngân quang chật lóe rồi một đạo thật lớn dài hơn người trượng thoáng cái hiện ra một cái thì hai tay trả xác một cái thì một đoàn hỏa diễm đỏ đậm từ hư không hiện ra bổn thể cái cuối cùng thì đứng tại chỗ quay tròn một cái nhất thời lắc đầu vẫy đuôi mà hiện ra bản thể ngân sắc giao long đối mặt với tồn tại quỷ dị phía dưới hai người đều bày trận sẵn sàng đón địch không dám chậm trễ mảy may lúc này quái vật phía dưới lại cười một trận quỷ dị các người các ngươi còn dám phản kháng tốt lắm không chạy thì cũng đỡ phiền phức cho ta bất quá trước khi xử lý các ngươi ta phải đón tiếp hai vị khách không mời mà đến đã vừa dứt lời hơn người cái hắc sắc hồ quang cùng tiếng sấm đột nhiên vang lên rồi không một chút dấu hiệu nhằm một nơi trên hư không bổ đi. Hắc sắc hồ quang chưa thực sự hạ xuống mà linh áp thật lớn đã đi trước như một cơ lốc áp xuống. Mà bên kia, trong hư không có ngân ảnh chợt lóe lên rồi một cái bóng người thon thả hiện ra, sau đó ngáng lên một cái liền hóa thành một đạo ngân hồng bắn đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng sét thật lớn nhằm thẳng đến không gian phụ cận ông ông tác hưởng, hơn người đạo hồ quang thô to ngưng tụ lại thành một đoàn rồi biến ảo thành một thanh hắc sắc cự kiếm dài hơn trăm trượng chợt hạ xuống đã đem đạo ngân hồng vì bị xét đánh mà tốc độ chậm lại một kích diệt sát thậm chí cái bóng thon thản mà trong ngân hồng kia một tiếng kêu thê lương cũng không kịp phát ra nhân ảnh này tự nhiên chính là vị cao giai ma thú cửu dạ biến hóa ra vốn vẫn dựa vào ẩn nạc thuật thần diệu mà truy tung hàn lập đến đây nào tuy có tu vi luyện hư trung kỳ nhưng dưới một kích của hắc sắc cự kiếm thì không có một chút phản kháng nào vừa thấy uy năng đáng sợ của kinh thiên cự kiếm nọ hòa thân của nam tử họ khuy cùng hư ảnh kỳ lân đồng thời cả kinh mà hiện ra vẻ mặt ngương trọng mà kiếm này sau khi đắc thủ khi không có ý phản hồi trực tiếp công kích đối thủ đối diện mà lại ngáng lên một cái hóa thành một đạo hắc hồng thật lớn hướng mặt, đất phụ cận mà chạm xuống. Điều này làm cho nam tử họ Khuê cùng ký Lân màu xanh tự nhiên ngẩn ra, mắt thấy hắc hồng hùng hồ rơi xuống, dù có thể đem tất cả đại địa tan vỡ thì dưới đất đột nhiên truyền ra một thanh âm sắc bánh. sau đó thanh quang chợt lóe và dưới đất đột nhiên bắn ra 72 thanh tiểu kiếm màu xanh. Phi kiếm này thoạt nhìn chỉ dài vài tấc nhưng sau khi bắn ra thì đột nhiên hướng về trung gian tụ lại hóa thành một thanh cự kiếm dài. Mấy trượng đồng thời sau một tiếng sét đánh thì kim sắc hồ quang chói mắt bắn ra sau đó không chút yếu thế đón đỡ một kích của hắc sắc cự kiếm tầm một tiếng kinh thiên động địa kim hắc hai sắc hồ quang đan vào nhau chớp động hai cái ở trên tầng trời thấp rằng có không rút ngay cả hắc sắc cự kiếm có thể tích lớn kinh người nhưng cự kiếm màu xanh phía dưới tựa hồ sắc bén dị thường đồng thời kim sắc hồ quang chật toát ra cũng có uy năng vô cùng lớn nên bộ dáng không chút rơi xuống hạ phong quái vật trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc như lập tức hừ lạnh một tiếng bên ngoài thân hắc quang chật lóe mấy mươi đạo hắc sắc hồ quang vọt lên có vẻ như muốn bắn ra nhưng vào lúc này sư một tiếng phi kiếm màu xanh hạ xuống đồng thời có một đạo thanh hồng kích ra mà cơ hồ cùng lúc đó hắc sắc cự kiếm đột nhiên sáng ngời một đạo hắc sắc kiếm quang khác quỷ dị hiện lên tiếp theo chật lóe lên phía trên đạo thanh hồng hung hăng chạm xuống đương một tiếng va chạm giòn vang lên thanh hồng chật tắc ở chỗ cũ đột nhiên hiện ra một quần sáng thủy tinh quỷ dị kiếm quang khi chạm lên quầng sáng này thì đều bị trượt đi theo hai bên mà lướt qua mà ở trong quầng sáng thủy tinh có một đạo nhân ảnh đang đứng thẳng, hai tay để sau lưng, rõ ràng là Hàn Lập lúc trước đã bị chôn sâu dưới núi đá. Hắn đưa mắt nhìn quái vật, hóa thân nam tử họ Khuê cùng với hư ảnh kỳ lân màu xanh đảo qua rồi giơ một tay lên, nhất thời từ cách đó không xa dưới mặt đất có một đóa kim hoa to cỡ nắm tay bắn ra, sau khi lóe lên thì lướt về phía hắn. Chương 1633, linh trùng ma uy, đúng là con phệ kim trùng mà Hàn Lập phái ra đi truy tung kia, nó láng lên một cái liền chui vào cổ tay áo hàn lập không thấy bóng dáng mà lũ thần niệm phụ thân lên linh trùng trong nháy mắt cũng quay trở về trong thần thức thần sắc hàn lập có chút âm ú bất định tất cả thông tin mà lũ thần niệm kia có được đều được hàn lập thu trở về những gì lúc trước phệ kim trùng nghe được thấy được đều như chính bản thân trải qua mà quái vật kia thấy hàn lập thoải mái đỡ được một kích của mình thì không có lập tức phát động công kích mà dương đôi mắt chớp động nhìn hàn lập tựa hồ có vài phần kiên kỵ đồng ma viên kia đã mất đi khí tức chẳng lẽ đã bị ngươi chém giết sau một lúc lâu từ trong miệng nó truyền ra lời nói nga các hạ cảm ứng thật linh mẫn ta nếu lúc này ở đây thì đầu ma viên kia tự nhiên đã là không còn tồn tại trên thế gian nữa hàn lập hai mắt chợt lóe lên mà từ từ trả lời ồ nhưng thật ra là đã tiện nghi cho ngươi đầu ma viên này đặt chân dưỡng thương ở đây là do ta dụ dỗ mà đến ta muốn sau này khi tu thành thân thể chân linh thì đem nó biến thành linh đan diệu dựng đại bổ một phen ma viên này còn tưởng rằng nơi đây vốn là thiên địa sinh ra đã có ma khí tinh thuần như thế quái vật nói một câu. Vừa nghe lời này, Hàn Lập biến sắc nhưng lập tức như thường nói. Thì ra là thế. Ta tự hỏi tại sao nơi đây ma khí tinh thần như thế, ma viên kia bị thương nên rất khó tự tập được, nguyên lai là các hạ ra tay. Bất quá, ngươi rốt cuộc là tồn tại gì, tại hạ cũng có chút tò mò. Chẳng lẽ là một loại thiên địa chi linh? Cái gì mà thiên địa chi linh? Bất quá là mượn chân linh chi lực mà sinh ra một lũ hư vô thận khí mà thôi. Nguyên bản nó không có linh tính chỉ là một sần vật cái gì cũng không biết nhưng lại bị một lũ ngoại lai chi lực khống chế phụ thân nên mới trở nên xảo trá như hết hàn huynh nên cẩn thận một chút kỳ lân màu xanh bỗng nhiên mở miệng nói ngươi hiện tại là tiêm tiên tử sao hàn lập vừa nghe thấy kỳ lân phát ra thanh âm nữ tử dễ nghe thì thần sắc vừa động hỏi một câu đương nhiên là vãn bối bất quá trạng thái hiện tại của ta có chút kỳ lạ là lưỡng trùng thần niệm tạm thời hợp lại đây là kỳ lân pháp tướng nhưng lấy ý thức của ta là chính kỳ lân màu xanh thở dài một hơi thanh thật trả lời Nói như vậy, mục bích lần này đến đây kỳ thật là vì cái gọi là chân lân bản nguyên này. Việc dùng thánh giai ma hạch tu bổ ma giáp có phải là một âm mưu không? Hàn Lập nhìn chằm chằm vào kỳ lân màu xanh, thanh âm không hề có chút cảm tình hỏi. Đương nhiên không phải, tu bổ thiên ngoại ma giáp đích xác cần có thánh giai ma hạch. Về phần chân lân bản nguyên thì ta thừa nhận xác thực là có lợi dụng đạo hữu nhưng trên thực tế Hàn đạo hữu cũng không có tổn thất. Gì? Ta chỉ mượn cơ hội làm việc mà thôi, mà đầu thánh giai mà viên nếu đã bị đạo hữu chém giết thì việc nó bị trọng thương cũng là thật thanh âm tiêm tiêm trở nên điềm đạm đáng yêu nói đạo hữu nói cũng không sai ta xác thực là không có tổn thất cái gì nhưng hiện tại xem ra kế hoạch của tiên tử tựa hồ không quá thuận lợi không ít việc xảy ra ngoài ý muốn a à. hắn lập nhìn ba cái hóa thân của nam tử họ khuê và quái vật phía dưới rồi trên mặt hiện lên một tia kỳ quái ta xác thực không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy nhưng chỉ cần trừ bỏ huyện linh phía dưới là lấy được chân lân bản nguyên vật này là một phần bản nguyên chi lực do chân linh kỳ lân lưu lại lúc sinh ra mọi sinh linh có được nó đều có khả năng thoát thai hoàn cốt đạt được chỗ tốt bất khả tư nghị việc khác không nói nhưng nếu hàn huynh có được một tia trong đó mà nói thì việc tiến lên hợp thể kỳ tuyệt đối không thành vấn đề nữ tử này cũng quyết đoán dị thường trực tiếp đem chân tướng sự việc công bố ra đối với nàng mà nói nếu đã không độc chiếm được vậy ấy hơn nữa trong đám người thì mình là người yếu nhất nên tốt nhất là mượn sức của hàn lập ứng phó người khác ngươi nói vậy là có ý tứ gì muốn mang chân lân bản nguyên chia cho người này ư nếu thế ngươi đem phần của ngươi mà phân một nửa của ta sẽ không phân cho bất luận kẻ nào ngân giao do nam tử họ khuya biến thành lành lạnh nói hoàn toàn không có vấn đề gì hàn huynh ta cùng ngươi lại làm một cuộc giao dịch khác ngươi giúp ta đánh chết huyện linh kia ta sẽ đem chân lân bản nguyên phân cho ngươi một phần đạo hữu không biết rõ chân lân chi niệm chỉ cần có một phần cũng đủ rồi dùng nhiều quá mà nói cũng vô ích hơn nữa muốn luyện hóa được bản nguyên chi lực này còn cần một loại phương pháp đặc thù đến lúc đó tiểu muội cũng sẽ bẩm báo chi tiết thanh âm của tiêm tiêm từ trong hư ảnh kỳ lân uyển truyền truyền ra hàn lập ngay xong hai mắt nhíu lại có thể làm cho hắn tiến dài lên hợp thể kỳ chuyện này quả nhiên là vô cùng hấp dẫn bất quá chính là chuyện chân lân bản nguyên hắn lần đầu tiên nghe nói đến nên nói việc này tự nhiên là có chút bán tín bán nghi bất quá không chờ hắn lập quyết định quái vật phía dưới tại đột nhiên phát ra từng đợt cười khó nghe dị thường chia chắc chân lân bản nguyên các ngươi thực sự nghĩ là còn có cơ hội này sao, tính toán thời gian cũng tới lúc rồi. Hai người các ngươi không cảm thấy thân thể có cái gì không thích hợp hay sao, vừa nghe lời này, nam tử họ khuê cùng tiêm tiêm đồng thời cả kinh, tự nhiên theo bản năng cấp bách dùng thần niệm đảo qua, muốn xem xét hết thảy tình huống trong cơ thể, kết quả cơ hồ đồng thời. Hai cái hóa thân của nam tử họ khuê hết chảm một tiếng rồi trong da thịt có vô số tế ti màu xám bắn ra, một chút đã đem hai cái hóa thanh này xé rách thành vô số mảnh hai luồng dị vật màu đen thật lớn nhất thời hiện ra ở trên không trung nhưng lại phân hồn của hai cái hóa thân này cũng bị ô ti xuyên thủng mà qua không kịp đào tẩu mảy may tiếp theo trong hắc quang chớp động hai luồng phân hồn đã bị hấp thu hết mà ngân giao do bản thể nam tử họ khuy biến thành tuy không bị nổ tan xác mà chết nhưng trên lân phiến cũng hiện lên một cây hắc nhi nó sau khi gầm nhẹ một tiếng thì liền cứng ngắc từ trên không trung rơi thẳng xuống rồi nã thật mạnh xuống mặt đất về phần hư ảnh kỳ lân màu xanh đồng dạng cũng bị vô số hắc ti xuyên thủng hình thể bị thu nhỏ lại hơn một trượng cuối cùng lóe lên thì hiện ra nguyên hình thành tiêm tiêm chỉ là giờ phút này bên ngoài thân nàng hoàn toàn bị một đoàn thanh quang trói mắt bao lấy vô số ô ti có rưỡi rằng có không ngừng tinh tộc nữ tử này tuy không bị rớt thẳng xuống dưới nhưng thân thể mềm mại run rẩy không ngừng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thống khổ và không thể nhúc nhích được hắn lập thấy cảnh này thì ngần ra không có khả năng ngươi động tay chân vào trong cơ thể chúng ta lúc nào tiêm tiêm cố nén dị biến trong cơ thể kinh sợ quát hỏi khi nào ư Tự nhiên là khi các ngươi chui vào trong cơ thể bản tôn, các ngươi có biết ta đã tiêu diệt những kẻ trước kia tới đây lấy chân lân bản nguyên như thế nào không? Chỉ cần tiến vào trong cơ thể bản tôn thì ta muốn hạ linh trùng vào cơ thể các ngươi còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Các ngươi cho dù không chết thì hiện tại cũng không chạy đi đâu được, hiện giờ chỉ cần ta giải quyết xong tên vây rối mải ý muốn ra là coi như công đức viên mãn. Vừa nói xong, quái vật gầm lên, bên ngoài thân đột nhiên có tiếng sấm nổ lớn một đạo hắc sắc hồ quang hóa thành vô số đạo hắc kiếm hùng hổ nhắm về phía hàn lập chém đến tuy nhiên chưa kịp tiếp cận chỗ hàn lập thì hàng trăm cây hắc kiếm nọ đột nhiên tản đi tiếp theo như máy xay gió tự động xoay tròn đồng thời từng đạo hắc hồ quang từ phía trên phun ra sau đó lại chi nhau gầm rú trong chớp mắt một cái hắc sắc cự võng cực lớn hiện lên quanh thân hàn lập từ bốn phương tám hướng đem hàn lập phây kín kiếm trận khoe mắt hàn lập nhíu lại rồi tự nói một tiếng lộ ra biểu tình quái dị tiếp theo trong miệng quái vật truyền ra thanh âm trúng ngữ Nhất thời có tiếng sấm nổ lớn, hắc sắc hồ quang chật hiện rồi điện võng cùng mấy trăm cây hắc sắc lôi kiếm được thúc dục mà bắt đầu hướng vào trung tâm trận rã chém. Ơi, Hàn Lập trên mặt dị sắc chật lóe qua, một tay hướng một bên hư không đánh ra một chảo. Cự kiếm màu xanh nguyên bản đang ở một chỗ khác ngáng lên một cái, nhất thời biến mất không thấy đâu. Sau đó, không gian trước người Hàn Lập dao động ngáng lên một cái, cự kiếm màu xanh bỗng nhiên hiện ra, một tay Hàn Lập hướng về phía cự kiếm nhẹ nhàng điểm ra cử kiếm nhất hời thanh minh một tiếng như rồng ngâm sau đó hóa thành 72 khẩu phi kiếm quang màu xanh vây quanh Hàn Lập mà bay. Mũ, Hàn Lập trong lòng thúc dục pháp quyết, chúng phi kiếm run lên rồi bỗng nhiên một hóa thành hai, hai hóa bốn. Trong phút chốc mấy trăm đạo kiếm quang hiện lên, thanh quang đại phóng mà hóa thành một đóa cự liên màu xanh đem Hàn Lập bao vào trong. Tánh hoa xanh quay tròn chuyển động, nhất thời lớp lớp kiếm quang màu xanh giống như mưa to kích bắn ra. Một trận thanh âm trầm đục truyền đến, Hắc sắc điện võng bị thanh quang điên cuồng chém tới thì giống như gỗ mục vỡ tan ra nhưng trên mặt hắn còn chưa kịp tươi cười thì khó, tiếng sấm vang lên. Hắc sắc hồ quang vỡ vụn lại như thông linh tụ lại, ngay trong hắc quang ngưng tụ thành hắc sắc đại võng độc nhất vô nhị, vẫn dường như không có việc gì nhắm Hàn Lập bay đến, sắc mặt Hàn Lập đại biến, cùng lúc đó, quái vật đột nhiên nhai răng cười, thân hình khổng lồ vặn vẹo biến hình, ở trong hắc quang đại phóng mà sinh ra bốn cái chân to to. Thân hình cũng trở nên mập mạp cao lớn trường tráng khác thường đó là hóa thân của một con mặc kỳ lân toàn thân quang mang minh mông kỳ lân này cao chừng mấy trăm trượng từ xa nhìn lại giống như một ngọn núi lớn tựa hồ so với hình thái lúc trước còn muốn lớn hơn vài phần khuôn mặt quái dị của nó nằm trên trán con mặc kỳ lân này lúc này đang vặn vẹo trong đáng chú ý dị thường làm cho nó lộ ra vài phần khí tức yêu dị sau khi biến hóa xong mặc kỳ lân liền nhất một chi trước nhắm hàn lập đạp ra một cái nhất thời trên không trung phía trên hàn lập hơn 10 trượng không gian dao động kịch liệt hắc quang chật lóe lên rồi một cái cự tốc huyền như cột trống trời hiện lên mặc dù chưa thật sự hạ xuống mà một cỗ vô hình cự lực đã ép xuống thân ở trong kiếm quang màu xanh hàn lập chỉ cảm thấy bốn phía căng thẳng giống như có một đạo cương cháo thật lớn đè lên trên người đem hắn trói buộc tại chỗ bộ dáng như khoanh tay chịu chết lúc này cái chân lớn mới rơi xuống đồng thời hắc sắc cự võng cũng đã chớp động tới phụ cận hồ quang phát ra thanh âm thử lạp giống như gần tới trong vang tấc trong lúc nguy cấp nhưng trên mặt hàn lập không có vẻ gì kinh hoàng mà hít sâu một hơi trên người kim quang đại phóng kim sắc lân phiến quỷ dị hiện lên trên da thịt một đôi cánh tay màu vàng rực rỡ đồng thời tả hữu hiện ra oanh một trận lổ liên miên trầm đục truyền ra trói buộc bốn phía bị hàn lập dùng đại cự lực mạnh sinh đánh vỡ chương 1634, nghìn hóa bách thiền tiếp theo bàn tay hàn lập trong nháy mắt trở nên tối đen như mực hướng hư không đánh ra một chảo một bàn tay to cỡ một trượng lập tức hiện ra năm ngón tay co duỗi rồi liền mang theo phiến phiến quang hà màu xám hướng về phía hắc sắc cự túc trên không trung tuy rằng hai bên hình thể cực kỳ chênh lệch như sau một tiếng va chạm đất dung núi truyền thì bàn tay to du rẩy mà nâng cự túc lên chỗ hai bên tiếp xúc hắc quang và bụi hà đan vào nhau chớp động thanh âm bạo liệt liên tiếp phát ra đồng thời một cỗ khí lãng quỷ dị vây quanh hai người mà bay múa giống như một cái phong long phóng lên cao cùng lúc đó cự liên màu xanh quanh hàn lập xoay tròn cùng tiếng sét đánh vô số kim hồ hiện lên theo đó thanh liên trong nháy mắt đã hình thành một đóa kim sắc lô liên cánh hoa sen màu vàng chật lóe lên tầng tầng lớp lớp đan vào nhau Kim quang lắp lóe liên hồi rồi liền tản ra bốn phía, khi ra tới vùng phụ cận thì va chạm với hắc sắc hồ quang. Thanh vâm va chạm như tiếng sấm đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt hai loại hồ quang va chạm, tình trạng giống như hai kẻ sinh tử đại địch vật mặt. Vô số điện quang lôi hỏa hai màu vàng đen chớp động hiện lên rồi lại từng đoạn bạo liệt nổ tung. Mọi công kích của quái vật đều bị Hàn Lập ngăn lại khiến nó không khỏi ngẩn ra nhưng lại lập tức hừ lạnh một tiếng. Trong mắt Hàn Quang chợt lóe rồi lại há to mồm. Nhất thời phụ cận có tiếng rít nổi lên từng trận hắc phong cuồn cuộn thổi đến rồi một cái đại động tối đen trong phút chốc hiện ra trước người mặc kỳ lân bên trong ẩn hiện có hắc quang xoay quanh giống như phải nuốt hết cả thế gian vào trong đó cẩn thận đây là đại thôn diệt thuật Tiên tiêm ti không thể nhúc nhích nhưng vừa thấy hành động này của mặc kỳ lân thì nhất thời quá sợ hãi mà cuống quýt nhắc nhở vừa rồi nàng hóa thân thành kỳ lân màu xanh ti cũng thi triển một loại thần thông đồng dạng như uy thế không thể so sánh với mặc kỳ lân này căn bản là cách biệt một trời một vực hắn lập thấy vậy thì cũng âm thầm kinh hãi lại vừa nghe tinh tộc nữ tử nói như vậy thì hướng lên không trung điểm ra một cái cửa thủ phía trên nhất thời không lưỡng lự đảo một cái một cái hắc sắc tiểu sơn cao mấy tức từ trong lòng bàn tay hiện lên rồi bị nén ra nó láng lên một cái rồi cuồng trướng không thôi chỉ cần thời gian mấy cái hô hấp thì liền biến thành cao hơn ngàn trượng to không kém gì mà kỳ lân đối diện sau đó bay lên không lấy thế thái sơn áp đỉnh mà đè xuống cả bầu trời tối sầm lại tất cả đều bị hắc sắc cự phong này bao phủ dựa vào uy năng này đem hắc động và cả mặc kỳ lân phía dưới đẩy xuống như một màn kế tiếp xuất hiện làm cho hàn lập đại biến bên trong đại động đột nhiên có tảng lớn hắc sắc quang hà phun ra kích lên trên nguyên tử thần sơn rồi hóa thành mấy cái hắc sắc phủ văn lớn đám phù văn này chật lóe lên rồi chui vào bên trong nguyên tử thần sơn nguyên tử thần sơn chấn động quay tròn chuyển động quang hà chấp động rồi lại khôi phục lại hình dáng ban đầu sau đó bị hắc quang cuốn một cái mà biến mất không thấy ngay sau đó quả núi này bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cự động sau khi chật lóe lên thì nó đã bị thu vào trong đó. Hàn lập chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. nguyên tử thần sơn cùng chính hắn vốn có mối cảm ứng chặt chẽ nhưng lúc này lại trở nên như có như không, giống như sắp tan vỡ thì trong lòng không khỏi hoảng hốt. phải biết rằng ngọn núi này sớm đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, dưới tình huống như vậy mà còn có thể bị kẻ khác mạnh mẽ thu lấy, thật sự là chuyện bất khả tư nghị. Hàn lập thần sắc ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm, trong lòng bàn tay ngân quang chật lóe lên rồi cái hư ảnh tiểu sơn hiện lên, khôi quang lóe lên rồi hư ảnh hóa thành tồn tại chân thật hắc sắc tiểu sơn cứ như thế mà quay lại trong tay hắn giống như chưa từng bị tế ra quái vật khẽ di một tiếng nó cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn nó tự nhiên không biết nguyên từ thần sơn sớm đã được hàn lập dùng bách mạch luyện bảo quyết tế luyện một phen trừ phi hàn lập chết đi không thì chỉ cần không phải sang ngoài vạ giọng tự nhiên chỉ cần thần niệm vừa động thì lập tức được triệu hồi bất quá ngay lúc hắn đang muốn đổi một loại thần thông khác để khắc địch thì uy năng đại thôn dịch thuật mới thực sự được thể hiện sau một trận cười cặc cả, cả, quái dị thì ánh sáng bốn phía như bị hút đi một cách quy dị hàn lập chỉ cảm thấy một cỗ tinh phong thổi đến sau đó liền cảm thấy thân mình như đang ở trong một khoảng hư không tối đen hắc sắc cự túc cùng hắc sắc hồ quang bốn phía quỷ dị chút tán loạn tiêu thất hàn lập trong lòng dùng mình phát hiện thần niệm lúc này không thể ly thể thì vội thi triển linh mục thần thông hướng mọi nơi đảo qua mượn linh mục thần thông hắn mới miễn cưỡng nhìn thấy trong phạm vi trăm trượng nhưng cảnh vật cũng chỉ mơ mơ hồ hồ vô luận là trên trời hay dưới đất tất cả đều là một mảnh tối đen như mực hắn giống như là đã bị nhấp tới một không gian khác nhưng hàn lập lại rất rõ ràng bản thân hắn vừa rồi ở tại chỗ căn bản chưa kịp cử động gì thì đã bị quái vật kia nuốt vào trong bụng bất quá đại thôn diệt thuật này quả thật là cực kỳ quỷ dị một khi thi triển ra thì ngay cả hắn cũng không thể tránh né mảy may trong lòng thầm nghĩ dưới chân hàn lập thanh liên kim hồ lóe lên rồi lại nở rộ ra mà hóa thành một tầng phòng hộ hai màu vàng xanh mà ở tận cùng bên trong còn có một tầng thủy tinh tiểu thuẫn đem cơ thể bảo hộ nghiêm mật hắn lúc trước đã chính mắt nhìn thấy kết cục của tinh tộc nữ tử cùng nam tử họ khuê nên hết sức cẩn thận cho dù như vậy hàn lập cũng chỉ hoàn toàn phòng ngự Hán rỗi 10 ngón tay nhắm vào hư không nhẹ nhàng bắn ra nhất thời tiếng xé gió vang lên vô số đạo kiếm khí sắc bén giống như mưa rào bắn ra sau một loạt trận âm thanh phốc phốc trầm đục thì kiếm quang màu xanh một bắn ra ngoài hơn trăm triệu liền giống như mưa xa vào vũng bùn chìm nhìm không thấy bóng dáng sắc mặt hàn lập trầm xuống một tay bấm quyết kim sắc hồ quang bốn phía liền tụ lại sau một tiếng rét đánh thì ngưng tụ thành một con kim sắc điện dao dài hơn 10 trượng nó lúc lắc đầu vẫn đuôi rồi vọt ra ầm một tiếng kim dao bay ra ngoài hơn trăm trượng thì giống như đụng vào một cái cấm chế gì đó ở phía trên nhất thời một phòng ánh sáng giống như mặt trời bùng nổ ra đi cho đó là lớp nốc khí lãng bắn ra cả hư không phảng phất như run rẩy giống như lập tức bị bắn văng tung té đi thì đột nhiên có một tiếng tê minh truyền ra đột nhiên phía trước vầng sáng màu vàng hiện ra một cái hắc động rộng hơn 10 trượng bên trong hắc sắc quang hà quay tròn uy thế kinh người phát ra từ vụ nổ của kim sắc điện giao liền bị hấp thu mà hóa thành vô hình cho sau hắc động vặn vẹo một trận biến hình thành một gã nam tử mặc trường bào màu đen mặt mang mặt nạ màu trắng hàn lập thấy vậy thì khóe mắt co lại hai mắt híp lại đừng có vọng tưởng thoát khỏi chỗ này hai thẻ kia có thể chạy ra được đến nơi đây là do ta cố ý bố trí hiện tại có ta tự mình kiềm chế ngươi thì ngươi có chạy đằng trời hắc bào nam tử mở miệng lời nói mơ hồ không rõ ràng nhưng đúng là thanh âm của tên quái vật kia phải không đó nhưng mà ta không tin trên mặt hàn lập vẻ quái dị chợt lóe lên sau đó trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ tiếng hừ nhìn như bình thường đó nhưng ở ngoài hơn trăm trượng thân hình hắc bảo nhân bỗng nhiên chấn động sau đó giống như đầu gỗ từ trên không rơi xuống đúng là trong tiếng hừ hàn lập đã lặng lẽ vận dụng kinh thần thứ thần thông ngay cả hắc bảo nhân với một thân thần thông quỷ dị cũng không kịp đề phòng mà chúng chiêu này theo sao sau lưng hàn lập bỗng nhiên có một tiếng sét đánh vang lên rồi hiện ra một đôi cánh trong suốt hắn nhẹ nhàng vẫy một cái thân hình bỗng nhiên biến mất bên cạnh hắc bảo nhân đang rơi xuống dưới chợt hiện ra một đạo thanh bạch hồ quang sau đó thân ảnh hàn lập liền quỳ dị hiện lên một tay ngáng lên một cái một thanh trường kiếm màu xanh vô thanh vô tức hiện lên hàn quang chợt lóe cái đầu mang mặt nạ của hắc bảo nhân trong nháy mắt bị chém ra thành hai nửa tiếp theo hàn lập không chút do so dự dương tay lên đứt thời một tia kim hồ bắn ra thân hình hắc bảo nhân chia làm hai nửa trong tiếng sấm nổ biến thành hắc khí bộ dáng như đã hoàn toàn phi hôi yên diệt hàn lập thấy vậy trong lòng buông lòng khóe miệng rốt cục lộ ra tia cười nhưng nụ cười này vừa hiện ra đã lập tức động lại vì hắc khí nguyên bản biến mất trong kim quang, lại đột nhiên hóa thành một con hắc mãng rồi giống như mũi tên bắn đi. Tích Tà thần lôi ti lực không nhỏ nhưng vẫn để cho một bộ phận nhỏ hắc mãng độ ra ngoài, sau đó hắc quang chợt lóe mà biến thành từng đạo nhân ảnh. Những đạo nhân ảnh này so với hắc bào nhân lúc trước thì không khác gì nhau nhưng chỉ cao một thước, số lượng có hơn trăm mà thân hình đám hắc bào nhân này trở nên mơ hồ rồi lên giống như ảo ảnh mà lập lòe không thôi. Ngay sau đó, Hàn lập liền bị đám hắc bào nhân này vây quanh bên trong. Đám hắc bào nhân này hai mắt hàn quang lóng lánh đồng thời hai tay phun ra từng đạo cột sáng màu đen nhắm thẳng đến Hàn lập bắn đến. Tuy nhiên những cột sáng màu đen này kích đến thì lại quỷ dị lóe lên rồi biến mất vô tung vô ảnh, giống như châu đất xuống biển. Hắc bào nhân bốn phía thấy vậy thì không khỏi ngừng lại. Hàn lập vào lúc này lại khẽ nở nụ cười. Nguyên tử thần quang chuyên khắc chế ngũ hành chi lực. Vừa rồi hắc sắc quang trụ đó âm hàn dị thường, đúng là linh lực thủy thuộc tính cực kỳ tinh thần nên tự nhiên là bị nguyên tử thần quang dễ dàng khắc chế mà hàn lập lúc này đột nhiên giơ chân rậm lên thanh liên phía dưới chân nhất thời vô số thanh mang như ngơ rào bắn ra sau khi chợt lóe lên thì đã đem hắc bào nhân bốn phía xuyên thủng mà đánh cho vỡ nát hóa thành hắc khí cả cả tiểu tử khoanh tay chịu chết đi ở trong thân thể ta thì nguyên thần của ta chính là bất tử chi thân càng giết thì lại càng sinh ra càng nhiều vô cùng vô tận một trận cười khó nghe từ hư không bốn phía đắc ý truyền ra quả nhiên hắc khí phủ cận chật lóe lên rồi quả thực hóa thành hơn 100 hắc bào nhân nhưng mẫu gã chỉ cao hơn một tấc. Hắn lập thấy vậy thì khóe mắt giật giật mà trên mặt sắc khí chật lóe lên, một tay vừa lật rồi đột nhiên hiện ra một thanh hắc sắc tàn nhận, đúng là kiện huyền thiên tàn nhận mà hắn vừa mới thu được. Tuy không biết mục đích của đối phương khi đem mình vây ở chỗ này nhưng hắn quyết không để bị nắm mũi dắt đi, cùng lắm là tiêu hao thêm một bộ phận pháp lực cùng pháp tướng chi lực. Vận dụng thanh tàn nhận lần nữa, ngay cả khi đối phương có đại thôn diệt thuật thần rượu dị thường nhưng tuyệt đối vô pháp đối kháng với pháp tác chi lực, hắn phải một kích chém giết đầu yêu quái này, hoàn toàn chấm dứt chàng tranh đấu này. Chương 1635, hình thú. Bất quá kim quang bên ngoài thân hắn mới chấp động thì đột nhiên có tiếng đề minh từ trong tay áo truyền ra, trong thanh âm tràn ngập sự hưng phấn cùng ý nôn nóng. Hắn lập ngần ra, thân xác trở nên cực kỳ quái dị nhưng ánh mắt sau khi chấp động vài cái thì lập tức quả quyết mà vứt tay áo bảo. Có tiếng rít ô ô phát ra rồi một con khỉ đen thuy từ trong tay áo bay ra. Sau khi xoay quanh một cái thì lập tức có một đạo ô quang từ trong tay áo bắn ra, sau khi quang mang vụt tắt thì một con tiểu hầu xuất hiện ở trước người hàn lập chính là đề hồn thú bất quá đề hồn lúc này rõ ràng là to lớn khác thường nó không đợi hàn lập dùng thần niệm thôi động mà bỗng nhiên bạo giống một tiếng bên ngoài thân hắc mang lưu chuyển rồi thân hình cuồng tráng mà biến thành một con cự viên cao hơn 30 mươi triệu hai mắt đề hồn màu huyết hồng hai cái nắm tay cực lớn như hai cái chùi tự niệm vào mực phía dưới bộ lông đen nhất thời lộ ra hai hàm răng nanh trên đầu mọc sừng bộ dáng biến thành một con cự quỷ ba mắt khí tức âm trầm bức người đang sợ dị thường hình thú trong không trung đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai sợ hãi của quái vật mà đám hắc bảo nhân trong nháy mắt đều hóa thành hắc khí tiêu cất vô ảnh vô tung hàn lập trường mắt nhìn tình hình ngoài dự liệu mà không hiểu sao lúc này đều hôn thú biến thành cử quỷ lại tựa hồ mất đi thần trí trong miệng sau khi phát ra một tiếng gầm trầm thấp thì trong ba cái yêu mục bột nhiên linh quang lóe lên một đạo huyết hồng quang trụ phun ra lướt lên giữa không trung rồi biến mất tăng một tiếng rồi một màn làm hàn lập hoảng sợ xuất hiện huyết sắc quang trụ bắn ra ngoài hơn 10 trượng thì lại hiện thân ra sau khi kêu nhẹ một tiếng thì hóa thành một cái xiềng xích màu huyết hồng cái xiềng này từ trong hư không quỷ dị hiện lên rồi như đem một vật gì đó vô hình khóa lại sau đó bên trong xiềng xích có tiếng sấm đổi lên đồng thời mặt ngoài hiện ra từng đạo huyết hồng hồ quang nhất thời có tiếng kêu thảm thiết từ trong xiềng xích truyền ra bị huyết hồng hồ quang đánh trúng một đoàn hắc khí đường kính mấy trượng hiện lên huyết sắc xiềng xích phảng phất như gặp được món cao lương mỹ vị trong nháy mắt bảy tám cái mắt xích quấn xong lên đem đám hắc khí này bao vây lấy trong tiếng sấm nổ lớn huyết hồ quang thanh thế càng thêm kinh người mà hắc khí này tựa hồ anh e ngại hồ quang dị thường không ngừng kêu la thảm thiết mà trong thời gian mấy cái hô hấp biến hóa ra hơn 10 loại hình thái bất đồng nhằm liều mạng bỏ trốn trong đó có mấy bộ dáng của hắc bào nhân cùng mặc kỳ lân nhưng mà mọi nỗ lực đều thất bại vô luân là loại hình thái nào chỉ cần vừa lóe lên thì đều bị huyết sắc hồ quang đánh nát lại lần nữa hóa thành hắc khí huyết liên dĩ nhiên như một loại giòi phụ cốt gắt gao bám lấy thân thể vô hình của hắc khí làm cho nó vô pháp bỏ chạy điều này làm cho hắc khí bên trong ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết ra thì thỉnh thoảng còn hiện ra khuôn mặt quái vật cực kỳ nổi giận đúng lúc này cự quỷ do đề hồn biến thành lại có hành động cái bàn tay to đầy lông xù bỗng nhiên hướng ra phía sau hư không đánh ra một chảo một trong bài cái dai xương màu đen bỗng nhiên tiêu thất không thấy nhưng sau một khắc trong tay đề hồn hắc quang chợt lóe lên rồi cái dai xương kia quỷ dị hiện lên một trận chú ngữ hàn lập chưa bao giờ nghe thấy từ trong miệng đề hồn trầm thấp truyền ra mặt ngoài cốt mâu do gai xương biến thành nguyên bản màu đen mờ bỗng nhiên phát sáng lên bởi một loại hoàng kim sắc văn tự Kim quang rực rỡ, thần bí dị thường. Sau đó cốt mâu tự hành rung động mà phát ra thanh âm ông minh đồng thời kích thước càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, một tầng khí lã màu vàng từ mâu tiêm lan ra về phía sau đồng thời bộc phát ra kim mang chói mắt. Không chỉ thế, trung quanh cốt mâu xuất hiện thêm một số kim sắc ký hiệu tương tự phiêu phù không động đậy mà trong nháy mắt những ký hiệu này hiện lên. Một cỗ giác khí kim người từ trên cốt mâu phóng lên cao. Kim truyện văn, thiên phạt thần mâu, hai loại âm thanh hoàn toàn bất đồng từ trong hắc khí đồng thời truyền ra bất quá trên mặt hàn lập tràn đầy vẻ kinh ngạc mà trong hắc khí lúc này lại truyền đến âm thanh cực kỳ kinh sợ hàn lập tâm niệm quay nhanh nhưng chưa kịp có chuyện gì xảy ra thì đám hắc khí bị thần bí huyết liên vây khốn phía xa lại kêu lên một tiếng sau đó dị biến phát sinh chỉ thấy trong hắc khí bỗng nhiên có hắc quang lưu chuyển bất định thể tích bỗng nhiên co rụt lại rồi lại cấp tốc bành trướng lên phanh một âm thanh muộn hưởng vang lên hắc khí dĩ nhiên tự hành bạo liệt quầng sáng tối đen như mực trong huyết liên hiện lên đem huyết liên cứng rắn chống đỡ thừa cơ hội này có tiếng phốc phốc nổi lên vô số hắc mang từ trong huyết liên bắn ra nguyên lai quái vật này thấy tình hình không ổn mà không tiếc tự bạo hơn nửa thân thể hóa thành hắc khí mà bỏ chạy bất quá một màn khó tiên lập tức xuất hiện chỉ thấy huyết liên kia kêu lên một tiếng trầm muộn sau đó mơ hồ đi mà hóa thành 10 đạo huyết ti kích bắn ra chỉ là ngáng lên một cái rồi mỗi huyết ti như là thuấn di đã xuyên thủng qua một đạo hắc mang sau một tiếng vào thét thì những hắc mang này run lên và hiện nguyên hình thành hắc khí đồng thời bị vây ở giữa không trung vô pháp nhúc nhích mảy may trên tơ máu linh quang chật lóe rồi cuốn về đồng thời cứng rắn đem tất cả hắc khí vong lại cùng nhau sau đó hơn người huyết ti tụ lại một lần nữa biến ảo thành huyết liên thô to đem hắc khí đã thu nhỏ lại vần một nửa trói lại ngủ một tiếng cốc mâu trong tay đề hồn lúc này hóa thành một đạo kim sắc tinh mang bắn ra tốc độ cũng không tính là quá nhanh nhưng mà hắc khí bị vây khốn căn bản là vô pháp né tránh mảy may sau một trận quay cuồng thì từ trong đó hiện ra một khuôn mặt xa lạ khuôn mặt này dĩ nhiên đầu sinh hai sừng mặc phân ngũ sắc toàn thân được một đoàn hỏa diễm rừng rực thiêu đốt trong đó chỗ viền mắt gãi có hai lùng ngân quang xoay tròn rất nhanh khiến cho hắn cảm thấy đầu óc choáng váng khuôn mặt lúc trước còn vài phần như nhân tộc còn khuôn mặt này thì hàn lập hoàn toàn chưa thấy bao giờ thượng tiên tha mạng mau gọi hình thú lại bản thể của ta là vân hồn của thiên ngoại ma quân ta nguyện ý làm man nô quy thuận các hạng quái vật thân tinh hồn hình thở gấp phảng phất như nắm được cọng dương cứu mạng hồ lớn mấy chữ thiên ngoại ma quân làm cho hàn lập hoảng sợ đồng thời trong lòng như nổ lớn một trận nhưng ánh mắt sau khi đảo qua cự quỷ là hoa thân của đề hồn thì có chút bất đắc dĩ lúc này để hồn đã hoàn toàn đoạn tuyệt mối liên hệ cùng hắn tờ hồ mọi cử động hiện nay đều là trong tình trạng vô thức mà tiến hành khiến cho hắn không thể nào khống chế được hành động của nó kết quả kim sắc tinh mang cứ thế mà xuyên thủng mặt nó trên chắn ma diện nhất thời có thêm một cái lỗ thủng to cỡ ngón tay cái kim mang chói mắt tuôn ra trong sát na biểu tình của nó như động lại phảng phất như là đã hóa đá một tiếng vỡ giòn vang lên ma diện lấy lỗ thủng màu vàng làm trung tâm mà tức tức vỡ vụn ra rồi biến thành vô số ngũ sắc tàn phiến phiêu phù trong không trung bất động trong hai mắt để hồn quang mang kỳ lạ chật lóe lên rồi hừ lớn một tiếng một mảnh hoàng huỳnh quang mang từ trong mũi phun ra hắc khí cùng mảnh vụn của ma diện dễ dàng bị cuốn về sau đó bị đề hồn thú một ngụm nuốt toàn bộ vào trong bụng đồng thời huyết liên khẽ kêu lên một tiếng trầm thấp thì cũng biến mất mà cái cốt mâu kia cũng chật lóe lên rồi một lần nữa xuất hiện ở trên lưng đề hồn chỉ thấy có kim triện văn trên mặt ngoài đã biến mất mà hắc mang lúc này cũng ảm đạm dị thường cơ hồ mưa nhạt như không thấy phù phù một tiếng đề hồn sau khi thôn phệ ma diện thì hai mắt huyết quang cũng thu lại sau đó lộ ra vẻ mờ mịt con ngươi trận chừng rồi ngã quỵ trên mặt đất mà bất tỉnh nhân sự trên thân thể thật lớn của nó trong sát na có một tầng hắc quang lưu truyền rồi khôi phục lại như lúc ban đầu mà trở thành một con tiểu hầu màu đen hơn nữa mối liên hệ tâm thần giữa hàn lập và nó cũng khôi phục như thường hàn lập ngừng ra như lập tức dùng thần niệm hướng về tiểu hầu đào qua một vòng kết quả lại làm cho hắn cả kinh lúc này thể lực và thần niệm của đề hồn đều khô kiệt hết phảng phất như vừa cùng cường địch đại chiến ba ngày ba đêm vậy Hàn Lập sắc mặt âm trầm bất định, trong đầu phảng phất như rối loạn, vô luận là biến hóa quỷ dị của đề hồn thú hay là quái vật tự xưng là hóa thân của thiên ngoại ma quân đều lan cho hắn cảm. Thấy nghi hoặc, quái vật nọ tựa hồ nhận thức được đề hồn mà xưng hô là hình thú càng làm cho Hàn Lập như rơi vào đám sương mù dày đặc. Bất quá hắn cũng biết bây giờ cũng không phải là lúc tìm kiếm đáp án bởi vì đúng lúc này, bốn phía nổi lên một trận đất dung núi chuyển, hư không màu đen bắt đầu tức tốc vỡ vụ ra. Vô số bạch quang chợt lóe lên rồi lọt vào không gian này ánh mắt hàn lập đảo qua mọi nơi như không phát hiện ra cái gì gọi là chân lân bản nguyên ở đâu thì nhướng mày mà phất ông tay áo đen để hồn thú thu lại đồng thời thân hình ngáng lên biến mất sau một khắc không gian trên cao hơn trăm trượng xuất hiện ba động rồi hàn lập trong một đoàn thanh quang thoáng hiện ra tại nơi này cũng có một cái quái điện bằng đá trắng sức mày không đầy đủ cũng đang sập xuống rất nhanh hàn lập đảo mắt nhìn qua mọi nơi rất nhanh đồng thời hai mắt khẽ nhíu lại chỉ thấy phía dưới tiêm tiêm nguyên bản vô pháp nhúc nhích thì lúc này lại vô sự trước người có vài khẩu phi đao màu trắng huyền phù và đang giật mình nhìn về phía hắn kết đó không xa nam tử họ khuyên nguyên bản rơi trên mặt đất đồng dạng hai tay chắp sau lưng đứng thẳng trên đầu có một cái hư ảnh ngân sắc giao long như ẩn như hiện hai người hình như đang giằng co nhau hàn huynh lẽ nào ngươi đã đánh chết huyệt linh kia tinh tộc nữ tử hít sông một hơi chậm rãi hỏi mà nam tử họ Khuy kia cũng dùng ánh mắt âm trầm nhìn về phía hàn lập bộ dáng có chút kinh nghi bất định "Kẻ nào tại hạ đánh chết thứ này cũng làm cho nhị vị đạo hữu cảm thấy khó tin như vậy sao hà lập bất động thanh sắc nhàn nhạt, nhạt, trả lời đương nhiên không phải vậy chỉ là hàn huynh thần thông cũng không khỏi quá lớn đi nhanh như vậy mà đã đánh chết vật ấy thực sự là ngoài ý liệu của tiểu muội tiêm tiêm nét mặt kinh ngạc cười nói hà lập mỉm cười đối với câu hỏi này không có lời giải thích cái gì nhưng nam tử họ khuê lạnh lạnh lùng mở miệng nói nếu đạo hữu đã đánh chết huyện linh thì cái chân lân bản nguyên ở đâu có phải đã rơi vào tay của các hạ hay không Chương 1636, đồ lao vô công. Chân Lân bản nguyên là do ta phá hủy, nhưng lai lịch của phụ thân nọ thì hình như các ngươi cũng biết chút a." À. Hàn Lập thần sắc thản nhiên, không có trực tiếp trả lời yêu cầu của nam tử họ Khuê mà hỏi lại một câu. Nghe Hàn Lập nói như thế thì nam tử họ Khuê và Tiêm Tiêm sắc mặt đều hơi biến đổi, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. "Hàn huynh có gì nghi hoặc sao, không ngại thì nói ra một chút." Tiêm Tiêm trầm mặc một chút rồi mới chậm rãi nói, "Không có gì." chính là thứ này lúc sắp chết thì tự xưng là hóa thân của thiên ngoại ma quân đối với việc này không biết nhị vị thầy thế nào hàn lập ra vẻ nhẹ nhàng bâng quơ hỏi thiên ngoại ma quân không có khả năng lúc này đây tiêm tiêm cùng năm từ họ khuê há miệng kinh hồ đồng thời còn lộ ra vẻ kinh sợ nga thiên ngoại ma quân hôm nay ta lần đầu tiên nghe nói đến nhưng xem ra nhị vị đạo hữu biết về nó chẳng biết có thể nói cho hàn mỗ biết một phần hay không hàn lập nhíu mày ánh mắt nhìn thẳng bức tới hai người nam tử họ khuê hừ lạnh một tiếng sắc mặt âm tình bất định Tự hồ không có hứng thú tiếp lời mà tinh tộc nữ tử thì do dự một chút rồi hé miệng giải thích thiên ngoại ma đầu thì chắc là hàn huynh đã biết thiên ngoại ma quân chính là đỉnh giai tồn tại trong thiên ngoại ma đầu hóa thân của chúng nó chi có ngàn vạn ngay cả tồn tại cấp độ chân linh vào lúc độ kiếm mà bị bậc ma quân này xâm nhập tâm thần nhất thời vô ý đều có thể bị ma hóa mà trở thành khôi lỗi ngay cả chân linh cũng không thể tránh được hàn lập vừa nghe được lời này thì ánh mắt trầm xuống không chỉ là chân linh mà nghe nói ngay cả chân tiên mà đụng tới thiên ngoại ma quân thì cũng có thể bị ma hóa đương nhiên việc này cũng chỉ là nghe nói đến cụ thể có thật hay không thì cũng không có ai thấy qua nhưng thật ra hàn huynh nói là chân lân bản nguyên bị thiên ngoại ma quân khống chế phụ thân có đúng không tiêm tiêm trước tiên cười khổ một tiếng lại nhịn không được hỏi lại một câu như thế nào tiêm tiên tử cho rằng tại hạ hư ngôn hàn lập sau khi nghe được lai lịch của thiên ngoại ma quân thì hoảng sợ tự nhiên tâm niệm chuyển động nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc trả lời tiểu muội đâu dám nghĩ thế. Chẳng qua việc này không phải là nhỏ nên mới không thể không hỏi. Ta lại cho rằng lời của Hàn Huynh có tới hơn phân nửa là thực, không chờ tiêm tiêm nói gì. Nam tử họ Khuê đứng một bên ánh mắt âm trầm mặt không chút biểu tình ngắt lời nói. Khuê đạo hữu nói vậy là có ý tứ gì? Không riêng Hàn Lập có chút ngoài ý muốn mà tiêm tiêm cũng mở to đôi mắt đẹp nhẹ hỏi. Hồ, không cần giải bộ hồ đồ. Ta không tin ngươi không phát hiện ra chỗ quái dị của chân lân bản nguyên này. Ngươi hẳn rất rõ ràng chân lân bản nguyên nếu là linh căn do thiên địa sinh ra thì không thể bị tồn tại bình thường phụ thân khống chế cho dù bản tôn của ta và ngươi cũng tuyệt không có khả năng này hơn nữa thứ này lúc trước có nói là đã diệt sát mấy người như bọn ta hẳn là cũng không phải nói dối nam tử họ khuê lãnh đạm trả lời cho dù như thế đi nữa thì nó làm sao biết được việc chân linh chi huyệt cùng chân lân bản nguyên tiêm tiêm lắc đầu phản bác nói điểm ấy không khó phán đoán cho lắm có thể khi hóa thân của thiên ngoại ma quân này đã xông vào thế giới này trong lúc vô ý thôn phệ một gã giống như ta và ngươi năm đó chạy thoát nên biết được việc ở nơi này cũng có thể thật sự là trùng hợp trước tiên vào nơi đây khống chế chân lân bản nguyên sau đó mới thông qua việc thôn phệ kẻ khàng mà biết chuyện của bọn ta nam tử họ khuy âm u nói như thế mà nói thì cũng có vài phần có thể bất quá liệu có phải như thế hay không thì chúng ta cha ra sẽ biết ta nhớ không lắm thì sinh nào bị hóa thân của thiên ngoại ma quân phụ thân thì cuối cùng thân thể sẽ hoàn toàn hóa thành cho bụi chân lân bản nguyên này ngay cả bà thể kỳ lạ nhưng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tiêm tiêm vừa nói vừa dương đôi mắt hướng xuống phía dưới nhỉ lại hàn lập nghe nói như thế thì cũng có chút tò mò cúi đầu nhìn xuống kết quả vừa nhìn thì không khỏi hoảng sợ lúc trước hải cốt của quái vật rõ ràng là như tảng đá dám trắng mà lúc này đã hóa thành một đống bụi đen lẳng lặng nằm ở trên mặt đất phía dưới hàn lập nhìn kỹ một lúc mới ra được vài phần bộ dáng của quái vật khoái miệng không khỏi run rẩy một chút tình hình như thế hai người kia cũng tự nhiên đều nhìn thấy tinh tộc nữ tử không nói gì chỉ khẽ thở dài một hơi mà nam tử họ khui lại khoát tay nhằm phía dưới hư không đánh ra một chảo nhất thời một đoàn bụi đen trực tiếp hóa thành một lù khói đen bị nam tử hút lên tay không sai thật sự là ma hóa chi trần nam tử họ khui ánh mắt chớp động không thôi một hồi lâu sau mới cầm đám bụi đen trong tay ném đi rồi bình tĩnh nói xen ra lời của hán huynh không giả chân lân bản nguyên đúng là đã bị hóa thân của thiên hoại ma quân khống chế không chết được khó chơi như thế lúc trước hai người ta cũng bất chi bất giác bị nó gài bẫy thiếu chút nữa là chết trong tay nó lại nói tiếp tiểu muội thật đúng là phải đa tạ đại ân của hàn huynh viện thủ tiêm tiêm khẽ cười một tiếng trong mắt mâu quang lưu truyền nhìn hàn lập cảm ơn nói không có gì ta cũng may mắn mới có thể chém giết được đầu ma vật này ma đầu này đúng là thân thông quỷ dị thật sự là khó đối phó hàn lập nhớ lại một hồi tranh đấu nhất là lúc quái vật biến thành hắc bào nhân mà bất diệt thì khóe miệng không khỏi run rẩy một chút trong lòng có vài phần kiên kỵ điều này là tự nhiên cũng may chân lân bản nguyên này không có thân thể thật sự nên không thể chân chính ma hóa đồng thời cũng chỉ phát huy được một hai thành thần thông nếu không bản lĩnh của thiên ngoại ma quân to lớn ngay cả linh giới chân tiên cũng có thể bị nó khống chế mà ma hóa nói chung là đáng sợ tới cực điểm tuyệt không phải chúng ta có thể đối phó được bắt qua hòa thân của nó bị hàn đạo hữu chém chết chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua sau này đạo hữu nếu có thể độ kiếp phi thăng thì hơn phân nửa sẽ bị nó quấy nhiễu trong mắt nam tử họ khuê hàng quang chợt lóe lên mà nói phi trăng chi kiếp hắc hắc chuyện xa xôi như thế tại hạ căn bản không nghĩ đến bây giờ hàn lập cười hắc hắc giống như không có chút lo lắng tốt lắm nếu ta cùng tiêm đạo hữu đã giải thích nhi hoặc cho các hạ thì chuyện quan hệ tới chân lân bản nguyên cũng nên nhắc tới nam tử họ khuê cười lạnh một tiếng rồi lại nhắc tới việc này mặc kệ chân lân bản nguyên có bộ dáng gì nhưng ta ở trong đó vẫn chưa nhìn thấy mảy may lúc này đây Hàn Lập lại sảng khoái dị thường trực tiếp nói như vừa nghe Hàn Lập nói như vậy thì sắc mặt nam từ họ khuê trở nên âm trầm. Tiêm tiêm cũng nhíu mày lộ ra vẻ trầm ngâm. Kỳ quái chính là hai người lại không tỏ ra vẻ kinh sợ hoặc là hoài nghi. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, trong lòng có chút kỳ quái. Khuê đạo hữu thấy thế nào? Tinh tộc nữ tử bỗng nhiên cười nhìn nam từ họ khuê hỏi một câu. Trên người Hàn đạo hữu đích xác không có khí tức của chân lân bản nguyên vật này là nhất thể cùng chúng ta nên không thể dùng bảo vật hay cấm chế che giấu được cảm ứng của chúng ta nên tự nhiên là không nói dối nhưng lúc trước khi chúng ta cùng chân lân bản nguyên tranh đấu thì đều cảm ứng được sự tồn tại của chân lân bản nguyên trên người nó nam tử họ khuê nói nói như vậy phán đoán của ta và khuê đạo hữu là giống nhau trên mặt tiêm tiêm thần sắc tái nhợt nói không sai nếu hàn đạo hữu không lấy được chân lân bản nguyên thì như vậy là khi chân lân bản nguyên đã chết căn nguyên hoặc là tự tán đi một lần nữa quay về đại địa hoặc là về tới trong chân linh chi huyệt phải tới sau khi chân lân bản nguyên sinh ra mới có thể lấy được vậy này nam tử họ khuy thần sắc ông lệ dị thường nói nếu trường hợp thứ nhất thì bọn ta tự nhiên là không có cơ hội gì còn nếu là loại thứ hai thì chẳng qua là chờ đợi thêm mấy trăm năm nữa mà thôi tinh tộc nữ tử miễn cưỡng nói một tiếng nga có chuyện như vậy sao nhi vị đạo hữu có biện pháp biết là loại tình hình nào xảy ra không hàn lập nghe xong thì trong lòng vừa động hai tay chắp sau lưng sờ sờ cầm hỏi đương nhiên là không có cách nào loại đầu tiên căn bản không thể tra ra loại thứ hai thì căn bản là không có cửa xuống đất tinh tộc nữ tử thì thào một câu hà lập nghe được lời này thì trong lòng đồng dạo thất vọng vì bản nguyên lực lượng kia có thể trợ giúp mình tiến ra lên hợp thể kỳ hiện tại như thế mà nói thì cho dù chân lân bản nguyên được sự tồn tại nhưng nếu phải đợi mấy trăm năm nữa mới có hy vọng lấy được bất quá ngay cả đôi nam nữ này có vẻ không giống như nói dối như hắn tự nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng lúc này hai mắt lam mang chật lóe đen thần niệm thả ra rồi động quang bay đi bắt đầu tra xét xung quanh kết quả hắn điều tra kỹ lưỡng trong phạm vi vài dặm nhưng không tìm được chút manh mối nào đành buồn bực bay về một lần nữa hạ xuống bên cạnh hai người thấy bộ dáng hàn lập không cam lòng tiêm tiêm và nam tử họ khuê tự nhiên là càng thêm tin tưởng lời hàn lập ba người đều có chút trầm mặc thân sắc khác nhau tự cân nhắc tâm sự của mình đối với tiêm tiêm mà nói chuyến đi này tự nhiên là hoàn toàn thất bại nên trong lòng ủy oải thế nào cũng có thể nghĩ được nam tử họ khuê coi như chấn định như ánh mắt chớp động không chừng sau khi tái cân nhắc một chút thì nói hắc hắc xem ra chuyến đi này phải về tay không rồi cũng may thân thể bổn tọa ký sinh là ngân giao chờ đợi mấy trăm năm nữa cũng không thành vấn đề nam tử họ khuê tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì bỗng nhiên cười rộ lên nói ngươi là thân thể ngân giao nên cho dù phải chờ nhiều năm như vậy thì vẫn có khả năng đánh sâu vào bình cảnh mà tiến lên thành dài còn ta nếu mất mấy trăm năm như vậy cho dù có lấy được chân lân bản nguyên thì cũng không nhất định là có đủ thời gian luyện hóa hoàn toàn tiêm tiêm biểu tình phức tạp nói Ngươi nếu đã biết việc này thì sao không buông tha đi? Hoặc là cùng ta hợp nhất làm một, trở thành nhất thể. Nam tử họ khuyên nghe được lời này thì trong mắt dị quang chật lóe lên mà nói. Cùng thần niệm của ngươi dung hợp, tự nhiên là có thể nhưng các hạ phải buông bỏ thần trí, lấy ý thức của ta làm chính thì ta lập tức đáp ứng. Tiêm tiêm nhíu mày sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hồ, oh, rượi mười không uống lại muốn uống rượi phạt. Nam tử họ khuê nghe lời ấy thì trên mặt hiện lên hung sắc, hai tay nắm chặt, trên người nhất thời một cỗ huyết tinh tán ra. Như thế nào, Khuê đạo hữu cảm thấy một mình ngươi có thể đối phó với ta và Hàn huynh liên thủ sao? Tiêm Tiên trong lòng dùng mình nhiên trên mặt lại hiên lên một tia sắc khí nói: "Hàn đạo hữu, ngươi phải nhúng tay vào việc này sao? Nếu ngươi quay đầu bỏ đi, Khuê mũ nhất định thâm tạ." Trong mắt nam tử họ Khuê Hàn Quang chớp động, sau khi đảo qua người Hàn Lập thì bỗng nhiên mở miệng nói: "Chương 1637, phát hiện thâm tạ." Hàn Lập nghe như vậy thì khẽ cười nói: "Như thế nào? Đạo hữu không tin lời Khuê mộ ư? Nếu như thế, tại hạ có thể ứng trước một ít nam tử họ khuya thần sắc mãnh liệt nói hàn huynh kệ thiên ngoại ma giáp kia chỉ có ta mới nghiên cứu và sửa được thôi chỉ cần ngài cùng ta lên thủ sau khi trở về tiểu muội chẳng những đem ma giáp này chữa trị tốt mà mấy trăm năm nữa ta sẽ đưa đạo hữu tới đây tìm kiếm chân lân bản nguyên và vân chia cho đạo hữu một phần tiêm tiêm có vẻ thập phần bình tĩnh tự hồ thập phần khẳng định hàn lập nhất định sẽ giúp nàng kết quả hoàn toàn như nàng đoán trước hàn lập sau khi hơi trầm ngâm một chút thì nam tử họ khuê lắc lắc đầu nói mặc kệ về sau này như thế nào lần này hàn mỗ không thể ngồi xem được đạo hữu thức thời thì nên đi đi thôi nghe hàn lập nói như thế nam tử họ khuê trong lòng giận dữ lẻ mặt tranh nanh trên người khí tức huyết tinh càng lúc càng động hàn lập hai mắt nhíu lại từ trên thân hình vang lên tiếng sấm rồi từng đạo kim sắc hồ quang bỗng nhiên hiện lên đồng thời pháp tướng ba đầu sáu tay cũng ẩn hiện ở sau lưng dưới chân cũng xuất hiện mấy chục thanh phi kiếm màu xanh sau khi thả ra hàn quang âm trầm thì vô số đá thanh liên từ, từ tràn ra mà hàn lập thì hai tay vẫn chắp sau lưng mặt không chút biểu tình chăm chú vào nam tử họ huy tiên tiên thấy vậy thì tự nhiên là tươi cười như hoa nhưng không phải là nàng không có hành động gì mà cũng nhanh chóng lật tay lại trong tay bỗng nhiên có thêm mấy tấm bùa màu xanh mặt ngoài có khắc một cái đồ án kỳ lân màu xanh trong tay kia thì linh quang chợt lóe rồi xuất hiện một cây hắc sắc tiểu kỳ trên bề mặt hai cái đều có phù văn rậm rạp vừa thấy là biết không phải là vật thường nàng đem hai vật này rung lên một cái lập tức một đoàn hắc phong và một cái hư ảnh thanh kỳ lân đồng thời hiện ra sau đó háng lên một cái trong nháy mắt dung hợp cùng nhau Hưa ảnh kỳ lân mượn gió mà hình thể bành trướng lên mấy lần trong miệng liên tiếp phát ra tiếng ngầm nhẹ bộ dáng như hổ dình mùi chăm chú vào đại địch trước mặt nam tử họ khuy ngay cả luôn luôn hung hãn dị thường nhưng hiện tại đối diện với thế liên thủ của hai người hàn lập thì sắc mặt cũng tâm trầm dị thường thực lực của tinh tộc nữ tử thì hắn không để trong lòng như hàn lập vừa rồi một mình giải quyết xong huyện linh thì lại khiến hắn chấn động không nhỏ hắn tự đánh giá nếu một chọn một với huyệt linh thì cơ hội thủ thắng cũng chỉ có một nửa thôi huống chi thứ này còn bị hóa thân của thiên hoại ma quân phủ thân hào tốt lắm thời gian còn dài hy vọng lần sau tái kiến nhị vị đạo hữu còn có thể bình yên như hiện giờ trong mắt hung quang liên tiếp lóe lên vài cái rồi nam tử họ khuy lạnh lùng nói tiếp theo hắn vung tay áo lên bắn ra một đoàn bụi khí sau khi xoay quanh một vòng thì nhất thời hiện ra một cái phi xa quái dị vật thể này toàn thân màu đỏ bên trong ẩn hiện có quỷ ảnh chấp động không thôi thân hình nam tử họ khuy lắng lên một cái bỗng nhiên chui vào trong xe sau đó từ trong phi xa có tiếng huyết gió nổi lên rồi hóa thành một đạo huyết hồng hướng về phía chân trời bắn đi chỉ sau mấy cái chớp động đã biến mất vô ảnh vô tung người này cũng quyết đoán dị thường vừa thấy cơ hội thủ thắng không lớn thì lập tức không chút do dự mà độ đi tinh tộc nữ tử sắc mặt buông lỏng hai tay bấm quyết hư ảnh kỳ lân tán đi rồi hóa thành một tấm phù lê cùng một cây tiểu kỳ rơi xuống sau đó bị nàng thu lại tiếp theo nàng mới cười dài quay người lại đối mặt với hàn lập nhẹ nhàng chỉnh đốn trang phục chi lễ nói lần này đã làm phiền hàn huynh khiến hắn kinh sợ mà lui nếu không hôm nay ta muốn thoát khỏi nơi đây đúng là chuyện khó hồ thật ra ngươi đối với ta rất yên tâm không sợ ta bất mãn mà lập tức trở mặt bắt ngươi sau đó dùng sư hồn thuật lấy thông tin về tu bổ ma giáp sao hắn lập lướt mắt nhìn nàng rồi hừ nhẹ một tiếng nói tiểu mụi tuy ti kết giao với hàn huynh không lâu nhưng tự cho là nhì không nhầm người đạo hữu không phải là loại người trở mặt vô tình huống hồ tiểu mụi tuy ti rằng tu vi không cao nhưng có hiểu bí thuật thâm khóa linh hồn cho dù hồn phi phách tán thì cũng làm cho người ta vô pháp dễ dàng có được một ít tin tức quan trọng tiên tiêm không thèm để ý đến ngữ khí của hàn lập ngược lại thản nhiên cười nói hàn lập nghe vậy thì không khỏi hết chỗ nói hắn nghĩ việc quan trọng nhất hiện nay chính là tu bổ thiên ngoại ma giáp không cần nghĩ phức tạp cái gì về phần chân lân bản nguyên là vật nì thiên bực này hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy trước mắt cũng không có thể mưa đồ được đến nó nên tự nhiên tính toán quay về đã Huống chi việc thiên ngoại ma quân cùng để hồn thú xuất hiện dị biến cũng làm cho hắn có chút tâm phiền ý loạn, cần nhanh chóng trở về cẩn thận xem xét. Lúc này đây, tài liệu từ đầu thánh giai ma viên ta sẽ phải. Hàn lập sau khi cân nhắc một phen mới dùng khẩu khí thật nói, không thành vấn đề. Sau khi trở về, tiểu muội ngoại trừ việc thay Hàn huynh tu bổ ma giáp thì còn chuẩn bị lễ vật để tạ ân tương trợ. Tiêm tiêm cực kỳ nhu thuận, chẳng những lập tức đáp ứng mà còn tự động đưa ra bồi thường khác. Hàn Lập thấy đối phương thức thời như thế thì trên mặt thần sắc hơi hỏa hoãn gật gật đầu, "Hàn huynh, vừa rồi tranh đấu chỉ sợ là kinh động tới không ít ma thú. Chúng ta cũng nhanh vời đi tránh phiền phức thôi." Tiêm Tiêm nhìn đống hài cốt trên mặt đất, trong mắt hiện ra một tia buồn bực nói, "Ân, vừa rồi động tĩnh đích xác là quá lớn. Chúng ta đi thôi." Hàn Lập nhìn mọi nơi đảo qua một phòng rồi đồng ý tói. Tinh tộc nữ tử tự nhiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lúc này hai người động quang cùng nhau hóa thành một đạo bạch một đạo thanh lưỡng đạo kinh hồng hướng ra ngoại vi sơn mạch bay đi một lát công phu sao nơi đây liền yên tĩnh không tiếng động không còn bất kỳ nhân ảnh nào Vân nửa ngày công phu sao hai người hàn lập đã động quang đến ngoại vi sơn mạch đội quang chợt tắt rồi hạ xuống nơi chia tay với việt tông tiêm tiêm giơ tay lên nhất thời một đạo ngân quang kích bắn ra sau khi xoay quanh mấy cái thì lấy lên mà bắn về trong cổ áo nàng biến sắc tùy theo lại nở nụ cười khổ nhìn hàn lập nói quả nhiên không ngoài sở liệu việc đạo hữu chỉ sợ là đã ngã xuống rồi ngươi ra tay nếu không phải là gã họ khuê thì cũng là cao dai ma thú bị huyện linh đánh chết kia sống biết như thế thì không bằng để cho việt đạo hữu đi theo chúng ta tiến vào sơn mạch hiện giờ trên đường quay về có thể phải mạo hiểm một chút việt đạo hữu ngã xuống thật là chuyện không may bất quá cho dù có đi theo chúng ta tiến vào nơi đó thì cũng không có khả năng tiến vào thông đạo ma khí như thế mà nói thì vẫn không thể tránh được việc ngã xuống về phần lộ trình quay về chúng ta cứ ấn theo đường cũ mà phản hồi đi dù sao chúng ta đã đi qua một lần cũng coi như an toàn tin cậy hắn lập hơi trầm ngâm rồi nói cũng chỉ có thể như thế việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức đi thôi tinh tộc nữ tử hít sâu một hơi nói hắn lập gật gật đầu hai người lập tức động quang theo lối cũ phi động mà đi hắn lập hai người tự nhiên cũng không biết ở cách bọn họ không biết bao nhiêu vạn dặm đang có hàng trăm hóa hình ma thú đang dọc theo lộ tuyến của hàn lập mà điên cuồng đuổi cho mà kẻ dẫn đường rõ ràng trên đầu có một đôi cự giác màu đen là thủ hạ của đầu thánh giai đa nhãn ma Ngu khấp lúc này hắn mặc một kiện chiến giáp màu đen trên khuôn mặt dữ tợn có chút trầm trọng Đen ánh mắt không ngừng nhìn về phía một viên trâu màu đỏ nắm chặt trong tay viên trâu này nguyên bản trong suốt sáng bóng dị thường mà giờ phút này trong tâm lộ ra một vết nứt vỡ thật sâu hơn nữa hào quang hoàn toàn biến mất sau khi nhận được tin cầu viện của cửu dạ tên thánh giai đa nhãn ma kia không thể phân thân mà lại sợ đám người hàn lập thật sự chạy thoát nên lập tức phái hắn ra đồng thời cũng tụ tập tất cả trung giai ma thú gần đây chạy thẳng đến nơi mà cửu giã lưu lại dấu hiệu truy tung nhưng hắn vừa mới xuất phát không bao lâu thì đồ vật dùng để định vị trí đồng bạn kia liền bị nứt ra hai nửa điều này làm cho đám ma thú nhất thời cả kinh xuất hiện việc này tự nhiên đến tám chín phần người là đồng bạn truy tung đã ngã xuống như thế mà nói thì việc có thể ngăn chặn được đối phương hay không hắn cũng thật sự không nắm chắc nhưng cứ tưởng tượng đến thái độ của vị chủ nhân kia lúc xuất phát thì trong mắt lại lộ ra hàn quang âm trầm. Cái này lại làm cho vị ngũ khấp này giật mình một cái, hắn không chút nghi ngờ nếu hiện tại hắn lấy cớ phản hồn thì lập tức sẽ bị chém thành hai nửa. Trong lòng cân nhắc như thế, trong lòng ma thú này phiền não nhưng trong miệng nhất thời phát ra một tiếng gầm nhẹ thúc giục đám ma thú phía sau đẩy nhanh tốc độ, nhất thời ma phong thanh thế đại chấn, chúng ma thú cuồn cuộn đẩy nhanh tốc độc thêm hai phần. Trên không trung phía trên một cái tiểu sơn cốc nhìn như bình thường trong ma kim sơn mạch đang có bốn người rằng có bất động, một tên là lão già tóc xám trắng cùng một cung trang nữ tử bên kia là một gã dị tộc nhân tóc xanh cùng với một gã hán tử khô gầy bốn người đều sắc mặt âm trầm dùng ánh mắt cam thù đánh giá đối phương các hạng nghĩ đem hai người ta đuổi đi thái độ có chút quá bá đạo lão giả này đúng là lão giả họ ngạn ngày đó ở lôi vân các thân sắc bình tĩnh mở miệng nói hồ bản nhân đã nhìn chúng nơi đây muốn vào tìm kiếm nên cũng không muốn có người ở bên ngoài quấy rối lá tóc xanh chính là kẻ có tu vi luyện hư đỉnh giai đã bị thiệt thòi trong tay hàn lập giờ phút này không chút khách khí nói các ngươi cũng quá khinh người rồi đó nơi này là do chúng ta tìm được trước dựa vào cái gì mà dâng cho các ngươi cung trang nữ tử nghe vậy thì giận dữ nói dựa vào cái gì chúng ta là tồn tại bực này tự nhiên là nắm tay ai lớn thì là có đạo lý ngươi không cho là đúng vậy trước tiên để bản tôn đánh giá thân thông của các ngươi có thể đả bại ta thì sơn cốc này tự nhiên là để cho các ngươi nếu không mà nói thì nhanh cút đi cho ta dị tộc nhân tóc xanh trên người sát khí tràn ra lanh nọc nói bộ như một lời không hợp sẽ lập tức ra tay các hạ làm gì phải nóng vội động thủ ngươi sáng mắt không nói tiếng trái lòng đạo hữu vội vã đuổi hai người ta rời đi như thế tự nhiên là bởi vì pháp bàn trong tay có phản ứng như pháp bàn có phản ứng cũng không nhất định đại biểu là bên trong có điều giấu giếm có chi tiên thì cũng có âu long nghĩ đến việc mấy ngày nay đạo hữu hẳn là trải qua vài lần như thế mà nói không bằng trước tiên chúng ta vào điều tra một phen để cùng xác định thật giả sau đó bọn ta sẽ quyết nghị làm như thế nào nếu không hạn mỗ tịch không rời đi như vậy mà sẽ cùng các hạ tranh đấu một trận lão giả họ ngạn bình tĩnh dị thường thản nhiên nói chương 1638, trận đường nghe lão giả nói như vậy dị tộc nhân tóc xanh trong mắt hung quang chợt lóe đột nhiên tiến lên một bước bố dáng muốn động thủ nhưng vào lúc này tên hắn tử khô gầy kia đột nhiên chạy đến bên gã dị tộc nhân tóc xanh rồi khẽ mất máy truyền âm vài câu tựa hồ đang nhắc nhở cái gì dị tộc nhân tóc xanh sắc mặt âm trầm bất định một lát sau sát khí trên người mới nhạt đi đồng thời lạnh lùng nói hào trước tiên nên xem trong cốc cất giấu cái gì rồi đã rồi nói sao không phải chi tiên thì chúng ta mạnh ai nấy nế đi nếu mà phải thì hắc hắc dị tộc nhân tóc xanh cười lạnh một trận rồi căn bản không để ý tới hai người lão giả mà mang theo hán tử khô gầy hóa thành lưỡng đạo cầu vòng bay đi lạn thúc chúng ta làm sao bây giờ thật sự đi cùng bọn họ vào cốc sao cung trang nữ tử thấy cảnh này sau khi hít sâu một hơi nhìn lão giả hỏi tự nhiên là phải đi vào. Pháp bản đã có phản ứng, sao có thể dễ dàng buông tha được. Lão già họ ngạn không chút do dự trả lời. Như hai người này, cung trang ngữ tử có chút chần chờ nói. Bên trong nếu không có chi tiên thì hai người này tự nhiên không có hành động gì. Nếu có mà nói thì lại càng không thể thối lui. Nếu không ngươi cho rằng chúng ta vì sao phải mạo hiểm tiến vào nơi đây. Lão già lắc đầu, sắc mặt âm trầm nói. Chính xác, là Ni Nhi không có cân nhắc chú đáo. Chúng ta vào sơn cốc tìm kiếm một phen, Cung trang nữ tử sau khi hơi trầm ngâm thì cắn răng nói. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Tuy rằng thương thế trước kia của ta chưa hồi phục nhưng vì việc này mà đã cố ý chuẩn bị một kiện dị bảo. Nếu thật sự chiếm được chi tiên mà nói thì đến lúc đó sẽ đảm bảo cho chúng ta toàn thân trở ra. Lão giả tự tin nói. Lấy thân phận cùng quan hệ với lão giả. Cung trang nữ tử tự nhiên rất tin tưởng. Nghe nói như thế thì sự bất an trong lòng giảm đi vài phần. Gật gật đầu không nói gì nữa. Hai người động quang chật lóe lên mà bay đi. Bất quá vừa tiến vào sơn cốc này lão già họ ngạn lập tức phát hiện ra điều kỳ hoặc. Từ bên ngoài nhìn vào, sơn cốc này không có gì dị thường nhưng càng vào lại càng thấy sâu không lường được. Phía trên sơn cốc đều là hắc sắc ma khí mà phía dưới lại giống như một cái vực sâu dài. Cho dù sử dụng pháp bảo xâm nhập xuống phía dưới hơn ngàn trượng mà vẫn không nhìn thấy đáy. Điều này làm cho lão giả vừa mừng vừa sợ. Mừng chính là sơn cốc kỳ lạ như thế thì chi tiên kia rất có thể thật sự giống mình ở phía dưới. Sợ chính là phía dưới sông như thế, cộng thêm ma khí dày đặc thì việc tra xét rất là không tiện trong lòng nghĩ như thế lão giả họ ngạn cùng cung trang nữ tử đều lấy ra một cái pháp bàn nhằm thắng đến chỗ sâu nhất trong sơn cốc bay đi nếu không có gã dị tộc nhân tóc xanh thì để đề cao hiệu suất hai người nói không chừng còn có thể phân công nhau làm việc nhưng hiện giờ thì không thể vì nguy cơ bị đối phương đánh vén hai người một trước một sau sau mấy cái chấp động liền biến mất trong hắc khí ở chỗ sâu trong sơn cốc có một dòng sông đang chảy ảo ảo ở đáy lòng sông có một con thú nửa thân mình chôn sâu dưới bùn đất chỉ để lộ ra hai con mắt phóng ra lùng lục mang minh mông trong ánh mắt chớp động không hề có cảm tình tại nơi cách sơn cốc mấy vạn dặm một gã cự thử nhân thân cao mấy trượng cầm trong tay một cái pháp bàn đồng thời mang theo bảy tám con ma thú hình thủ kỳ quái đang phi độ đi cự thử hai mắt thỉnh thoảng quét về phía pháp bàn tốc độ không quá mau như phương hướng đi tới rõ ràng là chỗ sơn cốc này theo giác cự thử là một con ma thú hình thể to gấp trăm lần hình dáng giống như một con chuồn chuồn màu đỏ động một tay đồng dạo cầm một cái pháp bàn trong miệng hàm hàm hồ hồ nói cái gì đó đại nhân ta xác thực được ở sơn cốc bên kia có dao động dị thường nhưng nơi đây là hang ổ của ma ngà kia nó hung hãn dị thường ta không nhất định là đối thủ của nó hay là bẩm báo cho đại nhân để đại nhân tự mình đến xử lý hồ cái gì mà không phải nhất định cho quá khứ ngươi khẳng định đã bị không ít thiệt thòi ma ngạc kia chỉ còn kém một bước nữa là bước vào thánh giai na cả tam vị đại nhân cũng không dễ dàng trêu chọc vào ngươi có thể khẳng định là không nhìn lầm chứ nhân tộc phát khí có phản ứng chỉ ra là phía sơn cốc kia nếu sai lầm thì cũng đừng trách ta không khách khí cử thử phát ra thanh âm lạnh lẽo nói biểu tình tựa hồ không cho là đúng đại nhân yên tâm ta đã tra xét hơn 10 lần có thể mười thành khẳng định nhân tộc phát khí đúng là nhằm vào sơn cốc kia mà nổi lên phản ứng ma thú chuồn chuồn hai mắt chớp động vài cái cơ hồ vũ mực cam đoan nói hảo nếu có thể tìm được chi tiên kia ở trong sơn cốc thì phần thưởng cho ngươi cũng tuyệt không thiếu được cửa thử hiển nhiên cũng không hy vọng nhiều đối với lời nói của tên ma thú phía sau nên thản nhiên nói một câu việc này cũng khó trách nó mau theo đám trung dây cao ma thú sau khi từ ma kim xuân mạch lao ra tuy đã một hơi đánh chết hơn phân nửa linh giới nhân từ bên ngoài tiến vào và sử dụng pháp bàn điều tra mọi nơi để tìm chi tiên kia nhưng cũng không có được manh mối hữu dụng gì căn cứ hơn 10 lần pháp bàn phản ứng mà tìm nhưng vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng của chi tiên kia kể từ đó tâm tư con ma thú này khó tránh khỏi nản lòng đối với hành động lần này nó thậm chí bắt đầu lo lắng nếu lúc này đi sơn cốc mà không có thu hoạch gì thì nên đi theo phương hướng nào để tiếp tục điều tra nữa về phần đám cao danh ma thú đi theo phía sau bởi vì mấy ngày nay liên tiếp vồ hụt mà bộ dáng có chút ủi oải đám cự thử không yên lòng chạy đi nhưng không phát xác ra cách chúng nó hơn người dặm phía trước có một đoàn huyết vụ mỏng từ xa xa tha chúng mà ở trong huyết vụ có một bóng dáng thon thả như ẩn như hiện hà lập cùng tinh tộc nữ tử sau khi ly khai chỗ ở của con ma viên thì lộ trình tiếp theo thuận lợi dị thường trên đường đi không gặp à phải phiền toái gì nên trong mắn người năm ngày đã một hơi đi được hơn phân nửa lộ trình hôm nay đã đi tới nơi này trước đánh chết đám nhân diện thứ kia nhìn thấy đám sương mù này cho dù hắn nôn nóng vội chạy đi thì cũng không thể đem độ tốc chậm lại sau khi thoáng thương lượng vài câu thì liền cẩn thận bay vào trong đám sương mù trong động quang hàn lập không chút thay đổi nhưng trong mắt lam mang khẽ lấp lóe đồng thời hai tay đều cầm lấy một cái linh thạch cực phẩm trong suốt mày không ngừng hấp thu linh khí tinh thuần tuy rằng phải bay đi không thể hảo hảo ngồi xuống khôi phục pháp lực nhưng mấy ngày nay nhờ có đại lượng đan dược quý hiếm cùng với đỉnh gia linh thạch phụ trợ pháp lực tổn thấy của hắn đã bù lại được hơn phần nửa bất quá việc gia trì phạm thánh chân ma pháp tướng thì kết quả lại cực kỳ bé nhỏ mặc dù vậy hắn lập cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu có gặp phải ma thú nào cường đại mà nói thì cuối cùng cũng có chút vốn liếng nhưng khi thần nghiệm của hắn ngẫu nhiên đảo qua tay áo bảo thì trong lòng lại có vài phần buồn bực đề hồn thú này sau khi đột nhiên đại triển thần uy thì đến hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh hắn phát hiện pháp lực thể lực của nó đã khôi phục được hơn phân nửa điều này làm cho thấy khả năng khôi phục kinh người như khi hắn dùng thần niệm trực tiếp muốn câu thông với thần thức của nó để đánh thức nó thì lại không chút phản ứng nào nếu không phải hắn có thể cảm nhận được mối liên hệ với đề hồn chưa đứt đoạn thì cơ hồ cho rằng đang đối mặt với một vật chết đương nhiên điều này cũng không phải nói hà lập thực sự không có biện pháp để thức tỉnh con thú này sau khi lo lắng vài lần cuối cùng hắn cũng nghĩ hay là cứ để cho nó ngủ tiếp bởi vì lấy lịch duyệt của hắn thì khi linh thú xuất hiện tình trạng tự động ngủ say thì thường là một loại bảo hộ cho quá trình tiến hóa đều cực kỳ kiên kỵ việc dùng sức mạng quấy dày khiến nó tỉnh lại mà hàn lập nguyên bản đối với đề hồn thú này rất coi trọng mấy ngày nay sau khi nó xuất hiện dị biến thì càng thêm coi trọng tốt nhất là thuận theo tự nhiên cứ để cho nó tự tỉnh lại thì hay hơn trong lòng nghĩ như vậy hàn lập cũng đem chuyện của con thú này tạm thời gác sau đầu đem thần niệm thu lại sau đó soi lại tình hình trong nội thể của mình giờ phút này chỗ đan điền Đệ nhị nguyên anh đang lơ lửng bên trong bên ngoài thân nó phóng ra ánh linh quang vàng rực nhưng lớp da bên ngoài lại có màu xanh nhạt hai tay khép lại trước ngực bên trong có một đoàn hỏa cầu màu bạc ngân sắc hỏa cầu này có chút quái dị hỏa cầu này nguyên bản có màu bạc thế nhưng bên trong có thể thấy được từng đợt từng đợt ngọn lửa màu trắng hơn nữa ở trung tâm hỏa cầu ẩn hiện có ngân sắc phù văn chớp động không thôi hắn lập nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng vừa động không khỏi mỉm cười hỏa diễm màu trắng kia không cần hỏi tự nhiên là kim ô chân hỏa mới thu được từ đám nhân diện thiếu kia lại nói tiếp việc phệ linh thiên hỏa có thể hấp thu được linh hỏa cùng một ít năng lượng kỳ dị khác sau đó tự động dung hợp mà tiến hóa thì đúng là một thần thông khó lường cứ như thế rốt cục nó có thể phát triển đến trình độ này liệu có thể làm cho người ta sợ hãi điều này thật sự làm cho hàn lập rất chờ mong thầy phệ linh thiên hỏa đang từ từ luyện hóa kim ô chân hỏa ở đan điền vẫn chưa có vấn đề gì thì hàn lập đem thần niệm thu lại rồi đem tâm tư đặt ở bốn phía mà cảnh giới Phạm vi đám sương mù này bao phủ tuy không nhỏ nhưng sau khi Hàn Lập cùng Tiêm Tiêm tiến vào một đường bay qua mà vẫn chưa gặp phải. Ma thú nào đánh lén? Xem ra những con nhân diện thiếu lúc trước chính là đám cao dai ma thú thống trị trong đám sương mù này. Bởi vì bị giết chết quá mức nên đột nhiên ngắn mủn trong vòng mấy ngày cũng chưa có cao dai ma thú khác chuyển đến khu vực này. Như thế mà nói, lần này hai người trở về tự nhiên thông suốt không bị ngăn trở, bởi vì một đường vô sự, hơn nữa Hàn Lập cùng Tiêm Tiêm đều đi qua một lần nên tốc độ tự nhiên là nhanh hơn so với trước nhiều. Nửa ngày công phu sau, bọn họ xuyên qua đám sương mù tới rìa bên này bất quá ngay sau khi thanh hồng từ trong đám sương mù phi ra thì liền dừng lại ở không trung tùy theo động quang chợt tắt thân ảnh hàn lập hiện ra nhưng giờ phút này hắn nhìn tình hình phía trước rồi sắc mặt có chút trắng bệch cách hắn 200 trăm trượng phía trước hắc phong cuồn cuộn trên không có hàng trăm cao giai trung cấp ma thú đang lơ lửng đứng đầu phía trước đám ma thú này là một đầu ma thú biến ảo thành nhân hình thân hình cao lớn vạm vỡ trên đầu có một cặp cự sừng màu đen trên người mặt một cái áo giáp màu đen nửa người trên giống như nhân tộc còn hạ thân lại dài đầy lông đen nó cũng đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lại đây mà đối diện với gã thủ lĩnh ma thú này cũng có một gã thân mặc ngân giáp chân đạp huyết sắc phi xa sắc mặt âm trầm đang rằng co chương 1639, đả lộ lại nói tiếp nam tử họ khuê kia đừng nhìn bề ngoài chấn định mà trong lòng lại lo âu vạn phần hắn tự hỏi vừa ly khai đám người hàn lập ở trên đường một khắc cũng không dừng lại mà đến chỗ này lại bị nhiều ma thú bỗng nhiên xuất hiện ngăn chặn như vậy thì trong lòng kinh sợ phải biết trong đám ma thú đối diện thì chủ yếu là trung giai nhưng cao giai ma thú cũng có hơn 30 con cộng thêm gã cầm đầu có hai sừng tu vi không kém hắn hắn tuy tự phụ nhưng cũng biết nếu động thủ thì tuyệt đối chỉ có ngã xuống mà thôi hy vọng duy nhất là nghĩ cách thoát khỏi đám cao giai ma thú này sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy nhưng sau đó hắn lại thấy trong đám cao giai ma thú này có đến bảy tám con phi trùng ma thú sau lưng có một đôi hoặc mấy đôi cánh thì trong lòng lại lặng đi nhìn mấy con thú này đã biết độ tốc tuyệt đối không chậm nếu là hai ba con thì hắn còn có thể cố sức một chút nhưng nhiều như vậy thì hắn tuyệt đối không hề chạy thoát lúc này hàn lập lại xuất hiện tương đương với việc lập tức đem áp lực san sẻ đi hơn phần nửa sinh cơ ban đầu không đủ một thanh nay đã được mới thành điều này khiến nam tử họ khuyên mừng rỡ tiêm tiêm nhìn thấy tình hình này thì sắc mặt cực kỳ khó coi sắc mặt hàn lập thì đỡ hơn một chút như ánh mắt chớp động không thôi hắn huyền phù tại chỗ không nhúc nhích mà cũng không biết đang nghĩ cái gì đám ma thú đối diện tuy rằng đông nhưng đều là người khai mở linh trí cho nên tuy rằng cả đám ô hợp tụ tập một chỗ nhưng cũng không có xuất hiện tình trạng la ó hỗn loạn ngược lại cả đám dùng ánh mắt như nhìn người chế hung hăng nhìn chằm chằm vào ba người quỷ dị chính là nơi đây đang im ắng thì ngay sau đó sự yên lặng đã bị một gã đánh vỡ ha ha đúng là ngươi đúng vậy đây chính là kẻ đã giết thiếu chủ chỉ cần đem ngươi diệt sát hoặc là bắt giữ trở về chủ nhân nhất định sẽ trọng thưởng xác hai người kia cũng làm thịt đi con người này tận lực bắt sống cho ta tên ma thú có hai sừng tên là ngũ khớp kia sau khi thấy rõ ràng tướng mạo của hàn lập thì bỗng nhiên mở to mùng cười rộ lên sau đó bỗng nhiên dừng tiếng cười lại phát ra sắc khí đằng đằng lên tiếng phân phó lời này vừa ra khỏi miệng trong đám trung cao dài ma thú phía sau các loại tiếng hô đồng thời phát ra sau đó hắc phong cuồn cuộn kéo thẳng đến ba người hàn lập mà ở phía trước hắc phong cũng có hơn 10 đạo động quang lóe lên đi trước hắc phong mà lao thẳng tới chỗ hàn lập trong hắc quang chính là một con quái cầm ba đầu sau lưng có hai cánh chim thật lớn về phần ma thú hai sừng bên ngoài thân lục mang một trận lóe lên dưới chân xuất hiện một cái lục hoàn nhìn như bình thường nhưng chỉ nắng lên một cái liền bắn ra ngoài hơn 10 trượng độn tốc không kém lại phi trùng ma thú là mấy phương hướng nó bay đến đúng là chỗ hàn lập chỉ thấy lóe lên thì đã tới trước mặt chia nhau màn chạy hàn lập thấy đối phương nhận ra mình thì kinh ngạc trong miệng lạnh lùng nói một tiếng nhỏ rồi hóa thành độn quang phá không mà bay vọt đi thanh quang vừa lóe lên thì đã độn được hơn 10 trượng rồi không hề dừng lại mà cấp tốc vọt đi hắn cũng không chạy về hướng đám ma thú đối diện mà cũng không có lui lại vào trong đám sương mù mà nhắm một bên phi độn đi tiêm tiêm cùng nam tử họ khuê động tác cũng không chậm cơ hồ trong nhất thời nam tử họ khuê há mùng phun ra một đoàn huyết khí huyết khí này chui vào phi ra dưới chân nhất thời phát ra một tiếng sư liền biến mất không thấy bóng dáng ngay sau đó cách đó hơn trăm trượng huyết xa chợt lóe lên rồi quỷ dị hiện ra tiếp theo nó phát ra một tiếng rít rồi hóa thành một đoàn hắc khí pha không mà chạy về phần tiêm tiêm sau khi nhai hàn lập nói thì cũng cắn răng tay áo bảo run lên rồi lấy ra một cái tiểu kỳ trong suốt ngoài thân bạch quang chợt lóe trong nháy mắt nàng cũng đã hóa thành một đoàn quang cầu màu trắng thật lớn sau khi quay tròn thì phanh một tiếng chia làm mấy trăm khỏa bạch cầu giống như nhau đồng thời bắn ra bốn phía mỗi một khỏa đều có tốc độ mau lẹ kinh người chỉ nắng lên một cái đã chỉ còn lại tàn ảnh kéo dài qua hai ba mươi trượng mặc dù khá nhiều bạch sắc quang cầu bị đám ma thú hoặc há mùng phương khí hoặc dư tay đánh đều tán loạn tiêu thất nhưng đại đa số bạch quang cầu vẫn trốn được ra hơn trăm trượng ở đây rất nhiều cao giai ma thú nhưng lại không có kẻ nào có thể nhìn ra cái quang cầu nào mới là chân thân của tinh tộc nữ từng vừa thấy ba người hàn lập vô luận là tu vi mạnh yếu nhưng đều có thủ đoạn như vậy trong lòng ma thú hai sừng cực kỳ giận dữ trong miệng giống to hai tay vung ra đem hai khỏa bạch sắc quang cầu bay qua bên người đánh nát tiếp theo dưới chân lục bàn chật lõe đen mà biến ảo thanh một cái thiền đập mộc xanh biếc gào thét mà truy theo hàn lập ở phía sau có một con ma ưng màu đen dài hơn một trượng cùng với một con thanh phong dài vài thước trên người ẩn hiện có lôi quang chớp động ba kẻ này tựa hồ nhận thức chuẩn hàn lập nên đều lấy tốc độ không thua độn quang của hàn lập mà gắt dao đuổi theo ở phía sau nam tử họ khuê đồng dạng có mấy con cao dai ma thú độ tốc không chậm đuổi theo về phần mấy con ma thú am hiểu phi hành khác sau khi hơi do dự thì nhằm hướng bạch cầu đang chạy tứ tán mà đuổi theo về phần đám ma phong ma ưng thì vẫn phi hành thành bộ ba mà nhằm hướng hàn lập cùng nam tử họ khuê mà đuổi theo hàn lập tự nhiên đem mọi phát sinh phía sau xem rõ ràng mắt thấy tinh tộc nữ tử quả nhiên còn lưu lại hậu thủ ở sau thì trong lòng buông lỏng lúc này một lòng khống chế độn quang mà chạy lấy tốc độ hiện tại của hàn lập có thể nói là cực nhanh ngay lập tức đã ra ngoài ngàn dặm đảo mắt công phu đã phi độ ra mấy vạn dặm nhưng quay đầu nhìn lại vẫn thấy phía xa có ba đầu ma thú dai dẳng đuổi sát phía sao tân bản là không có bị bỏ xa mà ở chỗ xa hơn thấy có một cỗ hắc phong đồng dạng đang đuổi theo không bỏ hàn lập trong mắt hàn quang chật lóe đối với ba con cao dai ma thú ở phía sau hắn thật ra không sợ nhưng nếu bị ba lã này cuốn lấy một lát rồi lại bị mấy chục con ma thú khác ở phía sau chạy đến vây quanh thì không ổn lấy tu vi chưa khôi phục hiện giờ của hắn thì quả thật là ăn không tiêu trong lòng nghĩ như vậy nên hàn lập ở trong độn quang không hề trần trở một tay bấm quyết sau lưng nhất thời có tiếng sấm nổi lên rồi một đôi cánh trong suốt hiện lên hai cánh hơi hơi run lên mà có một tiếng sét truyền ra trước đó độn quang run lên mà hóa thành một đạo hồ quang xanh trắng bắn ra sau khi chật lóe lên thì bỗng nhiên biến mất không thấy ngay sau đó ở một chỗ cách đó hơn trăm trượng hồ quang xanh trắng lấp lóe mà thoáng hiện ra nhưng nó chỉ dừng lại một chút rồi lại lập tức bắn đi không thấy bóng dáng cứ như vậy hàn lập điên cuồng thúc giục phong lôi xí đem lôi độn thuật thi triển đến mức xuất thân nhập hóa hồ quang xanh trắng chỉ lóe lên mấy cái mà đã đem ba con ma thú phía sau bỏ xa hơn trăm trượng ngũ khớp thấy vậy thì đầu tiên là cả kinh trong lòng khẩn trương nếu hắn thực sự để cho kẻ phía trước chạy thoát thì khi trở về kết cục như thế nào cũng có thể nghĩ ra lúc này nó bỗng nhiên há mùng phun ra một cái hương đồng hình tam giác hoàng quang minh mông mặt ngoài nhìn như mơ hồ dị thường con ma thú hai sừng này quay đầu lại nhìn hai con ma thú cao dài kia trong miệng gầm nhẹ một tiếng vừa nghe tiếng hô này ma ưng cùng thanh phong nhìn liếc mắt một cái trong mắt đều lộ ra bộ dáng trần trời nhưng ma thú hai sừng trên mặt hông quang chật lóe rồi bỗng nhiên giống tao một tiếng lúc này trong tiếng giống lại trần ngập sát khí thấy vậy ma ưng cùng thanh phong run lên bộ dáng miễn cưỡng đến cực điểm há mùng phân biệt phun ra hai viên châu to cỡ nắm tay hai viên châu sau khi hiện ra thì bay vào trong hương. Hương đồng hình tam giác lập tức rung lên phát ra tiếng động vù vù đồng thời trên mặt kính linh quang chật lóe lên rồi bỗng nhiên đổi hai. màu xanh đen. Ngũ Khấp thấy vậy thì mừng rỡ, cầm hương đồng trong tay ném lên không trung đồng thời cũng há mồm phun ra một viên châu màu xám. Viên châu này vây quanh hương đồng một cái rồi lóe lên tiến vào trong mặt kính, nhất thời tấm hương đồng chấn động phát ra thanh âm sắc bén đồng thời linh quang phát ra tại biến hành màu xám xịt. Tiếp theo, chỉ thấy ma thú hai sừng vươn ra một ngón tay nhắm hướng hương đồng hung hăng điểm ra nhất thời mặt ngoài hương linh quang đại phóng mà phun ra một đạo tam sắc quang hà. Quang hà này giống như du long giờ đến, sau khi lóe lên đã đem ba con ma thú quấn vào trong đó mà thân mình hương đồng ngắng lên một cái cũng tiến vào cho quang hà. Tiếp theo, quang hà vừa động liền vô thanh vô tức lướt qua khoảng cách 8, 10 trượng, giống như u linh nhằm hướng hồ quang bùi theo. Tam ma mượn bảo vật, đen lực lượng ba người ngưng tụ cùng nhau khiến độ tốc một chút tăng lên gấp bội. Tuy rằng thoạt nhìn còn hơi chậm hơn so với hàn lập một chút nhưng ngũ khắp lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối phương tu vi không bằng hắn mà bọn họ lại dùng biện pháp đem pháp lực ngưng tụ cùng nhau thúc giục bảo vật trong quãng thời gian dài không tin đối phương còn có thể bảo trì tốc độ quỷ dị trước mắt việc bắt kịp đối phương chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi trong hồ quang xanh trắng phía trước tiếng sấm trầm thấp như ẩn hiện còn tam giác quang hà lại yên lặng như quỷ nị hai cái một trước một sau bay vọt đi không lâu sau đã biến mất phía cuối chân trời mà cỗ ma phong đen tuyến đuổi theo mấy vạn dạm nhưng mắt thấy hàn lập cùng ba con ma thú độ tốc càng nhanh cuối cùng bóng dáng biệt tam thì hắc phong tán đi hơn 30 đầu trung cao dai ma thú hiện thân ra đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau. chương 1640, Thiên Phong, tê, tê làm sao bây giờ? Linh giới nhân kia chạy nhanh như vậy, ngay cả ngũ khắp đại nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo mà thôi. Chúng ta căn bản vô pháp đuổi theo. Một ma thú thân thể cực giống sói nhưng trên cổ lại có một cái đầu mãng xà, miệng phát ra thanh âm TT hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tiếp tục truy đuổi. Ngũ khắp đại nhân không phải đã phát cho chúng ta một cái định vị bản sao? dựa theo tín hiệu trên đó dù cho là cách xa trăm vạn dặm thì cũng phải đuổi theo đại nhân một con thú khác ngoại hình cực giống lượng rừng nhưng song nhi rất dài mở miệng nói Hồ, lấy tốc độc của ngươi đuổi theo ngũ khớp đại nhân thì không biết là ngày tháng năm nào mới kịp ma thú đầu cự mãng hai mắt nhau lại có chút sen thường nói lời này rất có ý tứ nghe khẩu khí của ngươi như nơi đây hình như chỉ có mình ngươi có thể đuổi theo được chúng ta vừa rồi đều là lên lụi ngươi ma thú nhìn như lợn rừng kia thoạt nhìn như khủ khởi nhưng trên thực tế tâm cơ thâm trầm vừa nói mấy câu đã đen đối phương đổi sang phía đối lập. Bất quá tu vi của mãng thú này đứng số một số hai trong đám ma thú nên nghe thế thì chỉ cười lạnh một tiếng rồi cũng không để. Ý nữa, tuy nhiên thái độ tự nhiên làm cho đa số ma thú khác ánh mắt lộ vẻ bất thiện. Hào, nguyên mãng nói cũng có đạo lý. Chúng ta nhiều người như vậy mà độ tốc không đồng nhất. Nếu đều đuổi theo mà nói thì xác thực là không có khả năng đuổi kịp. Nhưng cứ như vậy để cho ba người ngũ khắp đại nhân một mình truy đuổi thì cũng có chút không thích hợp. Như vậy đi, lựa chọn ra năm người có độ tốc nhanh nhất trong số chúng ta tiếp tục truy đuổi những người khác thì về trước đợi mệnh đi một con tiểu thú cổ quái thân thể trong suốt phảng phất như do ngũ sắc lưu ly hợp thành đột nhiên mở miệng nói khẩu khí của nó lại có một nữa là mệnh lệnh nhưng cổ quái là bao gồm cả mãng thú tất cả số ma thú kiệt ngạo bất tân khác vừa nghe lưu ly tiểu thú nói như thế thì không dị nhị chút nào sau một phen khắc khẩu thì chỉ còn lại năm con thú có độ tốc nhanh nhất đám ma thú còn lại thì theo đường cũ quay về trong số năm con ma thú ở lại kia có cả con mãng thú cùng với lưu ly tiểu thú nọ năm con ma thú này động quang hiện lên sau khi liên kết một mạch thì tốc độ so với lúc trước quả nhiên nhanh hơn nhiều chỉ thấy một đạo hắc hồng dài hơn 10 trượng lóe lên pha không mà đi bên ngoài thân hà lập thanh bạch hồ quang chớp động không ngừng cùng với tiếng sấm sét liên tục vang lên vừa xuất hiện một chỗ thoáng cái lại đã cách đó mấy trăm trượng từ xa nhìn lại một khác trước hắn còn ở một góc này thì tiếp theo bỗng nhiên hiện ở một chỗ khác sau đó trượt lóe lên thì cả người đã triệt để tiêu thất không thấy bóng dáng Chuyện mà sau khi Thanh Bạch Hồ Quang cùng tiếng sấm tiêu thất thì không bao lâu sau một đạo quang hà ba màu vô thanh vô tức xuất hiện, chỉ nhàn nhạt, nhạt hiện lên rồi đồng thời cũng biến mất không thấy. Hàn Lập ở trong lôi quang không quay đầu lại nhưng cũng rất rõ ràng ba con ma thú kia hẳn định là vẫn còn truy đằng sau. Cự Ly cách hắn hơn người dặm, điều này làm cho hắn nhướng mày, sắc mặt có chút âm trầm, hắn đã bị ba con ma đầu này bám đuổi hơn nửa ngày, tuy đã đem Cự Ly kéo giãn ra nhưng việc đem ba con ma thú triệt để bỏ qua thì còn rất xa. Trong Ma Kim Sơn mạch, ma khí có khả năng làm suy yếu thần niệm nhưng đối với ma thú thì như cá gặp nước thần niệm dễ dàng phủ xa trong giọng cho dù hắn có kéo theo ba con ma thú này chạy thêm nửa ngày nữa thì phòng trừng không có khả năng thoát ly được ba cái đuôi này mà thời hạn ra khỏi ma kim sơn mạch còn có 13 ngày nữa thôi hắn đâu có nhiều thời gian như vậy đồng thời trong sơn mạch còn có thánh giai ma thú khác tồn tại nếu kéo dài thời gian thì rất có khả năng bị chúng nó truy đuổi chuyện nguy hiểm như thế hàn lập tự nhiên không làm trải qua thời gian dài như thế tích tà thần lôi trong cơ thể hắn cũng đã tiêu hao không ít vô pháp tiếp tục chống đỡ phong lôi xí này đồng thời ba con ma thú phía sau ti mượn lực lượng của mặt kính kia mà có thể đuổi theo nhưng chuyện hắn tối kiên kỵ là ma thú quân công thì không có khả năng xảy ra chuyện như thế mà nói theo thời gian từng chút trôi qua trong lòng hàn lập sát khí càng lúc càng nặng nhưng hồ quang không chậm lại chút nào thoạt nhì không có gì bất thường lại phi hành tiếp trường thời gian một bữa cơm thì phía trước hiện ra một phiến vụ hải màu xám tuy rằng không đậm đặc nhưng từ xa xa nhìn lại thì diện tích cũng không nhỏ chút nào hàn lập thấy vậy thì trong mắt hàn quang chật lóe địa quang trên người không chút do dự chật lóe lên rồi chui đầu vào trong đó. sau một tiếng sét đánh thân hình hàn lập đã chui vào trong hôi sắc vũ khí đồng thời trong mắt lam mang chợt hiện rồi hướng bốn phía đảo mắt một cái sau khi tiên tưởng phụ cận không có ma thú khác ẩn nấp trong đó thì hàn lập bỗng vung tay lên trong tay có thêm một tấm phù lên màu tử huynh sau đó lật tay đem rắn lên người phốc suy một tiếng phù lê hóa thành một đoàn linh quang đen thân hình hắn bao vào trong đó đồng thời trong quang mang mơ hồ có ngân sắc ký hiệu quay cuồng bất định nhưng sau khi ngân quang chật lóe lên thì thân ảnh hàn lập cũng tiêu thất theo hắn đã vận dụng thái nhất hóa thanh phù đen thân thể triệt để hóa thành không khi vận dụng phù lê này hắn thậm chí có thể lừa gạt được cả tồn tại hợp thể sơ kỳ càng không nói tới ba con ma thú cấp luyện hư đang truy đuổi phía sau này nếu không phải thân thể sau khi hư hóa khiến độ tốc giảm đi vô pháp trong thời gian ngắn chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng của chúng thì hàn lập không chừng đã sớm vận dụng cái phù lên này mà nghênh nang chạy ra hắn bây giờ ẩn thân tại một chỗ trong đoàn sương mù nồng đậm không nhích nhích hai mắt híp lại nhìn về phương hướng hắn vừa đứng cự ly hơn 10 dặm đối với ba con thú phía sau chỉ trong nháy mắt là tới cơ hồ hàn lập mới thở ra được hai hơi thì một đạo quang hà chợt lóe lên rồi xuất hiện ở ngay bên cạnh vụ hải màu xám quang hà chợt sáng quay một vòng rồi một đoàn linh quang từ trong đó bay ra lộ ra một cái gương đồng tam giác mà đúng lúc này ba đạo sáng mờ vụt tắt bên trong hiện ra thân ảnh của bọn ngũ khấp chuyện gì xảy ra vậy khi tức của người nọ sao lại tiêu thất mất đại ma ứng hai mắt lục quang chớp động thân sắc hiện ra vẻ kinh nghi bất định sẽ không thể chạy mất được thanh phong nói chạy mất tuyệt không có khả năng này coi như là sơn mạch dựa vào vài vị đại nhân cũng tuyệt đối vô pháp phi động ra vạn lý ở ngoài ngũ khấp trước nhìn mọi nơi sau đó ánh mắt nhìn về phía vụ hải phía trước rơi xuống dị thường lẩm bẩm nói ra nga nói như vậy người này chắc đang thi triển một loại thần thông ẩn nạc cực kỳ cao minh hoặc là trên người có bảo vật có thể thu liễm khí tức gì đó ma ưng tựa hồ linh trí không thấp sau khi chớp động mắt vài cái thì chậm rãi nói ra tám chín phần mười là thế người này biết rõ vô pháp chạy thoát khỏi chúng ta nên dứt khoát dừng lại chuẩn bị cùng chúng ta đánh một trận ngũ hấp ngóng nhìn vụ hải màu xám nhai răng cười nói hắc hắc người này tu vi không bằng ta làm như vậy mà nói thì chẳng phải là tự đi tìm chết hay sao thanh phong nghe ngũ hấp cùng ma ưng nói thì cười nhạt nói Hồ, oh. đừng chủ quan, người này dám làm như thế tự nhiên là có điều ỷ vào. Ta chưa nói với các ngươi, vài ngày trước thiếu chủ đã ngã xuống mà tám chín phần là chết trong tay người này, bằng không chủ nhân cũng sẽ không tức giận như thế. Trong thời điểm hết sức trọng yếu này còn phái bọn ta ra, ngũ hấp trên mặt vẻ giữ tợn chợt lóe qua rồi hừ lạnh một tiếng. Cái gì, thiếu chủ đã bị người này giết, có chuyện như vậy sao? Thanh phong thất thanh kêu lên, đúng vậy, Thiếu chủ tu vi cùng người này không sai biệt lắm nhưng mà trên người còn có vài kiện dị bảo do chủ nhân ban tặng nên cũng không phải. Có thể bị người ta diệt sát dễ dàng như thế. Nói như thế, người này thật sự đúng là có chút khó chơi, nên cẩn thận một chút. Ma ưng khẩu khí biến đổi, vẻ mặt ngương trọng vài phần. Dù cho thật sự có chút nguy hiểm, chúng ta cũng phải nhất định đánh. Nếu vô pháp diệt sát hoặc bắt được người này thì khi trở về gặp lại chủ nhân, chúng ta sẽ có kết quả loại nào, các ngươi cũng có thể rõ ràng. Thanh âm ngũ khớp trở nên âm trầm, đồng thời hai tay đột nhiên hướng trên đầu đánh ra một chảo hai cái sừng trong màu đen kia được lấy xuống sau đó hai tay nó run lên một đôi cử sừng này một chút hóa thành hai cái thiết chùi hắc quang loè loè phối hợp với thân hình to lớn vạm vỡ cao trên năm thước và bộ áo giáp màu đen trên người mua khớp này một chút đã trở nên uy phong lẫm lẫm sát khí đằng đằng hắc âm cùng thanh phong nghe xong lời nói của đồng bạn thì đều lộ ra một tia sợ hãi trong miệng hắc ưng đột nhiên phát ra tiếng hô sắc nhọn hai cánh run lên tán ra vạn đạo hòa quang trong hoàng quang hình thể đại biến trong né mắt hóa thành một gã hoàng bào nhân vóc người thon dài trong tay cầm một cây cốt mâu màu, màu trắng tay kia cầm một cái thân tròn ánh vàng rực rỡ mặt ngoài cốt mâu có một tầng hắc diễm quay cuồng bên trong cũng mơ hồ có tiếng tùy khốc phát ra mà mặt ngoài viên thuẫn có in một cái đồ án cự ma ba đầu sáu tay phía nếp thuẫn hàn quang loè loè tựa hồ sắc bén dị thường về phần thanh phong trong miệng đồng dạng phát ra thanh âm ông minh đồng thời hai cánh trong suốt phía sau mơ hồ run dày một trận một cảnh tượng bất khả tư nghị xuất hiện trên người thanh phong thanh quang lưu chuyển một trận nhất thời vô số quang đoàn từ trên hai cánh tôn ra thoáng chốc đã trải rộng trong phạm vi vài chục trượng phụ cận thấy tình hình này ngũ khốc cùng ma ưng đều biến sắc mà vội vàng né trái né phải thối lui ra mấy bước tựa hồ đối với những quang đoàn này rất là kiên kỵ kết quả quang mang chợt lóe những quang điểm này biến ảo thành vô số con ong nhỏ to cỡ quả trứng và toàn thân màu xanh mọi trừ thể tích nhỏ đi rất nhiều thì ngoại hình đều không khác gì thanh phong to lớn kia thanh phong Tiên phong phân thân thuật của ngươi so với trước đây tựa hồ càng thêm tinh trạng lần trước thấy ngươi thi triển thần thông này không thể huyễn hóa ra nhiều ma phong như vậy chuyện hoàng bào nhân hai mắt nhìn chằm chằm vào những con tiểu thanh phong này mà chậm rãi nói hắc hắc đó là bởi vì trước đây không lâu ta đã đem thần thông này tu luyện lên một tầng cao mới những phân thân này không chỉ số lượng nhiều hơn so với trước đến non nửa mà công kích đơn thể cũng hơn xa trước đây thanh phong đắc ý rào rạt nói ra hảo treo đó mà nói chúng ta sẽ nắm chắc hơn một ít Thanh Phong, ngươi cho những phân thân này đi trước mở đường, chúng ta đem toàn bộ phiến Vân Hải này lục soát một phen. Người nọ hơn phân nửa là đang ẩn nấp nơi đây. Ngũ khớp đem xong chùi hướng trước ngươi đập vào nhau mà ha hả cười phân phó nói: